Chương 1871, các anh cần thái độ gì? Xem thái độ ủy ban nhân dân thành phố các anh là thế nào? Cam Vũ Thuần thản nhiên cười nói. Vậy bên cô cần thái độ chúng tôi như thế nào đây? Diệp Phàm nói rồi nhấp một chút rượu. Nhà máy đường Dương Xuân nói thật hình như là vốn không đủ gán nợ đúng không? Cam Vũ Thuần cố không cười tỏ vẻ nghiêm túc nói. Việc này, Tổng Giám đốc Cam đã điều tra trước đó có phải không? Diệp Phàm nhìn chằm chằm. Việc của người kinh doanh thôi, dù sao cũng phải chú ý một chút tin tức có phải không? Tuy nhiên, nếu Ủy ban Nhân dân thành phố thực sự có quyết định này, Tập đoàn Vinh Quang chúng tôi thật ra có thể suy nghĩ tiếp nhận khối mục nát này. Tuy nhiên, phải xem thái độ của Ủy ban Nhân dân thành phố mới được. Cam Vũ Thuần nói. Khối mục nát, Tổng Giám đốc Cam, tôi không hiểu cô nói thế là ý gì. Hiện giờ nhà máy đường Dương Xuân tuy không thể so sánh với thời kỳ hưng thịnh nhưng cũng không thể là một khối mục nát giống như anh nói được. Diệp Phàm nói. Ha ha. Cam Vũ Thuần vừa cười hai tiếng nói. Chủ tịch thành phố Diệp chúng ta cũng không cần vòng vo. Nhà máy đường Dương Xuân nghe nói đã sắp đóng cửa, nếu đúng như vậy thì trên vai Ủy ban Nhân dân thành phố các anh đó là một gánh nặng khó có thể chịu được. Ngoài ra, công nhân viên thất nghiệp sẽ đưa đi đâu? Người ta không có cơm ăn chắc chắn không vui. Đến lúc đó, chuyện gì sẽ không gây sức ép chứ? Đây là ý của Tổng Giám đốc Cam. Diệp Phàm cố ý hỏi nhìn chằm chằm vào Cam Vũ Thuần. Chủ tịch thành phố Diệp, nếu thật sự phải đóng cửa, Ủy ban Nhân dân thành phố các anh không có 5-600 triệu để trợ cấp thì không thể giải quyết chuyện của nhà máy đường Dương Xuân. Tập đoàn Vinh Quang cũng là tập đoàn lớn của thành phố Đông Cống. Tuy nói chúng tôi là doanh nghiệp tư nhân, nhưng tôi là Ủy viên Mặt trận Tổ quốc thành phố. Ủy viên Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, đại biểu Quốc hội cũng muốn chia sẻ một chút với thành phố. Cho nên, nếu các anh có thể cho chính sách ưu đãi nhất định tập đoàn Vinh Quang không phải là không suy xét tiếp nhận lại khối mục nát này. Cam Vũ Thuần bình tĩnh nói. Ưu đãi, cô muốn ưu đãi như thế nào? Tổng Giám đốc Cam, chúng ta nói thẳng ra đi. Các người có yêu cầu gì có thể nói thẳng, nếu hợp lý thì Ủy ban Nhân dân thành phố có thể xem xét. Diệp Phàm nói, nhà máy đường Dương Xuân có 6.000 công nhân, khi chúng tôi tiếp nhận chỉ có thể dùng 3.000 người. Nhân viên cũng phải do chúng tôi chọn, những người còn lại các anh tự giải quyết. Ví dụ như lãnh đạo quản lý nhà máy đường là lãnh đạo cấp sở cấp cục chúng tôi không cần. Ngoài ra, nên có chính sách ưu đãi về thuế, đất đai, xây dựng. Cuối cùng Ủy ban Nhân dân thành phố đồng ý đầu tư 300 triệu, tập đoàn Vinh Quang chúng tôi có thể chính thức đánh giá nhà máy đường Dương Xuân. Cam Vũ Thuần giọng cũng không phải lớn bình thường. Ha ha, chúng tôi tặng không các người một nhà máy lớn còn phải giúp các người giải quyết vấn đề nhân lực dư thừa. Cuối cùng còn phải cho các người 300 triệu. Trên đời này, bữa ăn ngon như thế Diệp Phàm tôi cũng muốn nếm thử một chút. Diệp Phàm hơi có vẻ châm chọc nhìn Cam Vũ Thuần một cái cười nói. Tổng Giám đốc Cam, trên đời này không riêng gì tập đoàn Vinh Quang các người biết tính toán, Ủy ban Nhân dân thành phố chúng tôi cũng có cao thủ về làm tính. Lúc này, Diệp Phàm đã rõ, Cam Vũ Thuần làm như thế nào. Đơn giản là muốn qua tay nhà máy đường sau đó rút 400 triệu, số lãi hàng năm 4 phần kia sẽ không còn. Thật ra là tính toán rất tốt. Ha ha, Chủ tịch thành phố Diệp, các người mới mất 300 triệu thôi. Nếu thật sự nhà máy đường Dương Xuân thật sự phá sản, các người không có 600 triệu không giải quyết nổi. Đâu nặng đâu nhẹ, việc này Chủ tịch thành phố là người khôn khéo, hẳn là biết tính toán. Cam Vũ Thuần nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái, giống như muốn ăn thịt người nói. Ngoài ra nhà máy đường thật sự phá sản sẽ dẫn đến một loạt các vấn đề lớn. Chỉ là việc tìm việc làm thôi cũng đủ làm các anh đau lòng. Ngay cả khi các anh cho họ tiền thì công nhân nhà máy đường cũng không muốn đi làm việc khác. Dù sao, mấy chục nghìn so với một công việc bọn họ phân biệt rất rõ. Thành phố Đông Cống chúng ta cũng không thể so sánh với vùng duyên hải giàu có, ở đó khắp nơi đều có cơ hội. Thành phố Đông Cống không thế, ở đây bọn họ coi trọng công việc. Cho nên, tôi hy vọng Chủ tịch thành phố Diệp có thể suy nghĩ cẩn thận đề nghị của Tập đoàn Vinh Quang. Nói trắng ra là, Tập đoàn Vinh Quang chúng tôi đồng ý ngẩng đầu, anh hỏi các tập đoàn khác xem có tập đoàn nào đồng ý tiếp nhận nhà máy đường không. Cảm ơn Tổng Giám đốc Cam quan tâm đến nhà máy đường Dương Xuân. Tuy nhiên, điều kiện của các người Ủy ban Nhân dân thành phố chúng tôi không suy xét.
Diệp Phàm kiên quyết từ chối đề nghị của Cam Vũ Thuần. Vậy không có gì để nói, thôi đi không nói nữa, tối nay chúng ta liền uống rượu. Cam Vũ Thuần vẻ mặt bình tĩnh nói. Đúng, đúng đúng, tối nay chúng ta chỉ uống rượu. Diệp Phàm cười nói, thầm nói, tôi kiên trì đến cùng với cô. Hai ngày qua đi, Chủ tịch tỉnh Trúc đúng là giữ lời. Công văn của tỉnh ủy đã đến thành phố Đông Cống. Tôn Quân, cậu thấy văn bản của tỉnh ủy lần này thế nào? Diệp Phàm cầm trong tay văn bản trên bàn nói. Chủ tịch tỉnh Trúc rất quyết đoán, lần này quyết điều chỉnh nhân sự nhà máy đường. Chỉ thị của tỉnh ủy, lãnh đạo nhà máy đường Dương Xuân cán bộ dưới cấp sở sẽ do Ủy ban Nhân dân thành phố Đông Cống trực tiếp điều chỉnh. Mà điều chỉnh cán bộ trên cấp sở do Ủy ban Nhân dân thành phố Đông Cống đề nghị, sau đó báo ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Cán bộ cấp sở sau điều chỉnh có thể về công tác tại thành phố Đông Cống. Nếu một số cán bộ tình nguyện đến làm việc ở tỉnh, tự mình tìm được vị trí thích hợp thì cũng cho đi. Văn bản của tỉnh ủy đã cho chúng ta quyền tự chủ. Đối tượng là Ủy ban Nhân dân thành phố Đông Cống mà không phải là thành ủy Đông Cống. Cho nên, thật ra, quyền quyết định về nhân sự là do Ủy ban Nhân dân thành phố Đông Cống. Chủ tịch tỉnh Trúc chắc chắn đã cố gắng không ít. Xem ra, ông ta rất ủng hộ việc chúng ta chấn hưng nhà máy đường Dương Xuân. Tuy nhiên, tôi cũng cảm thấy trọng trách trên vai rất nặng. Nếu thực sự làm không tốt, thật sự không có mặt mũi nào gặp Chủ tịch tỉnh Trúc. Lam Tồn Quân vẻ mặt nghiêm trọng nói. Ừ, Chủ tịch tỉnh Trúc rất tin tưởng chúng ta. Bản thân chúng ta lại càng tin tưởng hơn. Nếu nhà máy đường Dương Xuân không thể phát triển lên, Diệp Phàm tôi lập tức cút đi. Diệp Phàm nói rất hào hùng, nhìn Lam Tồn Quân một cái nói. Từ ngày mai, tổ chuyên trách Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ bắt đầu nắm giữ nhà máy đường Dương Xuân. Thành lập ban giám đốc tiến hành cải cách toàn diện nhà máy theo phương thức cổ phần. Trong những người tham gia, tôi Diệp Phàm sẽ là Chủ tịch Hội đồng Quản trị, cậu đảm nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm giám đốc nhà máy đường Dương Xuân. Tồn Quân, tôi quyết định báo cáo với tỉnh ủy đề xuất cậu giữ chức giám đốc nhà máy đường Dương Xuân. Trách nhiệm chấn hưng nhà máy đường nằm trực tiếp ở trên vai cậu. Bên này cậu vẫn kiêm phó chủ tịch thường trực thành phố. Nếu chủ tịch thành phố coi trọng tôi như vậy, dù thế nào, tôi cũng phải làm cho nhà máy đường phát triển đi lên. Lam Tồn Quân nói, sau khi cậu xuống đó điều tra toàn bộ công nhân viên nhà máy, nếu ai thực sự có năng lực chúng ta vẫn giữ lại. Nhưng người không có khả năng thì vẫn phải loại ra ngoài. Mặc dù tạm thời chưa tìm ra nơi thích hợp để chuyển đi, vậy trước tiên cứ để qua một bên. Tuyệt đối không thể mặc kệ việc đó, chỉ biết nói những lời thừa thì sẽ gây trở ngại chôn hà máy đường khi phát triển. Phải tiến hành thay đổi hoàn toàn nhà máy đường. Nhà máy có phát triển hay không thì bộ máy lãnh đạo là quan trọng nhất. Tốt nhất là có thể kéo nhà đầu tư lớn đến đầu tư, làm tài sản nhà máy lớn mạnh thêm. Tôi nghĩ, nếu muốn làm thì làm lớn. Mục tiêu của chúng ta chính là phát triển nhà máy đường Dương Xuân thành tập đoàn Dương Xuân, đứng vào hàng ngũ những công ty mạnh của tỉnh Tây Lâm. Sáng mai tôi sẽ đi xuống, trước hết làm rõ rồi báo cáo anh. Lam Tồn Quân nói. Ừ, cứ sắp xếp như vậy. Sau đó thảo luận trong lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố. Còn việc đề cử cậu với tỉnh ủy, tôi nghĩ sẽ làm sớm một chút. Có một số việc. Làm chậm chỉ sợ gặp trở ngại. Như vậy buổi chiều sẽ quyết định chuyện đề cử cậu. Sau đó tôi sẽ báo cáo ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy về việc này. Tôi nghĩ, nếu Chủ tịch tỉnh Trúc đã ủng hộ mạnh mẽ như vậy đề nghị của tôi, ông ta sẽ cẩn thận suy nghĩ. Nếu không, đến quyền chọn giám đốc cũng không cho tôi thì tôi làm sao có thể chấn hưng nhà máy đường Dương Xuân. Diệp Phàm nói, tôi nghe theo sắp xếp của Chủ tịch thành phố. Lúc này Lam Tồn Quân hoàn toàn coi mình là cấp dưới Diệp Phàm. Cậu xem có thể bảo nhà cậu dùng một chút ảnh hưởng đến quyết định của tỉnh ủy Tây Lâm. Tuy nói Chủ tịch tỉnh Trúc tám phần sẽ giúp chúng ta nhưng cũng có thể sơ suất. Dù sao, giám đốc nhà máy đường Dương Xuân cũng là cấp bậc giám đốc sở, trong lúc tình hình rối rắm có lẽ cũng không ít đồng chí muốn được đề bạt. Diệp Phàm nói, thế cũng đúng, Chủ tịch thành phố ra sức, chuyện chính mình tôi nếu không cố gắng một phen. Thì Lam Tồn Quân còn là Lam Tồn Quân sao? Tuy nói nhà tôi ở Tây Lâm cũng không có nhân vật nào có phân lượng. Tôi nghĩ cứ bắt đầu từ Trung ương, tìm vài người nói một chút, hẳn sẽ có ảnh hưởng không ít đối với tỉnh ủy Tây Lâm. Tuy nhiên, mấu chốt vẫn dựa vào anh. Lam Tồn Quân cung kính nói. Hai chúng ta không cần nói thế,
chuyện của cậu là chuyện của tôi. Diệp Phàm khoát tay áo nói. Buổi chiều, Diệp Phàm mở hội nghị lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố. Các đồng chí, thời cơ và khó khăn đều đồng thời đến với Ủy ban Nhân dân thành phố chúng tôi. Nhà máy đường Dương Xuân. Diệp Phàm truyền đạt lại công văn và chỉ thị của tỉnh ủy. Lập tức, bộ máy lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố ngoài Diệp Phàm, Lam Tồn Quân và Trần Tân Lễ biết việc này, các đồng chí khác toàn bộ sợ ngây người. Chủ tịch thành phố Diệp, trước đó trong hội nghị bộ máy lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố không phải chúng ta đã quyết định đề xuất với Ủy ban Kinh tế Thương mại yêu cầu thu hồi nhà máy đường Dương Xuân sao? Sao lại là bọn họ buông tay? Ủy ban Nhân dân thành phố Đông Cống chúng ta tiếp nhận khối rối ren này. Gánh nặng trầm trọng này chúng ta không gánh nổi. Giọng phó chủ tịch thành phố Lưu Chuyển Kim khá lớn, tất nhiên là để mọi người chú ý. Đúng vậy, chủ tịch thành phố Diệp, trên tỉnh sao lại làm như vậy? Chúng ta ngồi đây không ai không biết nhà máy đường Dương Xuân là một vũng bùn, rơi vào là không bước ra được. Với nguồn tiền của thành phố chúng ta, một năm cũng chỉ có thể đủ cho một phần nhà máy đường. Còn muốn các bộ phận khác của Ủy ban Nhân dân không triển khai công tác sao? Tôi thấy, đây chính là cháo không đủ mà người nhiều lên. Tất nhiên, tổng sản lượng không đổi chỉ có thể giảm bớt của mỗi người. Các đồng chí ngồi đây tất nhiên đều không muốn thấy tình huống này xảy ra. Nếu Cục Tài chính thành phố phải chia sẻ với nhà máy đường Dương Xuân không phải là sau này tiền trong tay các phòng chuyên môn sẽ ít đi sao? Chương 1872, khéo léo giành vị trí. Đối với các lãnh đạo vốn không được phân công quản lý phân phối tiền mà nói, tất nhiên là trong lòng không vui. Cho nên, Phó Chủ tịch thành phố Trương Chí Khôn đã không kìm nổi hỏi một câu. Đúng vậy, việc này trước đây Ủy ban Nhân dân thành phố đã gửi yêu cầu lên tỉnh. Phó Chủ tịch thành phố Y Tiền Sâm nói. Phó Chủ tịch thành phố Y, đây là công văn chính thức của tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định xuống. Ủy ban Nhân dân thành phố chúng ta khiếu nại có tác dụng sao? Lam Tồn Quân hỏi ngược lại. Việc này, Y Tiền Sâm lập tức im lặng. Tốt lắm, không nói nhiều nữa. Việc này tôi cùng Phó Chủ tịch Tân Lễ cùng giải quyết đi. Khi tình hình đã như thế này, chúng ta có muốn đẩy cũng không được. Việc này là Chủ tịch Trúc tự mình quyết định, cho nên, chúng ta phải đối mặt với sự thật, tự mình phải đứng dậy. Các đồng chí ngồi ở đây đều là thành viên Ủy ban Nhân dân thành phố, có thể nói là trụ cột của thành phố Đông Cống. Mỗi người chúng ta đều phải xốc lại tinh thần, đưa ra giải pháp. Như thế mới có thể khiến cho nhà máy đường Dương Xuân hồi sinh. Nhà máy đường có phát triển, cũng có thể cho thành phố chúng ta có thêm tiền đúng không? Diệp Phàm khoát tay áo nói. Chủ tịch Diệp, đây căn bản là vũng bùn, trừ phi không đi vào đó chứ một khi đã vào thì không thể đi ra được. Thậm chí đều làm cho chúng ta chết đuối trong đó. Lưu Chuyển Kim lớn tiếng nói. Ừ. Tôi thấy nhà máy đường Dương Xuân căn bản là vốn không đủ gánh nợ, nếu kiểm tra sổ sách có lẽ nhà máy nợ còn phải đến vài trăm triệu. Một nhà máy không có cách nào cứu chữa như vậy mà bảo chúng ta tiếp nhận lại, căn bản là tự chui đầu vào giọ thôi. Y Tiền Sâm lắc đầu lè lưỡi nói. Không đi làm sao biết là tự chui đầu vào giọ. Đồng chí Tiền Sâm, có một số việc, chỉ có thể đi làm thật mới biết có cứu được hay không. Nếu tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh đem chuyện quan trọng như vậy giao cho chúng ta phải có trách nhiệm. Một chút trách nhiệm cũng không dám đảm đương thì có còn là một người đảng viên không? Diệp Phàm vẻ mặt nghiêm túc phê bình ý kiến của Y Tiền Sâm. Dù sao việc này tôi không làm được, tôi chỉ muốn nhúng tay quản lý ba sào ruộng nhà tôi là được rồi. Lần trước Chủ tịch Diệp giao mỗi chúng tôi kiếm tiền để xây dựng thành phố Đông Cống. Việc này... Vì hưởng ứng kêu gọi của tỉnh ủy, tôi biết. Nhưng chỉ một việc này thôi tôi cũng đã đủ bận việc lắm rồi. Chuyện nhà máy đường Dương Xuân này, nói thật, tôi không có thừa sức đi lo. Chủ tịch Diệp nếu nói phải tiếp nhận, tôi không phản đối. Hơn nữa, nhìn vào bản tài liệu này có thể thấy trên tỉnh và bí thư ủy ban kinh tế thương mại Đới Trung Cường đã đưa tiền vào quỹ của chủ tịch thành phố. Chứng tỏ việc này họ hy vọng chủ tịch thành phố tự mình ra tay quản lý. Một khi đã vậy tôi tin rằng Chủ tịch Diệp có thể đưa nhà máy đường Dương Xuân ra khỏi khó khăn. Tuy nhiên, tôi hy vọng, Chủ tịch Diệp không cần phân chia nhiệm vụ của nhà máy đường Dương Xuân cho chúng tôi, khi chúng tôi vẫn còn gánh vác những nhiệm vụ quan trọng trên vai. Lưu Chuyển Kim lại bắt đầu cổ động quần chúng. Nghe hắn nói,
những người ngồi đây đều nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Những ánh mắt đó đều có ý này cả. Chỉ thị của tỉnh ủy giao Ủy ban Nhân dân thành phố Đông Cống chịu trách nhiệm về nhà máy đường Dương Xuân. Chính là nhân sự của nhà máy đều sắp xếp từ đề cử của bộ máy Ủy ban Nhân dân thành phố sau đó đưa lên ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Cán bộ dưới cấp sở trực tiếp do Ủy ban Nhân dân thành phố Đông Cống quyết định, sau đó ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy sát hạch thông qua là được. Các đồng chí tỉnh ủy đã giao cho chúng ta quyền lớn như vậy, chúng ta cũng phải quý trọng có phải không? Diệp Phàm nói, bắt đầu tung ra tấm chăn đệm làm nền cho Lam Tồn Quân. Ha ha, vừa rồi tôi cũng đã cẩn thận đọc văn bản. Cảm thấy chỉ thị của tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng không nhằm vào Ủy ban Nhân dân thành phố chúng ta. Quan trọng là ở Chủ tịch Diệp. Nếu Chủ tịch Diệp thay đổi hình thức đầu tư cổ phần đối với nhà máy đường Dương Xuân, chúng tôi ủng hộ quyết định của Chủ tịch thành phố. Tuy nhiên, khả năng của chúng tôi có hạn, việc này tôi không tham gia. Y Thiền Sâm nhìn Diệp Phàm một cái rồi nói tiếp. Còn chuyện tỉnh ủy trao quyền cho cấp dưới, tôi cũng tuyệt đối không động vào. Chủ tịch Diệp quyết định như thế nào thì quyết định như thế. Tôi cũng đồng ý với ý kiến của Phó Chủ tịch thành phố Y. Chánh án tòa án La Phong và Viện trưởng Viện Kiểm sát Nguyễn Tiến Phát người trước người sau nói. Sau đó lại có mấy vị thể hiện thái độ mặc kệ tương tự. Các anh không tham gia tôi cũng đồng ý. Tuy nhiên, chỉ thị của tỉnh ủy là Ủy ban Nhân dân thành phố Đông Cống chúng ta quyết định đề cử nhân sự. Cho nên, vấn đề đề cử nhân sự cấp cao của nhà máy đường tôi hy vọng tất cả mọi người ủng hộ. Diệp Phàm nói. Chỉ cần Chủ tịch Diệp đồng ý chuyện sau này của nhà máy đường không cần tìm chúng tôi không có ý kiến. Hơn nữa, vì giữ lời hứa, tốt nhất là ký một biên bản chính thức, ghi vào biên bản hội nghị Ủy ban Nhân dân thành phố. Mọi người đồng ý không tham gia như thế nào liền ký tên. Lưu Chuyển Kim ngắt lời nói, đưa ra cách bỏ gánh nặng. Nguyễn Tiến Phát cho đến Y Tiềm Sâm gật đầu đồng ý đều muốn không liên quan gì đến chuyện nhà máy đường nữa. Một đám yếu ớt bạc nhược Diệp Phàm thầm mắng trong lòng, nói. Được, chủ nhiệm Vệ, lập tức cho người gõ biên bản. Vệ Diêu Thông lập tức cho người đi làm không lâu sau thì biên bản đã xong. Cuối cùng, trong số 13 thành viên Ủy ban Nhân dân ngoài Diệp Phàm, Lam Tồn Quân và Trần Tân Lễ ra thì 10 vị đồng chí khác đều ký kết biên bản không tham gia. Các anh đã nghĩ kỹ đúng không? Đặt bút rồi không hối hận chứ? Diệp Phàm giơ biên bản trong tay lên. Vẻ mặt nghiêm trọng nói. Đưa tôi ký trước. Lưu Chuyển Kim không hề nghĩ ngợi ký ngay. Nếu các vị đều có suy nghĩ của riêng mình, tôi cũng không tiện nói nữa. Tổ chuyên trách chuyện nhà máy đường còn lại 3 thành viên của Ủy ban Nhân dân thành phố. Tôi cùng với Phó Chủ tịch Thường trực Lam Tồn Quân còn có Phó Chủ tịch thành phố Trần Tân Lễ. Có đúng vậy không thưa các đồng chí? Diệp Phàm hỏi, tất nhiên là từng bước thực thi kế hoạch của mình. Đương nhiên là vậy. Nếu chúng tôi quyết định không tham gia, đương nhiên bất luận chuyện gì của nhà máy đường chúng tôi cũng không tham dự. Mặc dù là nhà máy đường có chia tiền cũng không liên quan đến chúng tôi. Đương nhiên, nếu sau có việc gì khác, chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm. Lưu Chuyển Kim lên tiếng đầu tiên. Ha ha, tôi quyết định tổ chuyên trách nhà máy đường là do tôi làm tổ trưởng, đồng chí Lam Tồn Quân đảm nhiệm tổ phó thường trực, phụ trách trực tiếp. Còn đồng chí Trần Tân Lễ đảm nhiệm tổ phó thứ nhất. Công việc của nhà máy đường không tách rời khỏi Cục Công an nên đồng chí Vương Triều của Cục Công an cũng đảm nhiệm tổ phó. Tổ viên còn có bên quản lý đất đai, xây dựng, Ủy ban Kinh tế Thương mại cùng với một số lãnh đạo nhà máy đường tham gia. Ngày mai thành lập một tổ chuyên trách chính thức nắm giữ nhà máy đường Dương Xuân, toàn diện tiến hành điều tra. Đồng thời cũng nhận bàn giao công việc của nhà máy đường từ bộ máy lãnh đạo hiện giờ của nhà máy. Mọi người đồng ý xin mời giơ tay biểu quyết. Diệp Phàm nói xong giơ tay lên, Lam Tồn Quân cũng giơ tay. Lưu Chuyển Kim cũng không chút do dự đồng ý, không lâu sau, toàn thể các đồng chí đều thông qua. Diệp Phàm hiểu được, tuy nói việc điều chỉnh nhân sự nhà máy đường có chút ngon miệng nhưng cũng khó gặp. Điều chỉnh nhân sự địa phương còn có lợi, nhưng nhà máy đường Dương Xuân mục nát chắc chắn là hại nhiều hơn lợi. Bằng không, những người ngồi ở đây không phải cáo già, có lợi còn chưa tới sao. Sau khi tất cả mọi người giơ tay đồng ý chuyện nhà máy đường, Diệp Phàm nói. Cố một chuyện nhỏ này, bí thư đảng ủy nhà máy đường Dương Xuân đồng chí Lý Khê Mãn đã tạm thời bị cách chức. Mà giám đốc nhà máy đồng chí Vân Phong đã điều lên Ủy ban Kinh tế Thương mại tỉnh đảm nhiệm chức phó chủ nhiệm. Có thể nói,
hiện tại nhà máy đường Dương Xuân như rắn mất đầu. Nếu nhà máy đường đã thuộc sự quản lý của Ủy ban Nhân dân thành phố chúng ta thì hôm nay trước tiên chúng ta phải chọn ra người làm giám đốc. Trong lòng Chủ tịch Diệp hẳn là đã chọn được người. Lưu Truyền Kim thản nhiên hừ một tiếng, lúc này cũng hiểu rõ ý của Diệp Phàm. Hóa ra nói nhiều như vậy chính là vì phút cuối cùng này. Ha ha, tôi cho rằng đồng chí Lam Tồn Quân rất thích hợp đảm nhiệm chức vụ này. Anh ấy là người từ Bộ Thương mại xuống đây, hiểu biết rộng. Hoàn toàn có năng lực kéo nhà máy đường Dương Xuân ra khỏi cảnh khó khăn này. Cho nên, tôi quyết định đề cử đồng chí Lam Tồn Quân đảm nhiệm phó bí thư đảng ủy, giám đốc nhà máy đường Dương Xuân với ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Các đồng chí cảm thấy thế nào? Diệp Phàm đã luyện đến ra mặt tuyệt đối không mỏng chút nào, nếu Lưu Truyền Kim Anh đã nói như thế thì tôi cũng không cần khách khí. Tôi đồng ý với đề nghị của đồng chí Diệp Phàm. Đồng chí Tồn Quân công tác ở Bộ Thương mại nhiều năm có nhiều kinh nghiệm. Bộ Thương mại là làm gì? Là chuyên quản lý về kinh doanh. Hơn nữa Phó Chủ tịch thành phố Tồn Quân đã ở Bộ Thương mại nhiều năm như vậy chắc chắn cũng có mạng lưới quan hệ không tầm thường. Cho nên, anh ta đến nhà máy đường đảm nhiệm chức giám đốc là hợp lý. Trần Tân Lễ không ngờ là người đầu tiên lên tiếng, bởi vì địa vị của Diệp Phàm trong cảm nhận của Chủ tịch Trúc đồng chí Trần Tân Lễ đã biết qua. Ngay cả Phó Chủ tịch tỉnh Y Kiệt Minh và trợ lý Chủ tịch tỉnh Lưu Thạch cũng phải thầm chịu đựng. Chứng tỏ Chủ tịch Trúc ủng hộ Diệp Phàm. Tất nhiên, trong lòng Trần Tân Lễ có suy nghĩ, đây cũng là một nguyên nhân khiến vừa nãy Trần Tân Lễ đi theo Diệp Phàm. Chúng tôi đã nói trước là không tham gia vào chuyện nhà máy đường. Hơn nữa, chúng tôi là tham gia vào công tác chính chứ không liên quan gì đến công tác phát triển nhà máy đường cả. Cho nên, hai chúng tôi đều không có ý kiến gì. Đồng ý đề cử đồng chí Lam Tồn Quân. Nguyễn Tiến Phát và La Phong nói. Lưu Truyền Kim thấy vừa rồi ký kết biên bản không tham gia giờ lại phải ủng hộ Ủy ban Nhân dân thành phố đề cử nhân sự nhà máy đường. Việc này y cũng ngại nói ra điều mình muốn, đành đồng ý một cách bất đắc dĩ. Tất nhiên, việc đề cử đồng chí Lam Tồn Quân dưới sự sắp xếp khéo léo của Diệp Phàm đã được Ủy ban Nhân dân thành phố thông qua. Mà tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có văn bản chỉ thị toàn bộ hoạt động lần này đều ủy quyền cho Ủy ban Nhân dân thành phố Đông Cống, đến thành ủy Đông Cống cũng bị bỏ qua một bên. Cho nên, quyết định đề cử này cũng không cần báo cáo thành ủy Đông Cống mà có thể trực tiếp báo cáo ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Diệp Phàm việc nhân đức không nhường ai, lập tức cho Vệ Diêu Thông đem quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố báo cáo ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Hơn nữa, đến văn phòng Diệp Phàm lập tức gọi điện thoại cho Chủ tịch Trúc, đem những việc liên quan đến chuyện đề cử báo cáo Chủ tịch Trúc. Tôi nói rồi, chuyện nhà máy đường tôi không nhúng tay vào công việc cụ thể. Cậu nói thế nào thì được cái đó. Tuy nhiên, tầm nhìn của cậu nên chuẩn xác. Tuy nói mặt ngoài là ủy quyền toàn diện cho các cậu nhưng các cậu không được để tôi mất mặt. Chủ tịch Trúc thản nhiên nói. Nếu không vực dậy được nhà máy đường Dương Xuân, Diệp Phàm tôi không cần chức vụ này nữa. Diệp Phàm cũng nghiến răng. Cậu nói thế. Chủ tịch Trúc lạnh lùng hừ nói, giọng rất nghiêm túc. Tôi nói thế, nếu Chủ tịch Trúc không tin có thể ghi âm lại cuộc điện thoại này. Diệp Phàm còn chắc chắn thêm. Chương 1873, nhờ người đi hộ. Sau khi tiếp xúc với Chủ tịch Trúc lần thứ hai, Diệp Phàm cũng hiểu thêm về ông một chút. Cảm thấy Chủ tịch Trúc làm việc khá thoải mái. Hơn nữa, vẫn có chút phong cách quân nhân. Chú trọng việc thật, coi trọng lời hứa. Không thích làm những chuyện đường ngang ngõ tắt. Đương nhiên, đây chỉ là một chút cảm giác của Diệp Phàm mà thôi. Nếu nói là Chủ tịch Trúc đơn giản như mặt ngoài thì ông ta tuyệt đối không ngồi được lên vị trí Chủ tịch tỉnh. Vậy đi, việc bổ nhiệm đồng chí Lam Tồn Quân tôi có thể ủng hộ cậu. Tuy nhiên, dù sao lãnh đạo nhà máy đường cũng là cán bộ cấp giám đốc sở. Việc này phải thông qua thảo luận của tỉnh ủy mới thông qua được. Cậu có hiểu ý của tôi không? Chủ tịch Trúc nhắc nhở Diệp Phàm. Tôi hiểu rồi. Diệp Phàm nói, tất nhiên là biết Chủ tịch Trúc đang nhắc nhở hắn còn phải qua cửa của bí thư tỉnh ủy Phó Quốc Vân. Hiểu được là tốt rồi, giữ vững thời hạn, cải tạo tốt nhà máy. Chủ tịch Trúc nói câu cuối cùng rồi cúp điện thoại. Cậu Lam, nhà cậu đã có động thái gì chưa? Sau khi gác điện thoại Diệp Phàm quay sang hỏi. Mấy hôm trước anh đã nói việc này với tôi. Tôi đã nói với cha rồi. Tin rằng họ cũng đã chuẩn bị. Dù sao từ phó giám đốc sở đến giám đốc sở là một ngưỡng lớn. Không ai dễ dàng buông tha.
Tuy nhiên, anh Diệp, tôi xin nhờ anh chút chuyện. Lam Tồn Quân hạ thấp thái độ. Chúng ta là anh em, không cần khách khí như vậy. Diệp Phàm khoát tay áo nói. Cha tôi cũng đã nói, nhà họ Lam cơ bản là không có quan hệ ở tỉnh Tây Lâm. Muốn ổn thỏa thì tốt nhất phải tìm người có ảnh hưởng đến bí thư Phó Quốc Vân. Chủ tịch Trúc mạnh mẽ nhưng Phó Quốc Vân dù sao cũng là bí thư, là nhân vật số một của tỉnh Tây Lâm. Với một tỉnh, vẫn là người có quyền cao nhất trong việc bổ nhiệm cán bộ cấp giám đốc sở. Tuy nói chỉ là giám đốc một doanh nghiệp nhà nước, nhưng, rất nhiều đồng chí đều coi đây là một cái cầu. Đây không phải là một cách thăng quan hay sao? Lam Tôn Quân nói thẳng. Ý của cha cậu là trong đó có rất nhiều tranh giành đúng không? Diệp Phàm nói. Ừ, cha nói, quan hệ trong tỉnh ủy Tây Lâm cũng rất phức tạp. Trúc Nham Phong và Phó Quốc Vân hai người mạnh mẽ gặp nhau, không khác gì thế quân dùng lực đối đầu. Đây là hai phe phái tập đoàn quyền lực lớn nhất tỉnh ủy Tây Lâm. Ngoài ra còn có phe do Phó Bí Thư Đảng Đoàn Tằng Cửu Thiên cùng Phó Bí Thư Trung Bão Thạch cầm đầu. Còn có mấy người đứng ở vị trí trung lập. Lam Tồn Quân nói. Đã hỏi thăm rõ ràng chưa, ai có quan hệ tốt với Phó Quốc Vân? Diệp Phàm hỏi. Không rõ lắm, cha cũng buồn vì việc này. Hiện tại đã tìm người nói qua với Phó Quốc Vân. Chẳng qua là thái độ Phó Quốc Vân khá mơ hồ. Cha đoán độ mạnh yếu vẫn chưa đủ. Lam Tồn Quân nói. Phó Quốc Vân làm bí thư tỉnh ủy một tỉnh, là lãnh đạo một vùng. Nếu nói không có ai ở Trung ương ủng hộ ông ta có thể ngồi trên vị trí này là tuyệt đối không thể có khả năng. Có thể đẩy người khác ngồi lên vị trí bí thư tỉnh ủy ít nhất cũng phải là ủy viên Bộ Chính trị mới có khả năng này. Sau lưng Phó Quốc Vân có người như thế, cho nên, cán bộ bình thường ở Trung ương lên tiếng cũng không có tác dụng gì lớn. Diệp Phàm nhíu mày nói. Cha nói, lần này anh Diệp có thể giúp đỡ. Thứ nhất nhà họ Lam sẽ nhớ ân tình này. Thứ hai, chuyện anh Diệp đề nghị thành phố Tân Môn liên kết hỗ trợ với thành phố Đông Cống ông ấy cũng có thể nói giúp. Tôi lúc đó cũng đã nói qua với cha, nói là anh Diệp chắc chắn sẽ giúp. Không cần phải nói này nọ, tuy nhiên, cha vẫn bảo tôi phải truyền đạt lại ý của ông ấy. Ông ấy nói, tình cảm anh em là tình cảm anh em. Nhưng công việc là công việc, có một số việc phải phân định rõ ràng. Lam Tồn Quân nói ra ý của cha mình. Ha ha, chủ tịch thành phố Lam nói cũng có lý. Diệp Phàm gật gật đầu, ngồi im suy nghĩ một chút. Cảm thấy hiểu rõ bối cảnh là như thế nào rồi. Đôi khi năng lực là một chuyện, nhưng cần phải có bối cảnh giúp đỡ. Gia tộc giống như nhà họ Lam, anh không thể làm cho họ tin vào khả năng của anh thì sẽ không thể làm họ nể phục. Vì thế Diệp Phàm gọi điện thoại cho Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Ninh Chí Hòa cười nói. Chào chú Ninh, cháu là Diệp Phàm. Là cậu à, cậu lâu không thấy điện thoại, tôi còn tưởng rằng cậu mất tích rồi đấy. Giọng Ninh Chí Hòa thân thiết. Giống như đối với một người bạn thân. Không kém gì so với người nhà. Đây tất nhiên là nể mặt sư phụ Phí Phương Thành của Diệp Phàm. Muốn mất tích cũng khó. Diệp Phàm cố ý thở dài. Chuyện của cậu tôi biết, tuy nhiên, tôi thấy lạ, cậu không tìm nhà họ Kiều tìm tôi làm gì. Ninh Chí Hòa đột nhiên nói trắng ra. Ha ha, chú Ninh nghĩ sai cho cháu rồi. Hiện tại cháu công tác ở Đông Cống không tồi. Nơi này sơn thủy hữu tình. Là một nơi rất tốt. Thật sự là một nơi nghỉ ngơi tốt. Cháu còn muốn cảm ơn Chủ tịch tỉnh Yến đã cho cháu đến đây. Diệp Phàm thản nhiên cười nói. Phát hiện thấy Lam Tồn Quân đang lắng nghe, có lẽ đang đoán xem chú Ninh là ai. Vui đến quên cả trời đất. Ninh Chí Hòa cười trêu. Có đôi chút là như vậy nhưng không phải là hoàn toàn. Diệp Phàm nói. Cậu còn chưa nói với tôi là vì sao cậu nói tôi sai lầm. Ninh Chí Hòa nói, tôi muốn biết bí thư tỉnh ủy Tây Lâm Phó Quốc Vân quan hệ cũng không tệ lắm. Tôi nghĩ, chú Ninh ở vị trí đặc biệt, có thể hiểu một chút. Nếu đã tới Tây Lâm, kiếm cơm dưới tay người ta, không hỏi thăm một chút sau này xui xẻo thì sao chứ? Diệp Phàm bình tĩnh nói, ha ha, muốn bảo tôi giúp thì cứ nói thẳng, làm sao phải dài dòng, không giống phong cách của cậu. Ninh Chí Hòa tất nhiên là nghe xong hiểu ngay ý của Diệp Phàm. Không chút khách khí nói. Tôi nói thẳng. Diệp Phàm cười, mặt dày nói. Nói đi, tôi nghe. Ninh Chí Hòa nói. Muốn nhờ chú Ninh nói giúp với Phó Quốc Vân. Thành phố Đông Cống chúng tôi có nhà máy đường Dương Xuân. Diệp Phàm đem chuyện đề cử Lam Tồn Quân nói qua.
nếu Chủ tịch Trúc ủng hộ cậu, thì chỉ còn vấn đề bên phía Phó Quốc Vân. Ninh Chí Hòa nói, trầm mặc trong chốc lát, nói. Phó Quốc Vân có chút việc tôi không tiện nói, với cậu mà nói thì cũng không thể đụng chạm đến tấm thư đó. Tuy nhiên, tôi có thể nói cho cậu biết, quan hệ giữa Phó Quốc Vân và đồng chí Triệu Sương Sơn không tệ lắm đâu. Nếu Triệu Sương Sơn đồng ý đề cử một giám đốc doanh nghiệp nhà nước, Phó Quốc Vân hẳn sẽ không phản đối. Tất nhiên, quan hệ giữa họ là bạn bè, không phải như cậu nghĩ là phe phái chính trị. Cho nên, cậu đừng nghĩ ngợi lung tung. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Phàm suy nghĩ một hồi, quan hệ giữa mình và nhà họ Triệu cũng là ôn hòa lợi dụng lẫn nhau thôi. Trước kia nhà họ Triệu có thể giúp mình giải quyết một chút việc đều có trao đổi ngang tay. Mà khi ở Việt Đông cũng chỉ có thể nói là thân hơn với các đồng chí thông thường. Muốn dùng việc này để bảo ông ta lên tiếng nói với Phó Quốc Vân chuyện của Lam Tồn Quân có lẽ là không thể. Huống chi hiện tại hết thảy chức vụ trong quân đội của hắn đều bị rút hết. Hơn nữa, việc hắn trở thành phế nhân Triệu Bảo Cương có lẽ cũng đã biết. Đã không có giá trị lợi dụng, thì thực không có tác dụng gì. Nghĩ tới nghĩ lui, Diệp Phàm nhìn Lam Tồn Quân một cái hỏi. Tồn Quân, cha cậu cùng bí thư tỉnh Việt Đông Triệu Sương Sơn có thể thương lượng một chút nào đó không? Lão đại của nhà họ Triệu. Lam Tồn Quân kinh ngạc nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Ừ, nếu cha cậu có thể nói chuyện thì tốt. Diệp Phàm nói, đây là cung cấp tin tức cho Lam Tồn Quân. Tôi lập tức nói với cha một tiếng. Lam Tồn Quân vui vẻ cầm điện thoại một hồi sau vẻ mặt hơi có chút vui mừng nói. Thật ra bên chỗ bí thư Triệu, cha tôi đang tìm người liên hệ. Tốt tốt, giám đốc Lam, đầu tiên tôi chúc mừng cậu một tiếng. Diệp Phàm trêu. Ha ha, việc này chưa có kết quả cũng không dám tùy tiện. Lam Tồn Quân khiêm tốn nói. Sau hai ngày Diệp Phàm cùng Lam Tồn Quân đều bận rộn với việc sắp xếp công việc cho tổ chuyên trách nhà máy đường Dương Xuân. Nói thì dễ nhưng làm thì khá khó, bởi vì, liên quan đến nhiều vấn đề, hơn nữa, cũng chưa rõ hết năng lực của nhân viên. Trong tổ này, Diệp Phàm không thích người có tài trí bình thường. Buổi sáng ngày thứ ba, Lam Tồn Quân dẫn nhân viên tổ công tác vào nhà máy đường Dương Xuân. Bộ phận xây dựng trung tâm thành phố Đông Cống lại thiếu người. Diệp Phàm vẫn luôn tìm người thích hợp cho vị trí này. Ban đầu, phân công quản lý xây dựng đô thị là phó chủ tịch thành phố Lưu Chuyển Kim. Nhưng người này dùng không thuận tay. Hơn nữa, trong bộ máy ủy ban nhân dân thành phố, thường thường đều là người này phản đối đầu tiên. Hơn nữa, người này tư tưởng có vấn đề, nói là không tham gia chuyện nhà máy đường. Cho nên, Diệp Phàm quyết định để qua một bên trước, để anh ta tỉnh táo lại. Trần Tân Lễ thật ra là một người thích hợp. Tuy nhiên, bởi vì Trần Tân Lễ phân công quản lý công nghiệp, đây cũng là mảng quan trọng. Không thể phân công anh ta quản lý xây dựng. Diệp Phàm suy nghĩ hồi lâu, quyết định thăm dò ý của bí thư Vi Lý Quốc. Ông ta rất có kinh nghiệm về vấn đề này. Vì thế, mang chút trái cây đến chỗ Vi Lý Quốc. Ngồi, ngồi đi. Lần này Vi Lý Quốc thân thiết hơn, nhìn Diệp Phàm một cái, cười nói. Chủ tịch Diệp nói chuyện rất có lý, nghe nói Ủy ban Nhân dân thành phố đã thông qua phương án xây dựng trung tâm thành phố Đông Cống. Vâng, việc này, thứ nhất vì sự phát triển của chúng ta, thứ hai là hưởng ứng sự kêu gọi của tỉnh ủy. Diệp Phàm nói, sau khi quyết định xong, tiếp theo chính là chuẩn bị kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, căn cứ vào ngân sách của thành phố chúng ta, Chủ tịch Diệp cần phải suy nghĩ về khoản kinh phí này. Ôi! Tôi không được rồi, nếu không cũng muốn chống gậy đi khắp nơi, vì việc xây dựng thành phố Đông Cống không cần thể diện nữa cũng được. Vi Lý Quốc vẻ mặt tiếc nuối, giơ tay gõ gõ đầu gối của mình. Bí thư Vi không cần phải tự trách mình, nhiệm vụ của anh là giữ gìn sức khỏe. Còn tiền bạc thì vẫn còn chưa tới lúc. Diệp Phàm cười thần bí. Cậu có cách. Vi Lý Quốc có vẻ hào hứng nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Bởi vì xây dựng trung tâm thành phố Đông Cống là hy vọng cả đời của Vi Lý Quốc. Chương 1874, không cần giận nhà họ Kiều. Ha ha, tạm thời còn chưa có quyết định, đợi sau khi có việc khác mới có hy vọng, tuy nhiên, hẳn là có 6 phần chắc chắn. Hơn nữa xây dựng thành phố Đông Cống chúng ta vẫn có chút ưu thế hơn so với các thành phố khác. Đó là đất đai rộng rãi, ngoài ra không gian phát triển rất lớn. Tôi thấy thành phố Đông Cống cũng không có nhiều nhà tầng, mặc dù là giải phóng mặt bằng có lẽ bồi thường cũng không phải là nhiều.
thật ra có lợi cho việc chúng ta tiến hành quy hoạch trung tâm thành phố một lần nữa. Diệp Phàm cười, tất nhiên cũng nói đến chuyện liên kết với thành phố Tân Môn. Ừ, Đông Cống quá nghèo, ven đường cũng chỉ là nhà gỗ, 2 tầng. Mặt phố cũng không có tòa nhà vượt quá 8 tầng. Hơn nữa, đều đã xây dựng quá lâu, giá trị hẳn là không cao lắm. Nhìn hoàn cảnh như thế, tôi thấy một bí thư thành ủy như tôi đã không làm tròn trách nhiệm. Vi Lý Quốc hơi có vẻ xấu hổ nói. Đây cũng không phải là cái sai của anh, đây là do nguyên nhân khách quan của Đông Cống tạo thành. Diệp Phàm an ủi nói. Chủ tịch Diệp, hôm nay cậu đến đây hẳn là không phải chỉ nói chuyện này thôi. Có chuyện gì cậu cứ nói thẳng, nếu có thể giúp đỡ tôi nhất định sẽ giúp. Thái độ Vi Lý Quốc kiên quyết. Xây dựng thành phố Đông Cống trở thành thành phố trung tâm phía tây nam của tỉnh là quyết tâm lớn của Ủy ban Nhân dân thành phố lần này. Cho nên, một người đứng đầu tốt là rất quan trọng. Vốn do Phó Chủ tịch Lam Tồn Quân phụ trách, nhưng chuyện nhà máy đường Dương Xuân còn lớn hơn nữa, điều anh ấy sang bên đó. Mà đồng chí Trần Tân Lễ lại phân công quản lý công nghiệp, không thể phân thân. Diệp Phàm nói, về xây dựng vẫn do đồng chí Lưu Chuyển Kim phụ trách. Tuy nhiên, đồng chí ấy là người như thế nào Vi Lý Quốc tôi không muốn nói nữa. Người này không trọng dụng được. Nếu cậu có khoản tiền muốn xây dựng, anh ta thấy có lợi có thể sẽ nhiệt tình. Ngược lại, không có tiền muốn anh ta xây dựng Đông Cống, anh ta chắc chắn sẽ mặc kệ. Loại người này chỗ tốt thì đến, chỗ khó thì chạy. Căn bản là không giống một đảng viên. Cho nên, người phụ trách xây dựng trung tâm thành phố Đông Cống tuyệt đối không thể để anh ta đảm nhiệm. Nếu không, sẽ toàn nhận được chuyện xấu mà thôi. Vi Lý Quốc vẻ mặt nghiêm trọng nói. Bí thư Vi, tôi đến Đông Cống mới hơn 1 tháng. Nói thật, cũng không hiểu nhiều về cán bộ thành phố lắm. Tôi hy vọng Bí thư Vi có thể đề cử giúp tôi một người tài ba. Phải là đồng chí có thật tâm muốn xây dựng thành phố Đông Cống mới được. Hơn nữa xây dựng thành phố không thể cho đồng chí Lưu Chuyển Kim phụ trách, anh cũng hiểu được tình hình của Lưu Chuyển Kim. Quan hệ giữa anh ta và Bí thư Y cũng không tồi. Nếu thực sự không cho anh ta làm, có lẽ áp lực từ thành ủy lên tôi cũng khá lớn. Dù sao, Ủy ban Nhân dân thành phố cũng do thành ủy lãnh đạo. Tuyệt đối không thể đứng ra ngoài sự lãnh đạo này. Diệp Phàm tung ra mục đích cuối cùng. Ngoài ra, đưa ra yêu cầu nhỏ, hy vọng Vi Lý Quốc có thể ủng hộ mình. Đây chính là vấn đề khi xây dựng thành phố Đông Cống. Cậu lấy được tiền, thì mắt Lưu Chuyển Đông có khi còn trợn to hơn đồng hồ. Có lợi lộc thì y như rằng bao nhiêu người nhìn chằm chằm. Vì thế ắt hẳn cậu phải điều chỉnh phân công cho cấp phó. Điều chỉnh phân công là chuyện gian khổ hạng nhất. Thoạt nhìn thì dễ dàng, cậu là người đứng đầu Ủy ban Nhân dân thành phố nên có quyền này. Nhưng, trong cơ chế của chúng ta ai cũng hiểu được. Ủy ban Nhân dân thành phố làm công tác không thể độc lập hoàn toàn. Mặc dù là chuyện phân quyền cho cậu, có lẽ cũng có người ngoài nhúng tay. Người ngoài không riêng gì thành ủy tạo áp lực cho cậu. Còn ở tỉnh, thậm chí từ xa hơn nữa. Cho nên, thật sự muốn làm cũng khó. Tôi hy vọng cậu có thể đứng vững trước áp lực, gạt bỏ hết mọi quấy nhiễu. Còn về người phụ trách, tôi cảm thấy đồng chí Trương Chí Khôn Phó Chủ tịch thành phố phân công phụ trách mảng văn hóa giáo dục là một ứng cử viên không tồi. Người này tuy nói hiện tại phân công quản lý văn hóa giáo dục nhưng anh ta cũng đã từng đảm nhiệm cục trưởng cục xây dựng. Cũng là chức vụ mà từ đó thăng chức lên Phó Chủ tịch thành phố. Cho nên, đối với xây dựng trung tâm thành phố cũng khá quen thuộc. Vi Lý Quốc nói, lúc trước vì sao không phân anh ta quản lý xây dựng lại phân công quản lý mảng văn hóa giáo dục. Đây chính là chuyên ngành ban đầu của anh ta, làm việc cũng quen hơn mà. Diệp Phàm cố ý hỏi ngược lại, tất nhiên là muốn tìm hiểu từ chỗ của Vi Lý Quốc. Ôi! Vi Lý Quốc lắc đầu trầm ngâm một hồi rồi nói. Tôi tuy nói là bí thư thành ủy nhưng rất nhiều mặt bị hạn chế. Cũng không thể làm chuyện mà mình muốn. Hơn nữa, cho tới bây giờ tôi vẫn tôn trọng việc phân công công tác của mình, không tham gia chuyện của Ủy ban Nhân dân thành phố. Cho nên, lúc đó chuyện này là do đồng chí Hoàng Quang Nguyên sắp xếp. Chí Khôn cũng đã từng đến tìm tôi, lúc đó tôi khuyên anh ta chờ một thời gian, khi có cơ hội tôi sẽ nói với đồng chí Hoàng Quang Nguyên một chút. Tuy nhiên, không lâu thì tôi liền bị bệnh. Bị bệnh sẽ không trở lại cương vị công tác được nữa. Hiện giờ cậu bảo tôi đề nghị cũng không thích hợp. Điều chỉnh phân công công tác tôi tạm thời không động đến. Tuy nhiên,
Tôi dự định thành lập một tổ chuyên trách phụ trách xây dựng trung tâm thành phố Đông Cống, gọi là tổ xây dựng thành phố. Đồng chí Trương Chí Khôn trước kia đã từng đảm nhiệm cục trưởng cục xây dựng thì anh ta kiêm chức này cũng hoàn toàn thích hợp. Diệp Phàm nói, ý tưởng này cũng không tồi, không tồi. Vi Lý Quốc nói liền hai chữ không tồi sau đó nhìn Diệp Phàm một cái nói. Thật ra, đồng chí Cam Thủy Hưng ở ban tổ chức cán bộ thành ủy cũng là đồng chí mà tôi đã chứng kiến quá trình anh ta trưởng thành, hiện tại tôi già rồi, không được nữa rồi. Hy vọng Chủ tịch Diệp có thời gian hãy thảo luận về công tác cán bộ và phát triển đô thị với anh ta. Đúng rồi, còn nữa, trước đó tôi thấy Phó trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Thiết cùng cậu xuống đây. Vi Lý Quốc nói đến Cam Thủy Hưng, Diệp Phàm vừa nghe lập tức hiểu ngay. Người này chính là đệ tử của Vi Lý Quốc. Vâng, Phó trưởng ban Thiết đã bớt chút thời gian đi xuống cùng tôi, thật sự cũng hơi ngại. Diệp Phàm cố ý nói. Ha ha, chắc cậu không hiểu được. Trưởng ban tuyên giáo Y Thanh Liên là cháu gái của Phó trưởng ban Hậu Sơn. Mà Phó trưởng ban Hậu Sơn đã có thời gian trong quân ngũ với cha cô là Y Định Giang. Vi Lý Quốc để lộ ra tin tức. Y Định Giang làm gì trong bộ đội? Diệp Phàm giật mình, hỏi. Nếu có thể nắm được Y Định Giang không phải là nắm được Y Thanh Liên sao? Nắm Hậu Sơn không bằng nắm Y Định Giang. Hậu Sơn có thực quyền sắp xếp nhân sự ở tỉnh ủy. Hơn nữa, kinh nghiệm quan trường chắc nhiều hơn so với Y Định Giang, không thể nào dễ nắm bắt. Đương nhiên, trừ phi Y Định Giang là tướng quân, đó cũng là nhân vật khó chơi. Ông ta là trung tá quân khu tỉnh, hiện tại đã hơn 50 tuổi mà vẫn chỉ có quân hàm trung tá. Còn không bằng con gái ông, hiện tại mới hơn 30 đã là ủy viên thường vụ thành ủy, cán bộ cấp phó giám đốc sở. Có một lần gặp Hậu Sơn mời Y Định Giang ăn cơm. Lúc đó tôi và Y Thanh Liên đi tỉnh họp buổi tối cũng cùng ăn cơm. Lúc đó Hậu Sơn đã nói đùa với Y Định Giang, nói là Y Định Giang là cha nhưng hãy chào con gái theo nghi lễ quân đội và gọi là thủ trưởng đi. Y Định Giang cũng không có vẻ tức giận, nói là con gái có thành tích, cái này gọi là con hơn cha là nhà có phúc. Tuy Y Định Giang miệng nói như thế, nhưng trong lòng thật ra có chút tức giận. Vi Lý Quốc cười ha hả. Trưởng ban Thiết Hậu Sơn năng lực ở tỉnh không nhỏ. Hoàn toàn có thể nói với quân khu tỉnh quan tâm đến Y Định Giang. Diệp Phàm nói. Vô dụng. Vi Lý Quốc không hề nghĩ ngợi lắc đầu. Sao lại thế, chẳng lẽ tư lệnh của quân khu tỉnh không có người nhà công tác ở tỉnh Tây Lâm cần chúng ta quan tâm? Diệp Phàm miệng nói, thật ra trong lòng có chút tò mò. Có lẽ tư lệnh Quy Hưng Thiên không thể nào dễ chung sống. Mọi quan tướng quân đội cấp bậc này, người ta cũng không thể nào nể hà cán bộ địa phương. Hệ thống quân đội là một hệ thống độc lập, khoản nhân sự đều không liên quan đến địa phương. Cho nên, người ta không nể anh cũng không có cách gì. Quy Hưng Thiên là người như thế nào, trên cơ bản là mặc kệ chuyện địa phương. Trừ phi gặp tình huống liên quan đến quốc gia, như là hỗ trợ chống lũ, còn bình thường chỉ làm chuyện của chính mình. Ngay cả trong hội nghị thường vụ tỉnh cũng ít thấy bóng dáng anh ta. Nói như Thiết Hậu Sơn, cũng không có gì liên quan đến tư lệnh. Huống chi người ta vẫn là ủy viên thường vụ tỉnh ủy. Muốn giải quyết việc gì thì trực tiếp đi tìm trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Lôi Thường Thạch, làm gì phải tìm đồng chí Hậu Sơn đúng không? Vi Lý Quốc nói cũng có lý. Sau khi đi ra ngoài Diệp Phàm gọi điện thoại cho Kiều Hoành Sơn nói. Bác cả, bác có quen Quy Hưng Thiên ở tỉnh Tây Lâm không? Cháu hỏi anh ta làm gì? Kiều Hoành Sơn trả lời, nghĩ một chút rồi nói. Hiện tại cậu ở thành phố Đông Cống. Hẳn là không xảy ra chuyện gì với Quy Hưng Thiên ở tỉnh chứ. Chẳng lẽ cậu gây với anh ta, không thể nào chứ chú đồng chí nhỏ. Gây với anh ta, đương nhiên là không. Chỉ là tò mò muốn hỏi một chút. Diệp Phàm tất nhiên không muốn nói thật. Tò mò, cậu nhóc nhàn nhã như vậy hơi lạ. Kiều Hoành Sơn không dễ bị lừa, nói. Lần này đến Đông Cống có phải cậu giận nhà họ Kiều không ra tay giúp cậu thay đổi tình hình? Không phải ạ. Thành phố Đông Cống không tồi, sông nước hữu tình, là một địa phương đẹp. Diệp Phàm hơi có chút châm chọc. Việc này cậu cũng đừng vội, Viễn Sơn cũng hiểu được, cậu cứ an tâm ở đó một thời gian, thành phố Đông Cống cũng không phải điểm dừng chân cuối cùng của cậu đúng không? Viễn Sơn sẽ sắp xếp. Kiều Hoành Sơn nghĩ một chút nói. Cháu rất an tâm, đang tiến hành xây dựng thành phố Đông Cống trên quy mô lớn. Diệp Phàm nói nửa thật nửa đùa. Xem. Trong lòng cậu vẫn giận dỗi.
cháu có dám giận dỗi gì đâu. Nhà họ Kiều là gia tộc lớn, giúp hay không giúp là chuyện của mọi người. Và lại, Diệp Phàm cháu cũng không cần giúp đỡ gì. Cháu tin rằng, đồng chí Yến Xuân Lai cũng sẽ phải trả giá vì việc này. Giọng điệu Diệp Phàm đột nhiên trở nên sắc bén. Ừ, có tự tin như vậy. Tôi không hiểu, chủ tịch thành phố cấp giám đốc sở như Diệp Phàm cậu lấy gì khiến cho chủ tịch tỉnh Yến phải trả giá. Nếu không nói ra nguyên nhân, Kiều Hoành Sơn tôi chỉ có thể cho rằng cậu không chắc chắn, mạnh miệng vậy thôi. Cậu thanh niên, như vậy không được. Không cần nói đến phía sau Yến Xuân Lai còn có hẳn nhà họ Yến, Yến Vân cũng là ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng. Có một số việc, dù là sau lưng cũng không được nói. Nói rồi làm không được ngược lại sẽ bị người ta để bụng. Mà cậu nghĩ lại xem, cậu vì sao bị giao lưu đến Đông Cống? Chẳng lẽ trong đó chỉ là vấn đề Yến Xuân Lai thôi sao? Kiều Hoành Sơn giọng nặng nề nhắc nhở. Chương 1875, áp lực của Đại viện Kiều gia. Ý bác cả muốn nói chuyện tôi bị thuyên chuyển đi giao lưu trên hình thức là Yến Xuân Lai làm, nhưng trên thực tế bí thư Phí Mãn Thiên cũng đã ngầm đồng ý có phải hay không? Diệp Phàm nói mà trong lòng lửa giận đang sôi. Anh còn không nhận ra thì là ngốc đấy, nếu không có Phí Mãn Thiên ngầm đồng ý, sao có khả năng để một cán bộ cấp giám đốc sở đưa đi giao lưu? Hơn nữa, ở Hải Đông anh vừa mới làm xong một chuyện lớn. Được bí thư Phí Nhất Hoàn ca ngợi. Phản ứng của Yến Xuân Lai chậm chạp thế sao? Chẳng lẽ Yến Xuân Lai thật việc dám điều khiển cả bí thư Nhất Hoàn? Anh suy nghĩ quá ngây thơ rồi, chuyện này phức tạp lắm đấy. Cho nên, tôi thấy anh nên tỉnh táo hơn. Hơn nữa, tốt hơn nên tỉnh táo xem xét lại việc mình đã làm. Anh ở Hải Đông làm việc cũng không tồi, ngược lại vì sao lại rơi vào kết cục như vậy? Cái này gọi là gì, có một số việc, anh khác nào đánh vào mặt của lãnh đạo tỉnh anh có biết không? Chuyện ở Hải Đông trên Trung ương không ngừng chú ý, hơn nữa, lại là một chuyện không được đẹp đẽ gì. Thông thường, những chuyện này cấp dưới che giấu còn không kịp thì làm sao có thể giấu lên tận bên trên. Hơn nữa, nếu không có chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Phí Nhất Hoàn bao che, nếu đổi lại là một người khác ngồi ở vị trí chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Trung ương này. Phỏng chừng, hai đồng chí Phí Mãn Thiên và Yến Xuân Lai phải xanh xám mặt mày. Mọi thứ hết thảy chính do Diệp Phàm Anh khởi xướng. Cho nên ngẫm nghĩ lại. Đương nhiên, tôi không phải nói anh mặc kệ. Việc thì phải làm nhưng vấn đề mấu chốt là dùng phương pháp gì. Tỉ như mượn chuyện của Hải Đông mà nói, nếu trên tỉnh ra mặt áp chế bên dưới tự giải quyết, như vậy, người ở Trung ương không phải gặp trở ngại gì, lãnh đạo tỉnh ủy cũng thấy có gì đó sáng rọi có phải hay không. Đương nhiên, anh bị đi giao lưu còn có nguyên nhân khác. Vì sao Đại viện Kiều gia biết rõ anh như thế nhưng đến bây giờ vẫn không hé răng, anh có hiểu không đó? Đối thủ gồm ủy viên Bộ Chính trị Phó Thủ tướng Yến Vân, và Bí thư Phí Nhất Hoàn. Anh bảo Đại viện Kiều gia có thể gánh nổi sức áp chế của hai vị cao quan này sao? Cho nên, ý của Viễn Sơn là nên chờ trận cuồng phong này đi qua rồi sẽ tính. Hoặc là đến các bộ và ủy ban Trung ương rèn luyện sau đó về lại cũng không khác biệt lắm. Kiều Hoành Sơn thực sự quan tâm Diệp Phàm nên khuyên bảo rất nhiều. Tôi biết tật xấu của tôi rất nhiều, tuy nhiên, Yến Xuân Lai làm như thế chính là quăng một cái tát vào mặt tôi tuyệt đối phải phản kích thôi. Diệp Phàm lạnh lùng hừ nói. Cậu xem xong liệu mà xử lý, tôi mà nói tiếp cậu lại nói tôi lôi thôi, không nói nữa. Kiều Hoành Sơn nói xong ngắt điện thoại, Diệp Phàm khẩn trương nói. Bác cả. Bác có thể đánh tiếng với tư lệnh viên tỉnh Tây Lâm hay không? Bên dưới anh ta có một người tên Y Định Giang, chỉ là một trung tá. Diệp Phàm đem nguyên do nói ra. Lượn đi lượn lại vẫn vì tranh thủ dẫn một ủy viên thường vụ của thành ủy thành phố cấp 3 đến tập đoàn nhỏ của anh thật biết sắp xếp. Bảo tôi mở miệng, khác nào lấy đại pháo đi đánh muỗi. Kiều Hoành Sơn tức giận hừ nói. Ha ha, ai bảo bác là bác cả của cháu, có phải hay không? Hơn nữa, đẳng cấp của bác cao nên khinh thường một ủy viên thường vụ thành ủy cấp thấp. Nhưng đối với cháu mà nói, có được sự ủng hộ của một ủy viên thường vụ thành ủy là điều có lợi rất lớn. Thêm một lá phiếu so với không có lá phiếu nào vẫn tốt hơn có phải hay không? Diệp Phàm cười gượng nói. Tiểu tử này, bác vẫn chưa tới 70 mà đã già như vậy rồi. Thôi vậy, có nói cũng không lại cháu, bác trực tiếp chào hỏi Quy Hưng Thiên là được chứ gì? Không phải chỉ là một việc nhỏ như từ trung tá thăng lên thượng tá thôi sao, nhưng,
tiểu tử phải nhớ kỹ, cháu nợ Kiều Hoành Sơn bác một ân tình lớn rồi đấy. Lão già Kiều Hoành Sơn vừa nói, da mặt như dày hẳn lên, ngay đến Diệp lão đại cũng thấy ngại. Bác cả này, chúng ta là thân thích, nhờ bác nhắn gửi có một câu mà bác coi đó như một ân tình lớn, cái này, có chút hơi quá rồi. Diệp Phàm tất nhiên là không muốn nhận món nợ này, ai biết được sau này Kiều Hoành Sơn sẽ yêu cầu mình làm chuyện gì. Phỏng chừng, việc này đã xảy ra tương tự với Kiều Thế Hào rồi. Một là một, hai là hai, thân thích là thân thích, ân tình là ân tình. Tiểu tử này không nhận thì miệng lão Kiều này sao há ra được. Cháu cho rằng nhờ người ta làm việc cho mình dễ dàng lắm có phải hay không? Quy Hưng Thiên tốt xấu gì cũng là thiếu tướng, dựa vào cái gì mà bảo người ta làm công không cho mình? Kiều Hoành Sơn bác đây cũng phải nợ anh ta một ân tình, có phải hay không? Ân tình trả ân tình mới huề nhau được. Hơn nữa, chuyện lần này là cháu giúp người khác làm việc. Nếu là chuyện của cháu, Kiều Hoành Sơn bác không nói thêm lời nào, sẽ xin giúp hộ liền. Kiều Hoành Sơn da mặt không còn dày nữa mà đã là quá dày, Diệp lão đại nghe mà khâm phục, bị buộc như thế đành phải nhận món nợ ân tình bất đắc dĩ này. Chuyện điều tra làm rõ của nhà máy đường diễn ra khá thuận lợi, Lý Khê Mãn, con người này ỷ có phó chủ tịch tỉnh Y Kiệt Minh làm chỗ dựa. Tuy nói bị đình chỉ công tác nhưng lão già này thảnh thơi vô cùng. Ra vẻ rất khinh thường, Lam Tồn Quân tìm lão để tìm hiểu chuyện của nhà máy đường, lão già này tỏ ra rất sĩ diện. Không phối hợp chút nào, ngậm kín miệng không nói câu nào. Nói đến người này, Lam Tồn Quân thấy hận tới ngứa cả răng. Nhưng tạm thời Lam Tồn Quân không rảnh để đấu với người này, làm rõ mọi chuyện của nhà máy đường mới là việc quan trọng. Cuối 8 tháng, thành phố Đông Cống giờ là giữa mùa hè nên thời tiết khá nóng. Diệp Phàm cũng đã dọn vào tòa nhà của ủy viên thường vụ thành ủy, phong cách xây dựng của tòa nhà này khá cổ xưa. Gạch xanh ngói xanh thay mới toàn bộ. Vì đất của thành phố Đông Cống này không đáng giá cho nên hơn 10 tòa nhà của ủy viên thường vụ tòa nào cũng rộng lớn, thấp thoáng giữa những cây xanh, cảnh trí khá đẹp. Trong sân nhà Diệp Phàm bày biện 3 chiếc ghế dựa có thể nằm bằng trúc, đủ cho 3 người nằm thành vòng tròn. Chính giữa đặt một bàn trà hình tròn bằng trúc, trên bàn trà đặt một ít điểm tâm. Còn có mấy chiếc ly tinh xảo, bên trong đựng rượu gạo do người dân địa phương tự ủ, hương thơm ngào ngạt. Diệp lão đại cùng Lam Tồn Quân. Có cả 3 vị khách của Vương Triều đều yêu thích loại rượu gạo tự ủ này. Anh Diệp, chuyện làm rõ nhà máy đường đã chấm dứt, công việc tiếp theo mà tôi chuẩn bị làm là chỉnh đốn toàn diện. Trong một tuần sẽ điều chỉnh lại toàn bộ nhân sự của nhà máy đường. Phải xem xét lại một lần nữa, công tác thông báo tuyển dụng nhân sự đã được triển khai. Tuy nhiên, hiệu quả hình như rất kém. Lam Tồn Quân trên mặt có chút buồn bực. Một nhà máy tồi tàn thì ai chịu chui đầu vào? Sinh viên chuyên ngành cũng không chịu đến phỏng vấn, thì đừng nói chi đến chuyên gia và nhân tài của ngành, họ càng không đến Đông Cống này đảm nhiệm chức vị giám đốc bộ phận. Huống chi, nhà máy đường nằm ở nơi hẻo lánh, không phải ở một thôn trấn có quy mô. Hiện tại nhân tài chẳng ai mà không chú trọng điều kiện làm việc. Hơn nữa, điều kiện sống cũng được họ chú trọng và lựa chọn, nhà máy đường Dương Xuân có thể cho họ điều kiện gì chứ? Trừ phi phá nhà máy, phá khu dân cư tạm trú. Khi đó người dân sống ở thành phố lớn không nổi sẽ chạy đến nơi này. Hơn nữa, phương diện tiền lương càng không có gì đảm bảo, nếu nhận lời đến làm việc thì so với việc nhảy xuống hố lửa có gì khác nhau. Vương Triều ngồi một bên nói kích Diệp lão đại cùng Lam Tồn Quân. Đây là vấn đề thực tế, làm người phải hướng lên phía trước, chỉ có nước mới hướng chỗ thấp mà chảy xuống. Nhà máy đường nếu không đổi địa điểm, muốn tìm nhân tài là chuyện không có khả năng. Hơn nữa, từ nhà máy đường mà chạy xe đến thành phố Đông Cống cũng mất độ 2 giờ đồng hồ, đường núi quanh co lại khó đi. Thêm vào đó là điều kiện của nhà máy đường không tốt, sinh viên sẽ không ai chịu trở về, nhân tài lại càng không muốn sống tại thành phố Đông Cống này của chúng ta. Tồn Quân, mấy ngày nay tôi luôn suy nghĩ về vấn đề này. Không có nhân tài đến nhà máy đường thì muốn nó thay đổi hoàn toàn thì đó là chuyện không có khả năng. Đây là xã hội xem nhân tài như bảo vật. Bởi nhân tài đại diện cho của cải. Thế nên tôi nghĩ có thể liên kết sự phát triển của nhà máy đường và việc xây dựng trung tâm thành thị của thành phố Đông Cống lại hay không, cùng dung hợp lại để cùng phồn vinh. Diệp Phàm nói, nhà máy đường Dương Xuân cùng phát triển thành phố Đông Cống liên kết lại, chuyện này mong anh Diệp nói cụ thể hơn một chút. Lam Tồn Quân nhìn Diệp Phàm hỏi, sao có khả năng kết hợp cùng một chỗ,
nhà máy đường Dương Xuân cách Đông Cống tới hơn 100 km lộ trình. Căn bản là không liên quan đến nhau, cho là phía Nam nội thành phố có mở rộng như thế nào thì cũng không có khả năng mở rộng đến nhà máy đường Dương Xuân vì cách nhau quá xa. Nếu thực như vậy thì diện tích nội thành Đông Cống e là lớn hơn cả thành phố Phổ Hải. Vương Triều bắt đầu châm chọc. Tuy vậy lời anh ta nói cũng có lý, đúng là không tìm ra được anh ta nói sai ở đâu cả. Ha ha, Vương Triều, phá án thì anh là cao thủ, mà ngay cả nói đến chuyện động não thì cũng không chê vào đâu được. Người di rời thì sống nhưng cây thì lại chết, như thế nào là không thể chuyển. Diệp Phàm thản nhiên cười nói. Chuyển như thế nào? Chẳng lẽ đem cả nhà máy đường Dương Xuân chuyển đến Đông Cống? Vương Triều không hề nghĩ ngợi, trực tiếp thốt lên. Chuyển nhà máy. Lam Tồn Quân giật mình, đột nhiên ngồi thẳng lên, nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Đúng vậy, chính là chuyển nhà máy. Anh ngẫm lại đi, thành phố Đông Cống chúng ta muốn trở thành thành phố trung tâm của tỉnh Tây Nam, có phải nên mở rộng diện tích nội thành hay không? Khi mở rộng diện tích nội thành nếu không có ai đến sống cũng không được. Công nhân viên chức chính thức của nhà máy đường Dương Xuân cùng gia quyến của họ, Tồn Quân, anh tính xem có bao nhiêu người. Diệp Phàm cười nhợt nhạt. Có công nhân viên chức có khi chỉ một người đại diện cho một gia đình, cái này gọi là công nhân viên chức đơn thân. Còn hai vợ chồng công nhân viên đại diện cho một gia đình thì một nhà ít nhất cũng có 5 nhân khẩu, như vậy mà tính thì hình như hộ tịch của nhà máy đường chúng ta sẽ không dưới 20.000 người. Lam Tồn Quân giảng đến. Đúng vậy. Có thêm 20.000 người này nhập cư, thêm hơn 30.000 người của Đông Cống, không phải đã có khoảng 60.000 người rồi sao? Về sau, chúng ta sẽ tăng tốc độ mở rộng, ít nhất cũng tăng thêm 30-40.000 người. Nếu phát triển tốt, xí nghiệp được đầu tư gia tăng, khi con số nhân khẩu đạt tới hơn 10.000 người thì thành phố Đông Cống chúng ta có khả năng sẽ không còn là thị trấn nhỏ phía Nam nữa, trở thành thành thị có quy mô vừa. Diệp Phàm nói. Đúng rồi. Đây chính là động cơ kéo nhân khẩu nội thành tăng trưởng, là con đường tốt nhất mở rộng quy mô nội thành. Vương Triều vỗ đầu, cười nói. Vương Triều, đừng vội lạc quan. Chuyển một nhà máy lớn như nhà máy đường Dương Xuân là chuyện không dễ dàng. Anh ngẫm lại xem có phải sẽ xây dựng rất nhiều nhà ở cho công nhân viên chức hay không, khu làm việc, nhà xưởng nữa. Hơn nữa, giá đất của Đông Cống so với tại nhà máy đường Dương Xuân hiện tại đắt hơn rất nhiều. Diệp Phàm lo lắng. Chương 1876, lộ chút manh mối. Di rời một nhà máy nhỏ đã khó khăn như thế, thì nói chi đến nhà máy lớn như nhà máy đường Dương Xuân. Di rời nhà máy mang đến rất nhiều vấn đề, nếu chúng ta thật sự phải di rời nhà máy thì hiện tại với số tiền gần 200 triệu có dồn toàn bộ vào phòng trừng cũng không đủ. Khác nào xây dựng một nhà máy mới, nếu đem 200 triệu này toàn bộ dồn cả vào thì lấy tiền đâu phát triển nhà máy đường. Anh Diệp, anh phải suy nghĩ kỹ. Lam Tồn Quân dùng vẻ mặt thận trọng nhắc nhở Diệp Phàm. Tồn Quân, tầm nhìn của cậu phải nhìn xa ra một chút. Mấy ngày qua, cậu cũng đã ở nhà máy đường Dương Xuân được cả tuần rồi, có phát hiện ra điều gì đặc biệt không? Diệp Phàm nhắc nhở nói. Thứ gì đặc biệt, hình như không có, chỉ có cảnh trí không tệ thôi. Lam Tồn Quân ngẫm nghĩ một chút rồi nói. Vậy thì đúng rồi. Lần đầu tiên nhìn thấy nhà máy đường Dương Xuân, tôi liền có ngay tính toán này trong đầu. Chúng ta bán đất của nhà máy Dương Xuân đường đi, ít nhất cũng có thể thu về được một khoản tiền. Xung quanh nhà máy đường Dương Xuân không phải có vài khu du lịch khá nổi tiếng sao? Chẳng những có bích họa Hồng Hà nổi danh của thành phố Đông Cống, nghe nói có từ hơn 2.000 năm trước từ nền văn minh Hồng Hà do tổ tiên dân tộc Choang ở Lạc Dương sáng tạo nên. Hơn nữa, còn có Thiên Hầu Bích. Nhưng nổi tiếng nhất thì hẳn là mộ sư vương bởi do được kế thừa hơn ngàn năm, cầu tự cầu tài rất linh nghiệm. Tôi nghĩ, thiện nam tín nữ đã đến nhiều như vậy thì nếu chúng ta dùng mộ sư vương làm nơi phát triển du lịch, nói không chừng quy mô khẳng định sẽ lớn hơn nữa. Lấy nhà máy đường Dương Xuân làm điểm trung tâm, liên kết ba điểm bích họa Hồng Hà, Thiên Hầu Bích cùng với mộ sư vương, chúng ta làm thành một khu du lịch, đến lúc đó, nhà máy đường Dương Xuân có thể xây dựng khách sạn và các dịch vụ khác. Cho đến lúc này, giá đất của nhà máy đường Dương Xuân tuyệt đối sẽ không rẻ hơn nội thành. Diệp Phàm nói ra quyết định của chính mình. Ừ, ý tưởng này không tồi. Tuy nhiên, anh Diệp, huy động tài chính là vấn đề rất khó khăn. Phỏng chừng, muốn khai thác du lịch mà tài chính trong tay không có mấy trăm triệu là không xong rồi. Hơn nữa, còn phải tìm được đối tác,
phải thuyết phục bọn họ đến đầu tư phát triển mới được. Lam Tồn Quân tâm tình không thoải mái. Có một vấn đề, Mộ Sư Vương không phải đã bị ngập dưới trạm thủy điện Tử Kim Sơn rồi sao? Người ta đến tham quan nhưng không nhìn thấy mộ thì ai mà đến chi cho uổng tiền? Vương Triều hỏi. Hừ, xử lý hai tên phách lối cam thiên cam địa, rốt cuộc vẫn là chuyện của đồng chí Vương Triều. Diệp Phàm mặt đột nhiên nghiêm lại, hừ nói. Chỉ hai tên lưu manh cũng dám xưng thiên địa nhị phách, quả thực buồn cười. Vương Triều đột nhiên cười lạnh một tiếng, nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái, nói. Yên tâm đi anh Diệp, dưới tay của Vương Triều tôi, sẽ không có bọn đầu phỉ đâu. Cứ xem tôi đây, trong một tháng cam đoan sẽ bắt được cả lũ. Anh Diệp, tuy tóm được cam thiên cam địa nhị phách nhưng phía trạm thủy điện nghe nói vẫn còn dính líu đến rất nhiều thứ. Chẳng lẽ ngay cả đập chứa nước cũng phải phá hủy, vậy ít nhất cũng phải xuất ra một khoản tiền nhất định để bồi thường cho người ta. Không có 20-30 triệu, phỏng chừng là làm không xong, tuy đó chỉ là một trạm phát điện nhỏ. Lam Tồn Quân mặt hiện ra vẻ ưu sầu. Trước tiên điều tra rõ tình hình đập chứa nước rồi nói tiếp, nếu bọn họ có hành vi trái pháp luật, chúng ta nắm lấy nhược điểm mà ép buộc bọn họ. Sau đó, dù có phải bồi thường tiền thì con số cũng không là bao. Hơn nữa, nghe nói Mộ Sư Vương tuy bị chìm trong nước nhưng thực ra chỉ là vừa mới bị ngập thôi. Chỉ cần giảm bớt lượng nước của đập chứa, lợi nhuận của trạm thủy điện giảm đi một chút, Mộ Sư Vương hẳn là có thể lộ lên như xưa. Anh sắp xếp một vài đồng chí xuống đó thăm dò, điều tra rõ rồi báo cáo cho tôi. Diệp Phàm dùng vẻ mặt nghiêm túc nói. Nếu thật tính toán như thế, vậy thì những hạng mục xây dựng mà nhà máy đường Dương Xuân đang dính vào đều phải dừng lại, bằng không, có xây dựng cũng chỉ lãng phí. Lam Tồn Quân nói. Ừ, lập tức dừng lại. Trước tiên không cần nói nguyên nhân, chỉ cần nói phải chỉnh đốn và cải cách là được. Đợi chúng ta giải quyết xong chuyện nhà máy trong nội thành rồi sẽ quyết định sau. Bằng không, bên kia còn chưa tháo dỡ. Bên này chủ đất biết được chúng ta cho di rời nhà máy thì không phải sẽ làm giá sao? Diệp Phàm nói. Anh Diệp, tôi có chủ ý nhỏ muốn nói. Vương Triều nói. Có mắc thì cứ phóng ra đừng ém như thế, hiện tại có cách gì khả thi thì cứ sử dụng. Chúng ta mặc kệ là mèo trắng hay là mèo đen, chỉ cần có thể lôi ra được con chuột nhà máy đường thì là mèo tốt. Hơn nữa, Vương Triều, nhà máy đường nếu có thể phát triển thì anh cũng được lợi. Diệp Phàm đột nhiên quỷ dị cười. Tôi thì được gì, căn bản là không chấm mút được gì. Vương Triều hứng thú nói. Ha ha, đợi thời cơ chín mùi, tôi muốn cho anh kiêm nhiệm mảng pháp chính của nhà máy đường Dương Xuân. Hình như không có chức vụ như vậy. Vương Triều có chút kích động, đứng lên nói. Quả là không có, anh Diệp ạ. Lam Tồn Quân gật gật đầu nói. Ha ha, không có thì chúng ta có thể thêm vào. Nhà máy đường không phải tự xưng là sẽ thiết lập những vị trí đối xứng với thành phố Đông Cống sao? Đến Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Chủ tịch Công đoàn, Phó chủ nhiệm, chức vị gì cũng có, vậy tại sao không thể thiết lập chức Phó Bí thư phân công quản lý chính trị pháp luật? Hơn nữa, nhà máy đường chẳng những có cục công an, hơn nữa bên ủy ban kỷ luật tỉnh có chủ nhiệm kiểm tra kỷ luật thường trú ở nhà máy đường, viện kiểm sát tỉnh kiểm sát trưởng tại nhà máy đường, tòa án nhân dân tỉnh thì có chánh án riêng tại nhà máy đường. Hệ thống chính trị pháp luật là thế, vì sao lại không thể có phó bí thư chuyên lãnh đạo phân công quản lý? Có thể chủ tính quản lý chung có phải hay không? Chúng ta tất cả đều vì nhà máy đường, chứ không hề có tư tâm. Diệp Lão Đại nói rất đường hoàng. Đến nỗi Lam Tồn Quân trong lòng phải khinh bỉ vì sự vô sỉ của ai đó. Tôi xin chấp hành. Vương Triều kích động nói. Ha ha, làm tốt lắm. Diệp Phàm thản nhiên cười nói. Vương Triều, tuy nói cấp vị phó giám đốc sở của một xí nghiệp không thể so với cơ quan chính thống của chính phủ. Nhưng, một khi chuyển công tác từ xí nghiệp tới nơi khác, theo quy củ, cấp bậc này nếu so với cấp bậc của địa phương thì chỉ có thể làm chút việc vặt. Thậm chí còn bị hạ một bậc nữa. Tuy nhiên, chúng ta là chúng ta, cái chúng ta có chính là kỹ xảo. Sau này khi anh quay về lại Bộ Công an, đến lúc đó cho anh thiết biết, chẳng lẽ sẽ bỏ mặc chú sao? Đến lúc đó kiếm cái ghế phó cục trưởng sẽ không thành vấn đề. Diệp Phàm cười nói. Tôi nghe theo anh Diệp. Vương Triều này không ngờ khẩn trương tạ lễ, có cơ hội thăng quan tất nhiên là rất vui mừng. Trải qua vài năm tôi luyện, Vương Triều cũng đã hoàn toàn dung nhập vào thể chế.
Hiện tại nếu bảo anh ta tái xuất giang hồ, anh ta tuyệt đối sẽ không làm. Hơn nữa, những năm gần đây với sự chiếu cố của Diệp Lão Đại, Vương Triều luôn ghi tạc trong lòng. Tất nhiên, trên đời này chỉ có Diệp Lão Đại mới thực sự là đại ca của Vương Triều. Quan trường là chốn có thể nung đúc con người. Anh Diệp, sao trên tỉnh không thấy bổ nhiệm tôi? Lam Tồn Quân mặt ngoài bình tĩnh nhưng Diệp Lão Đại biết anh ta có chút nóng lòng. Bởi vì, hiện tại chỉ có Diệp Phàm tuyên bố Lam Tồn Quân thay thế chức giám đốc nhà máy, còn thực tế thì vẫn chưa có được sự bổ nhiệm chính thức của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Cho nên, trong nhà máy Đường có một vài kẻ lõi đời tất nhiên không ủng hộ. Bởi vậy, hiện tại Lam Tồn Quân tuy nói là cắm ở nhà máy nhưng tình hình không được tốt lắm. Bởi vì, có rất nhiều đồng chí không chịu nghe lời. Phía Lý Khê Mãn cũng có một đám người, những người này tất nhiên chỉ nghe theo Khê Mãn, như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nên thường mang đến cho Lam Tồn Quân một vài phiền toái nhỏ, khiến Lam Tồn Quân trong lòng phát hỏa nhưng không có chỗ để xả. Nên tất nhiên buồn bực. Ừ, tuy nhiên, bên chỗ anh có đến tìm Lão Triệu lần nào chưa? Diệp Phàm hỏi. Tìm đến từ lâu rồi, Bí Thư Triệu nói là đã gọi điện thoại cho Bí Thư Phó rồi. Lam Tồn Quân nói. Hành động nhanh vậy. Diệp Phàm thản nhiên cười nói. Không nhanh không được, quan trường thay đổi nhân sự trong nháy mắt. Chúng ta không lội ngược dòng thì sẽ bị lịch sử bỏ quên mà. Lam Tồn Quân mặt dày đến không còn dày hơn được nữa nói. Nói rất hay, chúng ta đều đang làm những việc lội ngược dòng. Nhà máy Đường không được thì chúng ta sẽ chuyển ra ngoài. Làm nên việc rồi thì dựa vào cái gì mà không đề bạt chúng ta? Diệp Phàm cười thần bí. Chẳng lẽ chuyện của tôi có sai sót? Đồng chí Tiểu Lam miệng hơi run, hỏi. Ha ha! Diệp Lão Đại cười thần bí không đáp, làm cho đồng chí Tiểu Lam rất buồn bực. Nhưng việc này làm rõ ra lại không hay, làm thế thì ở trong mắt người khác không phải sẽ thành một cán bộ gà mờ sao? Anh Diệp, tôi gần đây vừa mới phát hiện ra một vấn đề của tập đoàn Vinh Quang. Lúc này, đồng chí Vương Triều chen vào. Vấn đề gì? Diệp Phàm nhìn Vương Triều, hỏi. Tập đoàn Vinh Quang không phải đã ký hợp đồng mượn số tiền cả trăm triệu của nhà máy Đường Dương Xuân sao, lãi hàng năm là 4%. Nhưng mấy năm trước tập đoàn Vinh Quang dùng số tiền này cho công ty Huệ Cảnh vay với lãi suất cao tới 8% một năm. Việc này đã cùng Lý Khê Mãn thỏa hiệp quyết định, kỳ thật chính là chuyển nhượng số tiền cho mượn. Hơn nữa, không chỉ dừng lại với con số 400 triệu của nhà máy Đường, ngoài ra, Cam Vũ Thuần còn rút ra 600 triệu từ hai tập đoàn khác cho công ty bảo hiểm Huệ Cảnh vay. Vương Triều nói. Xem ra, bảo hiểm Huệ Cảnh này rất có danh tiếng. Diệp Phàm thuận miệng nói. Nghe nói uy tín rất cao, mấy năm trước bảo hiểm Huệ Cảnh từng mượn người khác với lãi suất một đồng nhưng cho vay lại với lãi suất gấp đôi, nhờ vậy mà kiếm được rất nhiều. Huệ Cảnh có thể thu hồi khoản tiền này cho thấy họ có hậu thuẫn phía sau không vừa. Vương Triều nói. Công ty bảo hiểm Huệ Cảnh có trụ sở tại tỉnh thành Tây Quế, không ngờ lại dựa hơi thành phố Đông Cống chúng ta đến vay tiền, cho thấy danh tiếng càng ngày càng vang dội. Nghe nói công ty Huệ Cảnh có quan hệ với tập đoàn lớn nào đó ở Bắc Kinh. Chủ tịch hội đồng quản trị Cam Phỏng chừng nhìn thấy thực lực hùng hậu của Huệ Cảnh, tất nhiên sẽ không sợ bọn họ không trả lại tiền. Lam Tồn Quân nói, bên dưới Huệ Cảnh có một công ty vệ sĩ, kỳ thật chính là những tay đánh đấm do Huệ Cảnh nuôi dưỡng. Ai cũng là cao thủ, trong đó có vài tiểu đội trưởng có thân thủ tam đẳng. Những người này chuyên môn gánh trọng trách đi đòi nợ cho Huệ Cảnh. Bởi vì Huệ Cảnh cho cả nước vay nợ, những tay đánh đấm cũng phải chia đội. Tỷ như đội đi Nam Phúc, đội đi Việt Đông, bọn họ nhân tài rất đông đảo. Vương Triều nói, những người này, phỏng chừng nếu con nợ không trả tiền thì chuyện bị đứt tay đứt chân xảy ra là chuyện thường. Diệp Phàm lạnh lùng hừ nói, khẳng định có như vậy. Cái này không cần nói đến Huệ Cảnh, chính ở thành phố Đông Cống chúng ta cũng không hiếm. Mọi người đều vay tiền dạng này cả. Người mượn tiền nếu có thế lực, thường dùng mức lãi nặng cho người khác vay lại, không trả thì một ngón tay trước, nếu vẫn còn không trả thì lấy cả bàn tay. Thậm chí, vì thế mà lấy mạng người cũng có. Với ngành ngân hàng Trung Quốc có thể chế không rõ ràng, những xí nghiệp mượn không được tiền thì chỉ có thể đi con đường này thôi. Tiền trong ngân hàng. Đại bộ phận đều cho những đơn vị có quan hệ mượn. Đơn vị có quan hệ đi chuyển nhượng lại với mức lãi cao vô cùng. Ngân hàng không vì xí nghiệp phục vụ mà lại biến thành ngành nghề vì cá nhân mà phục vụ.
hiện tượng kỳ quái này nhà nước Trung Quốc cũng đang cố gắng thay đổi. Đương nhiên, đây cũng không phải xu thế chủ yếu. Xí nghiệp lớn có thể vay được tiền, xí nghiệp nhỏ thường chỉ có thể đi vay theo kiểu này. Lam Tồn Quân nói, chương 1877, Song Hỷ Lâm Môn. Xí nghiệp cần tiền nhưng không vay được, cá nhân không cần tiền thì lại vay được, sau đó cho vay lại với lãi suất cao, kiếm về tiền lãi gấp đôi. Đây là hiện trạng hiện nay của ngân hàng. Mà người mượn tiền càng ngày càng nhiều, giống như sòng bạc ngầm hiện tượng cho vay nặng lãi thấy rõ rệt nhất, có khi lợi tức ngày tăng 3. Thế nào là ngày tăng 3, ví dụ hiện tại tôi cho anh mượn 10.000, lợi tức mỗi ngày là 5%, nghĩa là một ngày anh nộp cho tôi 500 đồng tiền lời. Nếu ngày mai anh không trả thì sẽ tăng lên 8%, phải trả 800. Ngày mốt sẽ là 1.000. Như vậy tầng tầng lớp lớp chồng lên nhau, anh chỉ cần không cẩn thận là bị vùi dưới đáy giếng của việc vay nặng lãi. Kéo dài một tháng anh khi đó căn bản là trả không nổi. Đến lúc đó, bọn họ liền tới tìm anh. Những người này trên thực tế không khác gì đang câu cá. Hơn nữa, dân cho vay nặng lãi đều là dân địa phương có thế lực, bọn họ nuôi rất nhiều đàn em, anh không trả tiền thì bị chúng đánh. Diệp Phàm thở dài nói. Đánh cược đến tán gia bại sản, rất nhiều người rơi vào hoàn cảnh này cũng bởi nguyên nhân đó. Lam Tồn Quân nói. Anh có điều tra về công ty Huệ Cảnh chưa? Diệp Phàm hỏi. Tôi đang tính nói với anh đây, công ty Huệ Cảnh này không ngờ là công ty con bí mật của tập đoàn Tô Thị ở Bắc Kinh. Nếu không phải Vương Triều tôi từng ở Bộ Công an, hơn nữa còn mua chuộc một tay họ Trương, vài lần làm phi tặc thì nói thật đúng là tìm không được chứng cớ. Vương Triều hơi có vẻ đắc ý nói. Tập đoàn Tô Thị ở Đông Cống không có công ty thành viên, hiện tại không ngờ lại nhúng tay đến tận thành phố Đông Cống. Nhưng khéo trùng hợp thế sao? Lam Tồn Quân thuận miệng nói. Chẳng lẽ là nhằm vào tôi mà đến? Diệp Phàm nói, lập tức giật mình cảnh giác. Không thể nào, bọn họ mượn tiền của bên đó thì liên quan gì đến chúng ta? Vương Triều phủ định nói. Không chắc. Lam Tồn Quân lắc lắc đầu, nói. Nếu đúng như anh Diệp nói, liên quan đến Tô Thị là chuyện chắc chắn rồi. Bọn họ trực tiếp đem tiền của nhà máy đường Dương Xuân truyền tay từ tập đoàn Vinh Quang sang cho Huệ Cảnh mượn. Nếu nhà máy đường Dương Xuân không thu về được khoản tiền lớn này mà muốn rời nhà máy đi là chuyện tuyệt đối không thể. Trên mặt Lam Tồn Quân liền hiện ra một chút suy tư. Bọn họ đang cắt đường lui của Diệp Phàm tôi. Diệp Phàm đột nhiên hừ lạnh một tiếng, nhìn Vương Triều liếc mắt một cái, nói. Mấy tháng trước, mặt bằng trụ sở của Tô Thị bị tôi dẫn người đến san phẳng. Lúc ấy đại công tử Tô Gia là Tô Trang Thành lớn tiếng nói sẽ ghi nhớ việc tôi làm. Tôi nghĩ, khi tôi đến Đông Cống, Tô Trang Thành có thể là muốn gây xáo động, hô mưa gọi gió ở thành phố Đông Cống này, làm cho sự phát triển về kinh tế của thành phố Đông Cống bị ảnh hưởng. Nếu Đông Cống rối loạn, kinh tế không tăng trưởng ngược lại bị đi xuống, thế chẳng phải nói Diệp Phàm tôi là chủ tịch thành phố nhưng không có năng lực sao? Hơn nữa, việc chủ tịch Trúc đem nhà máy đường giao cho Ủy ban Nhân dân thành phố Đông Cống chúng ta trực tiếp quản lý, người của Tô Gia phỏng chừng sớm đã dò xét ra được. Trong lĩnh vực kinh tế, phản ứng của bọn họ so với chúng ta nhanh nhạy hơn nhiều. Bởi vì, bọn họ là lão đại trong ngành này. Chúng ta không phục không được, tuy nhiên, nếu Tô Gia đã có hành động như thế thì chúng ta cũng phải đề phòng đúng lúc. Vương Triều, lập tức thắt chặt việc điều tra chân tướng của khoản tiền 430 triệu kia. Một khi ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy có quyết định, làm lão đệ đã ổn định trên vị trí giám đốc nhà máy thì chúng ta có thể danh chính ngôn thuận đòi nợ tập đoàn Vinh Quang. Diệp Phàm nói, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Người của Tô Gia nếu thực dám xuống tay với chúng ta, tôi cùng Mã Hán, Trương Long, Triệu Hổ ba người sẽ lên tiếng, chúng ta sẽ san bằng Tô Gia ở Bắc Kinh. Vương Triều siết chặt tay nghe răng rắc. Ngu xuẩn! Một âm thanh vang lên. Mặt bàn bị Diệp Phàm trưởng cho một trưởng, nhìn Vương Triều liếc mắt một cái, nói. Thói giang hồ này của anh phải sửa ngay, xã hội này là xã hội hiện đại, không phải là cái thời mà nắm đấm nói lên tất cả. Việc trị Tô Gia chúng ta tất có biện pháp, nếu Tô Gia quấy rối ở sau lưng, quấy phá sự phát triển kinh tế của thành phố Đông Cống chúng ta, vậy chúng ta cũng có thể ăn miếng trả miếng, phá lại tập đoàn Tô Thị của bọn họ. Diệp Phàm nói, thế khí ngất trời. Lão đại! Tôi nói bậy quá, tôi nghe lời anh. Vương Triều trong mắt vẫn còn sôi lửa, tất nhiên là sôi máu với Tô Thị rồi. Đúng lúc này, Diệp Phàm có điện thoại.
vừa nhìn đồng hồ thấy đã hơn 0 giờ, Diệp Phàm nhìn mà trong lòng buồn bực, không ngờ là Lưu Vĩ gọi. Vừa nhấc ống nghe, mới biết anh ta đến cùng Trần Quân, cả hai đã đến thành phố Đông Cống, nhưng không tìm được chỗ ở của Diệp Phàm. Diệp Phàm bèn kêu Vương Triều đi đón bọn họ, thuận đường mua chút thức ăn về nhắm rượu. Không lâu sau, cả ba người đã có mặt. Nghĩ thế nào mà đêm hôm khuya khoắt lại đến Đông Cống thế này? Diệp Phàm vừa mời hai người ngồi xuống vừa hỏi. Ha ha, đã lâu không gặp đại ca nên nhớ muốn cùng đại ca uống rượu thôi. Trần Quân cười ha ha. Tiểu tử này, anh mày đâu phải mấy em xinh tươi mà mày nhớ. Diệp Phàm vờ tức giận hừ một tiếng. Năm người vừa uống vừa nói. Tuy nhiên, Diệp Phàm phát hiện đêm nay Lưu Vĩ cùng Trần Quân đặc biệt rất cởi mở. Uống rượu thì uống ly to, từ đầu đến giờ đã uống tổng cộng 7-8 ly. Loại rượu địa phương này tự ủ sau 2 năm nên khá nặng. So với lão bạch can của thử độ thì ngang ngửa. Hơn nữa, mùi vị rất nồng, uống vào rất sảng khoái. Hai người mặt đỏ bừng bừng, tình trạng của ba người Diệp Phàm cũng không sai biệt lắm. Anh, ông cha vợ rẻ tiền của em nói là Thủy Châu có thể giúp Ủy ban Nhân dân thành phố Đông Cống xây dựng một trụ sở làm việc hiện đại hóa. Trần Quân mặt đỏ phừng phừng, mồm miệng có chút không rõ ràng, nói. Thế thì tốt quá, Đoạn Lão Xu thật nỡ sao. Tuy nhiên, Trần Quân, Đoạn Lão Khu chuẩn bị cấp cho bao nhiêu? Diệp Phàm híp mắt cười hỏi. Bởi vì, Đoạn Hải Thiên rất ít khi hào phóng thế này. Ha ha! Trần Quân cười gượng hai tiếng, nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái, nói. Tuy nhiên, phải có một điều kiện. Còn có điều kiện, tôi biết ngay Đoạn Lão Khu sẽ không hào phóng như vậy mà. Diệp Phàm không khỏi hừ một tiếng. Điều kiện là điều kiện cá nhân, không quan hệ gì đến chuyện công, đó là... Là... Trần Quân hơi ngượng ngùng, nói không ra lời. Nói đi, tôi thấy chú sắp biến thành đàn bà rồi. Diệp Phàm tức giận hừ nói, trừng mắt nhìn Trần Quân liếc xéo một cái. Anh, hiện tại công lực của em chỉ mới đạt tới lục đẳng. Cha vợ rẻ tiền của em nói không biết trong mấy ngày có thể giúp tăng thêm một bậc nhỏ hay không. Trần Quân xấu hổ. Mặt dày mày dạn nói ra, khi nói đồng thời lơ đãng nhìn Lưu Vĩ liếc mắt một cái. Động tác nhỏ này tất nhiên không thể gạt được Diệp Phàm, có chút kinh ngạc nhìn Lưu Vĩ, nói. Không phải Lưu gia cũng chuẩn bị xây dựng một cao ốc cho thành phố Đông Cống chứ, điều kiện cũng giúp chú tăng công lực. Ha ha, anh Diệp tính toán quá tài tình. Lưu Vĩ cũng mặt dày mày dạn gật gật đầu. Đúng thật là, Diệp Phàm có chút bối rối. Hóa ra hai người này đều đang nhìn chăm chú vào viên lư âm cửu long hoàn trong túi mình. Tuy nhiên, ba em nói, tập đoàn Lư Thị chuẩn bị mở một phố mua sắm ở thành phố Đông Cống. Lần trước khi tám chuyện với đại ca không phải em có nói qua rồi sao, nói thành phố Đông Cống căn bản không có một đường phố nào cho ra hồn cả. Cho nên, tập đoàn Lư Thị liên hợp với vài tập đoàn lớn chuẩn bị đầu tư hơn 1 tỷ vào thành phố Đông Cống mở một con đường dành riêng cho người đi bộ. Hơn nữa, trong đó có tòa cao ốc Lư Thị Trung Hoa cao tới 200 mét với 60 tầng. Tôi nghĩ, cao ốc Lư Thị Trung Hoa sẽ trở thành kiến trúc tiêu biểu cho thành phố Đông Cống, hẳn là rất có khả năng này đó. Lư Vĩ nói, hơn 1 tỷ, nhà các chú thật có tiền. Vương Triều Chu mồm thè lưỡi nói, hơn 1 tỷ mặc dù đối với Thủy Châu Lư Gia mà nói cũng là một khoản tiền lớn. Lư Gia cũng không có tới mấy tỷ. Tuy nhiên, Lư Vĩ... Tôi vẫn phải khuyên Lư gia thận trọng suy xét. Dù sao, hiện trạng của thành phố Đông Cống Lư gia các người phỏng chừng cũng đã phái người âm thầm tìm hiểu. Nếu đầu tư nhiều như vậy, nội trong thời gian ngắn phỏng chừng cũng không có khả năng thu hồi. Kinh tế của thành phố Đông Cống vẫn chưa phát triển đến mức có nhiều người có khả năng mua sắm những thứ xa hoa như thế. Muốn làm phố dành riêng cho người đi bộ, rất có khả năng khách mua thưa thớt. Mà nếu cao ốc 60 tầng của Lư Thị để không thì càng đáng tiếc. Tuy nói tôi hy vọng có thể nhìn thấy những kiến trúc tiêu biểu được xây dựng ở thành phố Đông Cống, nhưng công trình lãng phí tiền của, chỉ dùng để phô trương thanh thế thì tôi hy vọng rằng không nên lãng phí như thế. Đặc biệt lại là tiền của nhà các huynh đệ, còn như sự ủng hộ của anh Đoàn là tiền của chính phủ, xây trụ sở làm việc, Ủy ban Nhân dân thành phố Đông Cống đích xác là có cần công trình như vậy. Diệp Phàm vẻ mặt ngưng trọng nhắc nhở Lưu Vĩ nói. Ha ha, yên tâm đi anh Diệp. Người làm ăn nói chuyện làm ăn, tập đoàn Lư Thị là một tập đoàn kinh doanh. Từ trước đến nay,
lịch sử kinh doanh của Lư gia không dưới 1.000 năm. Bọn họ có quan niệm và cái nhìn riêng, thành phố Đông Cống tuy nói tạm thời còn chưa phát triển. Nhưng cha em có nói, ông tin tưởng tuyệt đối vào năng lực của đại ca, có thể kéo kinh tế của thành phố Đông Cống nhanh chóng tăng trưởng. Ủy ban nhân dân thành phố không phải gần đây xác lập trung tâm kiến thiết thành thị của thành phố Đông Cống sao? Nếu nội thành chuẩn bị mở rộng, Lư thị chúng tôi đi trước, chấp thời cơ xây dựng cao ốc Lư thị Trung Hoa, không có gì là không thể. Kỳ thật, Lư gia chúng tôi từ thời điểm một tháng trước khi các anh xác lập trung tâm thành thị đã âm thầm hành động rồi. Anh không phát hiện, ở một giải đất khu trung tâm vùng phía nam mở rộng, không phải có một miếng đất bị tập đoàn Long Thăng mua lại sao? Lư Vĩ thản nhiên cười nói. Chẳng lẽ tập đoàn Long Thăng là của nhà các người? Lam Tồn Quân không nhịn được nên hỏi. Ha ha! Lư Vĩ cười thần bí, coi như đã trả lời, anh ta nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái, nói. Khi việc kiến thiết thành thị còn chưa chính thức khởi động thì chúng tôi đã mua một mảnh đất lớn trước, chính là dùng vào việc xây dựng Lư thị Trung Hoa, phố mua sắm dành riêng cho người đi bộ của tập đoàn Lư thị. Hơn nữa, về sau nếu thấy có thể phát triển tốt đẹp thì có thể sẽ còn gia nhập ngành bất động sản và ngành sản xuất, không xây dựng cao ốc mà sang nhượng lại đất đai cũng có thể kiếm được khoản to. Lợi hại, nhân mã chưa động Lương Thảo đã đi trước. Lam Tồn Quân cười nói. Trần Quân, trụ sở làm việc mà bí thư đoàn hứa xây dựng cho chúng ta có mấy tầng, diện tích của mỗi lầu là bao nhiêu? Nếu chỉ là xây dựng cái túp lều thì không cần đâu. Diệp Phàm hỏi. Trụ sở làm việc có thang máy, còn bao nhiêu tầng thì ba vợ tôi không có nói cụ thể, chỉ bảo là sau khi gọi anh về Thủy Châu sẽ nói tỉ mỉ. Nếu có thang máy thì ít nhất cũng phải có tới 10 tầng lầu. Hơn nữa, còn phải xem đất đai của Ủy ban Nhân dân thành phố có nhiều hay ít, bố trí như thế nào. Ba vợ nói, tòa lầu này dùng làm trụ sở làm việc cho Ủy ban Nhân dân thành phố, không trực tiếp đưa tiền, chỉ cấp cho dãy nhà lầu thôi. Đương nhiên. Về bố cục và quy hoạch thì có thể do nhân viên thiết kế Thủy Châu kết hợp cùng nhân viên thiết kế của thành phố Đông Cống cùng phối hợp. Nếu không, nhớ Thủy Châu thiết kế ra những phong cách không phù hợp với yêu cầu của các anh thì cũng không còn ý nghĩa gì nữa có phải hay không? Hơn nữa, ba vợ tôi nói, về mảng thiết kế quy hoạch vẫn theo ý kiến của các anh. Trần Quân nói, chương 1878, Chủ tịch Trúc hỏi chuyện. Kỳ thực. Xây dựng trụ sở làm việc có thang máy tiêu hao rất nhiều tiền của. Nếu tập đoàn Lư thị chuẩn bị xây dựng kiến trúc tiêu biểu rồi thì Ủy ban Nhân dân thành phố chúng ta không cần thiết phải tham gia nữa. Tôi nghĩ, có thể kết hợp đặc thù quan niệm của các dân tộc thiểu số tại Đông Cống với quan niệm hiện đại, du nhập thêm một vài phong cách xây dựng của những quốc gia lân cận để tạo ra một trụ sở làm việc có phong cách riêng biệt của Ủy ban Nhân dân thành phố chúng ta. Tính ra nếu nói bí thư đoàn tính xây dựng một tòa cao ốc nhiều tầng thì chúng ta sẽ dùng số tiền này xây dựng một trụ sở làm việc có 5-6 tầng thôi. Ở phía dưới có một vườn cây cảnh với phong cách dân dã riêng của Đông Cống, khiến cho các đồng chí đến Ủy ban Nhân dân thành phố làm việc có thể cảm nhận được hơi thở nồng đậm của các dân tộc thiểu số, có cảm giác như trở về nhà vậy. Tôi nghĩ, dùng tiền lắp đặt thang máy làm một vườn cây dùng vào việc như thế hẳn là không thành vấn đề. Còn nữa Tồn Quân, anh cũng phải đem đặc điểm của hai nơi này nói với ba anh. Nếu sau này thành phố Tân Môn chuẩn bị xây dựng, phải xây dựng một cái có tính đặc biệt và tính đại biểu mới được. Diệp Phàm nói. Ừ, anh Diệp có ý tưởng này rất tốt, tôi sẽ nói chuyện với ba. Lam Tồn Quân gật gật đầu. Lư Vĩ, Trần Quân, trong tay tôi tạm thời không có viên thuốc nào. Nhưng, thật ra thì có một viên chất lượng cũng tương đương, có thể trợ giúp cho cao thủ bát đẳng đột phá một bậc nhỏ. Vốn là tôi nhờ một vị cao nhân phối chế đặc biệt cho Vương Nhân Bàng. Tuy nhiên, nếu hai người trong thời gian ngắn muốn tăng thêm một bậc nhỏ, vậy thì một viên thuốc này chỉ có thể chia thành hai người mỗi người một nửa. Tôi nghĩ, hiệu quả nếu so với thứ trước kia cho các cậu thì phỏng chừng còn tốt hơn. Dù sao cũng là thứ dùng cho cao thủ bát đẳng, nói chi các cậu chỉ mới lục đẳng. Các cậu tính ở đây mấy ngày? Diệp Phàm nói. Một khi đề công hoàn thành, chúng tôi sẽ đi. Chuyện ở Thủy Châu bận rộn, thân là cục trưởng cục công an mất tích vài ngày thì mọi thứ sẽ lộn xộn mất. Lư Vĩ vẻ mặt nghiêm túc, nói. Tôi cũng phải về, Hạnh Nhi đã 6 tháng rồi. Lúc này là lúc hy vọng có người thân ở bên cạnh nhất. Vì đứa bé sắp ra đời cả thôi. Trần Quân nói. Tốt lắm, tối nay nghỉ ngơi một chút,
Tôi xem ngày mai nếu được thì buổi tối chúng ta sẽ tìm một nơi giúp các anh đột phá. Về địa điểm thì nói Vương Triều đi tìm. Diệp Phàm nhìn Vương Triều liếc mắt một cái nói. Có yêu cầu gì hay không? Vương Triều hỏi. Nơi yên tĩnh, có âm nhu khí đầy đủ thì việc đột phá sẽ rất tốt. Bởi vì, lôi âm cửu long hoàn sẽ phát huy công dụng tốt nhất ở những nơi như thế. Nơi âm nhu, đại ca, mộ địa có được hay không? Thiên Hướng Triều hỏi, bởi vì, nơi âm nhu không có khái niệm rõ ràng nên rất khó nắm bắt. Mộ địa, mộ nam thì không được vì thuộc dương. Mộ nữ thuộc âm, mộ khí chính là âm nhu khí. Tuy nhiên, phải cẩn thận một chút, phải kiểm tra xung quanh mộ có vật dơ bẩn hay không. Chỗ có vật dơ nhiều thì không được. Diệp Phàm thận trọng giải thích nói. Vậy được, ngày mai lúc sáng sớm sẽ dẫn những người này đi tìm. Có phải mộ càng lâu năm càng tốt hay không? Vương Triều gật gật đầu. Đương nhiên, tựa như rượu gạo ủ lâu năm vậy, càng lâu càng đậm. Diệp Phàm cười nói. Không thể ngờ được kiến thức về chuyện này lại sâu rộng đến thế, đúng là được mở mang kiến thức. Lam Tồn Quân không khỏi thở dài, hai mắt nhìn Diệp Phàm khâm phục. Cái này là do vị tiền bối kia khi cho thuốc giải thích. Cũng không phải tỏ ra tôi hiểu biết đến đâu, các người chỉ thiếu một cơ hội thôi. Diệp Phàm khiêm tốn nói. Bí thư y, đề nghị của chúng tôi đã đề nghị lên trên một thời gian rồi, sao trên tỉnh chưa có phản ứng? Đới Trung Cường nói. Đừng nóng vội, đề nghị của chúng ta cấp trên không phản hồi. Nhưng anh không phát hiện ra, nhiệm vụ của Lam Tồn Quân trên tỉnh lại có phản ứng. Ha ha, tôi phỏng chừng khi nhiệm vụ của Lam Tồn Quân được giao xuống, thì trên tỉnh sẽ có phản ứng với đề nghị của chúng ta thôi. Hai chuyện không phải buộc chặt cùng một chỗ sao? Y Cao Vân thản nhiên cười cười, vẻ mặt bình thản như gặp chuyện vui. Ha ha, bí thư Lan Lập Quyền cũng cười vài tiếng. Nhìn mọi người liếc mắt một cái, nói. Phỏng chừng, hai vị này nằm mơ cũng không nghĩ đến. Bọn họ nghĩ là đã nắm nhà máy đường gọn trong tay. Cuối cùng khi quyết định bổ nhiệm được tuyên bố thì phải trợn tròn mắt thôi. Hừ, giám đốc nhà máy đường thuộc cấp giám đốc sở. Dễ ngồi lên đó lắm sao? Cục diện rối rắm, tôi không tin Lam Tồn Quân cùng Diệp Phàm hai con cóc này có thể làm nên chuyện. Lam Tồn Quân một khi mất đi chức vị phó chủ tịch thường trực thành phố, bên này tuy nói ngồi vào ghế giám đốc nhà máy đường, nhưng cấp bậc cũng chỉ là giám đốc sở. Nhà máy đường về sau muốn có được ủng hộ ít nhiều của thành phố, chỉ có một mình Diệp Phàm lên tiếng tất nhiên sẽ bị giới hạn rồi. Đới Trung Cường lạnh lùng hừ nói. Chúng ta cũng đừng lạc quan đến mù quáng, bởi chúng ta đề cử người, nhưng trên tỉnh chưa chắc làm như chúng ta mong muốn. Đến lúc đó có lẽ sẽ điều một đồng chí khác xuống tiếp nhận vị trí của Lam Tồn Quân thì chúng ta chẳng khác nào giỏ trúc múc nước, công dã chẳng thôi. Y Cao Vân trên mặt lại hiện lên một tia u buồn. Mặc kệ thế nào, khi so với việc Lam Tồn Quân tại vị cũng sẽ tốt hơn nhiều. Chủ tịch thành phố cùng phó chủ tịch thường trực thành phố hợp tác, toàn bộ ủy ban nhân dân thành phố thiếu chút nữa bị bọn họ một tay che trời. Gần đây áp lực của Lưu Chuyển Kim, Y Tiền Sâm và Vệ Diêu Thông ba người này lớn chưa từng có. Diệp Phàm đã bắt đầu lạnh nhạt với Vệ Diêu Thông. Một khi quyền lực bị mất hoàn toàn, Vệ Diêu Thông, một chánh văn phòng ủy ban nhân dân thành phố sẽ thành vô dụng. Các người có phát hiện ra không, Giang Khải của văn phòng ủy ban nhân dân thành phố gần đây điều động rất mạnh tay đó. Lan Lập Quyền nói. Hừ, khi ủy ban nhân dân thành phố và thành ủy mất đi sự ủng hộ của Lam Tồn Quân, Diệp Phàm trong tương lai sẽ bước đi rất gian nan, mà nhà máy đường Dương Xuân Mốt khi không được Ủy ban Nhân dân thành phố ủng hộ, muốn di rời xem ra còn khó hơn lên trời. Đới Trung Cường tôi với con số 50 triệu không phải dễ lấy như vậy. Hai mắt tôi không bị hoa, tôi muốn nhìn thấy Diệp Phàm cùng Lam Tồn Quân hai người cùng lún vào bãi bùn nhà máy đường, mảnh đất đó chính là nơi chôn thân của bọn họ. Đới Trung Cường mặt càng ngày càng lạnh. Ôi! Y Cao Vân khoát tay áo, nói. Kỳ thật, tâm tình của tôi rất phức tạp. Cùng lúc, vừa hy vọng nhà máy đường có thể thoát ra khỏi cảnh khốn đốn. Nhưng lại sợ hãi khi thấy nó thoát ra cảnh khốn khổ. Tuy nhiên, mặc kệ là hy vọng hay sợ hãi, tôi hiểu, nhà máy đường sẽ không có khả năng thoát ra cảnh khốn khổ được. Mặc dù là có 50 triệu của thành phố Dương Xuân, 60 triệu của Ủy ban Kinh tế Thương mại tỉnh, thêm vào 80 triệu chia làm hai lần cấp của tỉnh. Cũng không đến 200 triệu thì làm sao cứu nổi nhà máy đường. Một bệnh nhân ung thư đã ăn vào trong xương tủy thì sao có khả năng cứu sống.
Hôm sau, vào lúc chuẩn bị ăn trưa, Chủ tịch Trúc gọi điện thoại đến cho Diệp Phàm, nói. Anh vẫn xem trọng Lam Tồn Quân, anh ta với anh có quan hệ như thế nào, nói thật đi. Kỳ thật, hai chúng tôi biết nhau từ trước khi đến Đông Cống nhận chức. Lúc trước khi tôi công tác ở thành phố Hải Đông, anh ta làm ở Bộ Ngoại thương. Hơn nữa, anh ta đến Hải Đông chính là để làm khó dễ tôi. Không thể ngờ được, không đánh không quen, ngược lại đã kết thành bạn tốt. Đề cử anh ta đến nhà máy đường đảm nhiệm chức phó giám đốc không hẳn chỉ vì mối quan hệ giữa tôi với anh ta. Diệp Phàm, tôi làm việc bao giờ cũng xem năng lực đầu tiên, điểm này thì cũng giống Chủ tịch Trúc ngài. Tiếp theo mới tới quan hệ. Chủ tịch Trúc đem nhà máy đường Dương Xuân trao cho Ủy ban Nhân dân thành phố Đông Cống quản lý trực tiếp, nếu quyền điều động nhân sự cũng được trao thì khẳng định đã bỏ ra rất nhiều sức lực. Nếu không làm cho nhà máy đường Dương Xuân khá lên, Diệp Phàm tôi không còn mặt mũi gặp ngài. Cho nên, đối với chức vị giám đốc này mà nói, đối với sự phát triển của nhà máy là rất quan trọng. Chủ tịch hội đồng quản trị như tôi chỉ là cái chức danh, chỉ giám sát chỉ đạo về phương hướng. Còn công tác cụ thể vẫn cần giám đốc là người chấp hành. Đương nhiên, tôi sẽ chú ý sự phát triển của nhà máy đường mọi lúc. Diệp Phàm nửa thật nửa giả nói. Tuy vậy, trong lòng hắn vẫn có chút buồn bực, Chủ tịch Trúc không hiểu sao lại đi quan tâm việc này. Ừ, anh tín nhiệm anh ta cũng phải. Chủ tịch Trúc công nhận, trầm ngâm trong chốc lát. Tuy nhiên, sau này công tác bên thành ủy phỏng chừng sẽ rất khó triển khai đấy. Công tác bên thành ủy, cái này. Diệp Phàm cố ý nhắc lại, tất nhiên có dụng ý trong đó. Những chuyện thế này nếu hỏi thẳng sẽ khiến Chủ tịch Trúc thấy phản cảm. Thôi vậy, hai ngày sau anh cũng sẽ biết, giờ trực tiếp nói cho anh vậy, để anh chuẩn bị tốt tâm lý. Việc điều nhiệm Lam Tồn Quân đến nhà máy đường Dương Xuân nhận chức vị phó bí thư đảng ủy, cấp trên đã có quyết định. Đương nhiên, nhà máy đường Dương Xuân sau khi cải tổ, kế hoạch thay đổi thành tập đoàn Dương Xuân hay là gì thì do chính các anh tự cân nhắc, trên tỉnh sẽ không can thiệp. Chủ tịch Trúc vừa mới nói đến đây, Diệp Phàm thốt ra một câu. Cảm ơn. Nào ngờ Chủ tịch Trúc lập tức nói. Khoan vội cảm ơn, lúc nãy có nghe rõ từng chữ tôi nói hay không? Từng chữ một. Diệp Phàm giật mình, suy ngẫm, rốt cục cũng nghĩ ra. Có phải muốn nói Lam Tồn Quân đã không còn quan hệ gì với thành phố hay không, trực tiếp điều nhiệm tới nhà máy đường Dương Xuân đảm nhiệm chức vụ giám đốc? Vậy chẳng phải nói anh ta không còn là phó chủ tịch thường trực thành phố Đông Cống sao, anh ta không phải đến nhà máy kiêm nhiệm sao chứ? Ừ, phản ứng nhanh đấy, tốt lắm. Cho nên, về sau công tác của anh ở thành ủy sẽ rất khó triển khai. Bên Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ thiếu đi sự ủng hộ của phó chủ tịch thường trực thành phố, đó cũng là mất mát lớn lao. Anh phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, đôi khi, cũng là kết quả do trên tỉnh cân bằng mối quan hệ về các phương diện. Anh đề cử chính là một giám đốc xí nghiệp cấp giám đốc sở. Được rồi, không nói nữa. Tôi tin tưởng anh có thể phản ứng được. Trung tâm thành phố Đông Cống vừa kiến thiết quy hoạch xong, còn chưa bắt đầu, sau khi xong chuyện nhà máy đường Dương Xuân, cũng nên nắm chặt công tác của phương diện này. Bằng không, sẽ không thể đột phá khiến thành phố Đông Cống trở thành thành phố cấp 3, làm thành phố dẫn đầu, thành trung tâm phía tây nam của tỉnh. Nếu muốn làm trùm phải cho thấy bản lĩnh của kẻ làm trùm. Kiến thiết nội thành Đông Cống đích xác là tiến độ quá chậm. Đông Cống các cậu tôi cũng đã tới vài lần. Nói thật, tôi có cảm giác hoang vắng như đến khu Tây Bắc vậy. Chủ tịch Trúc vừa quan tâm, vừa chê bai nói. Chương 1879, Kiều Hoành Sơn xuống tay mau lẹ. Chủ tịch Trúc, chúng tôi vẫn luôn chờ chuyện của Tồn Quân có quyết định. Sau đó, nhà xưởng sẽ có người đứng đầu đàn. Tiếp theo sẽ điều chỉnh các nhân viên cấp dưới, ra thông báo tuyển dụng và triển khai hàng loạt công tác mới. Hơn nữa, tôi sớm đã có kế hoạch khác, đó chính là di rời nhà máy đường Dương Xuân vào địa bàn thành phố Đông Cống. Diệp Phàm nói, rời nhà máy. Chủ tịch Trúc nhắc lại, hình như rất thích thú, bèn nói. Nói rõ một chút xem, vì sao phải rời nhà máy có chỗ nào tốt. Còn nữa, cậu có biết sẽ gặp phải bao nhiêu rào cản không? Suy xét kỹ chưa? Tôi tính toán như thế này, Đông Cống không phải muốn trung tâm hóa thành phố sao? Diệp Phàm thuật lại một lần mọi tính toán. Chỉ thiếu mỗi tiền thôi, không có tiền thì đất cũng không mua nổi, nói chi là rời nhà máy. Chủ tịch Trúc một câu nói thẳng vào trọng tâm. Ha ha, Chủ tịch Trúc, xin cho tôi trình bày,
về tiền thì tôi sẽ báo lại tỉ mỉ cho anh trong thời gian tới. Vì bây giờ chuyện này phải giữ bí mật, chưa nắm chắc nên tôi ngại nói ra. Diệp Phàm tỏ vẻ thần bí. Xem ra, cậu quả thật rất có lòng tin. Vậy là tốt rồi, tôi đây đang mỏi mắt mong chờ. Báo cáo sớm một chút càng tốt, nếu có thể triển khai kết hợp việc di rời nhà máy cùng kiến thiết mở rộng thành phố Đông Cống thì sẽ giúp cho tốc độ kiến thiết tăng đáng kể. Ý tưởng này rất táo bạo đó, nếu có thể thực hiện thì sẽ trở thành chiến công vang dội. Chủ tịch Trúc thản nhiên cười rồi cúp điện thoại. Diệp Phàm lập tức đem chuyện này nói lại với Lam Tồn Quân. Thưa chủ tịch thành phố, với tôi thì cũng không hề gì. Như vậy cũng tốt, hoàn toàn thoát ly khỏi Ủy ban Nhân dân thành phố. Có thể chuyên tâm xử lý chuyện của đường nhà máy. Tuy nhiên, như vậy thì anh sẽ mất đi một cánh tay. Khi Y Cao Vân dùng tay che mắt thành ủy Đông Cống thì khó khăn của anh càng ngày càng nặng nề. Về sau, công tác của tôi lại càng phiền toái. Lam Tồn Quân có chút lo lắng. Không có việc gì, lần trước tôi đến thăm Bí Thư Vi. Ông ấy có nhắc đến hai người. Một là trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy đồng chí Cam Thủy Hưng. Hai là trưởng ban tuyên giáo đồng chí Y Thanh Liên. Chuyện của Y Thanh Liên tôi nghĩ hẳn là đã làm xong. Cho nên, anh cũng không nên lo lắng quá mức. Nếu hai đồng chí này có thể ủng hộ tôi, thì về phía hội nghị thường vụ thành ủy ít nhất ta có 3 lá phiếu. Đương nhiên, vẫn còn chưa đủ. Mục tiêu đến thành phố Đông Cống lần này của tôi chính là vượt qua Y Cao Vân, thay Bí Thư Vi nắm trong tay hội nghị thường vụ thành ủy Đông Cống, bắt họ chấp hành toàn bộ kế hoạch của Diệp Phàm tôi. Tôi thật sự muốn đưa thành phố Đông Cống đi lên. Diệp Phàm nói mà thế khí cao ngất. Trong lòng Lam Tồn Quân thầm khâm phục, nói. Hay lắm, tôi chờ mong ngày này lâu rồi. Chúng ta sẽ làm ra thành tích ở Đông Cống. Là lừa hay là ngựa, đem ra kéo thử mới biết. Quả nhiên, sáng thứ năm, khi Diệp Phàm ngồi trong phòng làm việc xem xét phương án quy hoạch kiến thiết trung tâm thành thị thì Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Cán bộ tỉnh ủy đồng chí Thiết Hậu Sơn gọi điện thoại tới. Cười nói, Chủ tịch Diệp, chúc mừng anh. Anh đề cử đồng chí Lam Tồn Quân đảm nhiệm chức vụ xưởng trưởng nhà máy đường Dương Xuân đã được Ban Tổ chức Cán bộ tỉnh ủy thông qua. Anh lúc ấy có nói luôn hy vọng chúng tôi có thể mau chóng quyết định. Tôi đã đề cập với trưởng Ban Lôi, cho nên quyết định ngày mai sẽ do đích thân tôi tuyên bố chuyện này. Cảm ơn Thứ trưởng Thiết đã ủng hộ công tác của tôi, đợi ngày mai khi anh đến, chúng ta sẽ hàn huyên. Diệp Phàm tất nhiên biết Thiết Hậu Sơn chỉ thuận nước dong thuyền, bởi khi cán bộ cấp giám đốc sở ra quyết định thì căn bản không tới phiên Ban Tổ chức Cán bộ tỉnh ủy vung tay múa chân vào làm gì. Kỳ thật, Ban Tổ chức Cán bộ tỉnh ủy vẫn có chút ảnh hưởng đối với cán bộ cấp sở và vẫn có quyền điều động. Nhưng ngược lại, với cán bộ cấp giám đốc sở thì Ban Tổ chức Cán bộ tỉnh ủy tuyệt không có quyền gì. Tuy nói bọn họ không có quyền quyết định, nhưng cán bộ bên dưới dù đầu óc có vấn đề thì cũng không dám đắc tội với bọn họ. Bọn họ mặc dù không lay động được quyết định của tỉnh ủy, nhưng làm ra những chuyện quấy rối thì hoàn toàn có thể. Tuy nhiên, còn vị trí phó bí thư và phó chủ tịch thường trực thành phố Đông Cống. Thiết Hậu Sơn nói tiếp. Phó bí thư thành phố Đông Cống không phải đã có người đang tại vị rồi sao? Chẳng lẽ trên tỉnh ủy muốn thêm một phó bí thư nữa? Diệp Phàm có chút giật mình. Chức vụ phó chủ tịch thường trực thành phố có người đến nhận thì Diệp Phàm sớm đã biết thông qua chủ tịch Trúc. Không thể ngờ được giờ lại lòi ra một phó bí thư. Trước kia, trong thể chế khi chọn phó bí thư không có hạn định, cho nên thường trong bộ máy chính quyền ngoại trừ người làm chính ra thì còn có thêm vài người làm chức phó. Có thành phố thậm chí không có trưởng ban tổ chức cán bộ đảng ủy, công an, bí thư, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật, những chức vị này đều do người nắm giữ chức phó bí thư kiêm luôn. Vô hình chung đã giúp cho quyền lực của người này được phóng đại. Bởi vì... Phó bí thư đảng ủy là người mà các bí thư phải đụng đầu tiên. Nhân vật số một của rất nhiều địa phương giỏi chơi trò hội ý ban bí thư. Cho nên, số lượng phó bí thư nhiều hay ít đối với nhân vật số một tại vị mà nói là rất quan trọng. Hơn nữa, nếu quả thật cần thêm phó bí thư thì chẳng cần phải nói, bên tỉnh ủy có người bất mãn với Y Cao Vân hoặc gì đó. Không có thêm, nguyên phó bí thư Lôi Chí Phong đảm nhiệm. Phân công quản lý Ủy ban kỷ luật thành phố Đông Cống được điều đến Ủy ban kỷ luật tỉnh công tác. Tiếp nhận chức vị của anh ta là phó chủ nhiệm Thái Phi bên văn phòng tỉnh ủy, kiêm nhiệm luôn chức chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật. Thiết Hậu Sơn nói, Thái Phi, người này nếu từ văn phòng tỉnh ủy đến thì nhất định là người có năng lực, tôi hy vọng có thể cùng anh ta làm tốt công tác của thành phố Đông Cống.
Diệp Phàm ra vẻ hoan nghênh Thái Phi, kỳ thực là đang thăm dò người này. Thiết Hậu Sơn sao có thể nghe ra ý tứ của Diệp Phàm? Cười nói, Thái Phi là đồng chí tốt, là người có năng lực. Từng được Phó Bí Thư Tỉnh ủy ca ngợi nhiều lần. Diệp Phàm vừa nghe liền âm thầm cảm kích Thiết Hậu Sơn, lão Thiết đang mịt mờ nói cho mình biết, Thái Phi là người của Bí Thư Phó Quốc Vân. Tin tức này đối với Diệp Phàm rất quan trọng, tuy vậy trong lòng hắn vẫn có chút phiền não. Bí Thư Tỉnh ủy Phó Quốc Vân phái Thái Phi đến thành phố Đông Cống, vậy có phải muốn ám chỉ thành ủy Đông Cống phải một lần nữa cần thay đổi hay không? Ô dù của Y Cao Vân trên tỉnh là ai? Nếu nói kẻ chống lưng của Y Cao Vân là Phó Quốc Vân, giờ thêm một Thái Phi nữa, vậy chẳng phải nói từ nay về sau thành ủy Đông Cống chính là thiên hạ của Phó Bí Thư sao? Bên trong việc này, vì sao Chủ tịch Trúc không có động thái gì? Chẳng lẽ vì đưa Lam Tồn Quân lên, Chủ tịch Trúc lại nhượng bộ, thậm chí là hy sinh luôn? Bí Thư Trúc cũng ca ngợi, Thái Phi thật sự là một đồng chí giỏi, có thể phối hợp tốt trong quá trình công tác, tôi rất mong chờ điều đó. Diệp Phàm nói một câu ậm ừ cho qua. Ha ha! Thiết Hậu Sơn biết trong lòng Diệp Phàm không phải nghĩ vậy, liền nói. Hôm qua gặp ông bạn cũ của tôi là Y Định Giang, ông ta nói nếu anh có rảnh lên trên tỉnh thì ông ta nhất định mời anh dùng cơm. Y Định Giang à, nói thật, trong đầu tôi không có ấn tượng về người này. Mời tôi ăn cơm, tôi cảm thấy có chút mù mờ. Diệp Phàm giả ngu, không thể ngờ được Kiều Hoành Sơn lại hành động mau mắn như thế. Chỉ vài ngày đã quyết định xong chuyện của Y Định Giang. Phỏng chừng, quân hàm của Y Định Giang cũng tăng lên một bậc. Kiều Hoành Sơn đích thân gọi cho tư lệnh quân khu tỉnh Tây Lâm Quy Hưng Thiên thì người này có thể không làm sao. Hơn nữa, Kiều Hoành Sơn khẳng định có mịt mờ chỉ ra đồng chí Diệp Phàm ở thành phố Đông Cống. Quy Hưng Thiên vừa nghe đã hiểu. Hóa ra là ân tình mà Chủ tịch Diệp thành phố Đông Cống nhờ lão Kiều. Tất nhiên, Chủ tịch Diệp có thể mời nổi Kiều Hoành Sơn, khiến cho trong lòng Quy Hưng Thiên không thể không liên tưởng này nọ. Kiều Hoành Sơn làm như thế tất nhiên là muốn Diệp Phàm nhớ kỹ đại ân tình này. Diệp Phàm thì có chút chua xót vì nợ Kiều Hoành Sơn một ân tình, bởi đã nợ ân tình thì tất sẽ phải trả. Ha ha, Y Định Giang là cha của Y Thanh Liên, trưởng ban tuyên giáo thành phố Đông Cống. Ông ta ở quân khu tỉnh trước giờ đảm nhiệm vai trò trung tá tham mưu. Tuổi cũng đã 50 nhưng vẫn chưa được đề bạt lên cấp bậc nên rất buồn bực. Lần này thượng cấp công nhận thành tích của ông ta. Đặc biệt đề bạt lên làm thượng tá tham mưu trưởng quân khu tỉnh. Lão Y rất hứng khởi, trông mong 10 năm qua rốt cục cũng thăng lên thêm được một sao hai gạch. Thiết Hậu Sơn biết Diệp Phàm đang giả ngu, cho nên cũng giả ngu theo, lên tiếng giải thích. Đương nhiên, lúc ấy khi Thiết Hậu Sơn biết được thông qua Y Định Giang thì thiếu chút nữa đã á khẩu ngây người. Tất nhiên, bên quân khu tỉnh Quy Hưng Thiên không tiện trực tiếp ra mặt. Chỉ mịt mờ gợi ý cho Y Định Giang một câu, bảo con gái ông ta nhất định phải ủng hộ công tác của Chủ tịch thành phố Đông Cống Diệp Phàm. Lúc ấy Y Định Giang bị Quy Hưng Thiên tìm đến, nghe nói xong chuyện này tất nhiên là kích động. Về sau, Y Định Giang vẫn luôn miệng cảm ơn tư lệnh Quy. Cho nên, tư lệnh Quy trong lúc vô ý liền nói bóng gió một câu đó. Y Định Giang vừa nghe liền hiểu rõ. Té ra chuyện mình được đề bạt là nhờ nể mặt Diệp Phàm, Chủ tịch thành phố Đông Cống. Tất nhiên, Y Định Giang đem chuyện tốt này tiết lộ cho bằng hữu là Thiết Hậu Sơn. Lập tức, Y Định Giang cũng gọi điện thoại cho con gái Y Thanh Liên, dặn dò con gái về sau phải nghe theo lời Diệp Phàm. Y Thanh Liên có chút không rõ, sau khi nghe ba giải thích, Y Thanh Liên thầm giật mình, đồng thời vì muốn ba được đề bạt nên cũng có chút kích động. Cha mẹ ruột vẫn là trên hết, mọi thứ còn lại đều bị xếp ra sau. Alo, có phải ba của trưởng ban Thanh Liên đấy không? Xin cảm ơn, có rảnh đến tỉnh thành, tôi nhất định sẽ mời cơm. Tiện thể chúc mừng tham mưu trưởng Y thăng chức, ha ha. Hai bên đều giả ngu, Diệp Phàm cũng biểu lộ thái độ cho biết chuyện này chính là do hắn làm. Ôi, nói thật, Chủ tịch Diệp, tư lệnh Quy rất cao ngạo. Trước giờ chỉ làm việc của mình, không thể ngờ được lần này lại đặc biệt tương trợ bạn cũ, quả thật có chút cảm động đó. Thiết Hậu Sơn ra vẻ cảm tạ tư lệnh Quy. Trên thực tế Diệp Phàm vừa nghe liền hiểu được lão cáo giả này muốn thám thính quan hệ giữa mình với Quy Hưng Thiên. Và cũng muốn thông qua miệng mình nói lời cảm ơn tư lệnh Quy mà thôi. Ha ha, tôi mới đến thành phố Đông Cống, tỉnh ủy tỉnh Tây Lâm tôi không quen biết ai. Chỉ vì công tác, nên gần đây mới gặp gỡ Chủ tịch Trúc.
các ủy viên thường vụ khác, tôi một người cũng không biết. Diệp Phàm đùa cợt ra vẻ thần bí. Chương 1880, ba ông lớn đấu nhau. Cái này, càng thần bí thì càng khiến người ta tò mò. Cứ để cho Thiết Hậu Sơn có nghĩ nát óc cũng chẳng đoán ra mình thuyết phục tư lệnh viên như thế nào. Buổi chiều hôm sau, nghênh đón đoàn người Thiết Hậu Sơn. Lam Tồn Quân vẫn rất kích động, cái này, trời nóng như thiêu nhưng vẫn phải mặc đóng thùng, đeo giày bóng loáng đến. Phó Bí Thư Thành ủy mới được điều đến Thái Phi vóc dáng trung bình, nhưng lại mặc một cây, đen, áo sơ mi đen, quần đen, giày da đen. Nếu như đeo thêm một chiếc kính đen nữa thì chẳng khác gì một vệ sĩ Nam Trung Hải. Nhìn đoàn trợ uy đi cùng, thì biết đồng chí này giao thiệp rộng thế nào, thế lực sau lưng cũng không hề nhỏ. Trong đoàn trợ uy có, Phó Giám đốc Thường trực Sở Công an tỉnh Tây Lâm Lôi Trạch, Phó Giám đốc Thường trực Sở Tài chính Câu Hùng Phi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Trương Hiểu Minh. Như vậy, tính sơ sơ cũng có 3 Phó Giám đốc Thường trực, 5 Phó Giám đốc các sở đi theo Thiết Hậu Sơn xuống để trợ uy cho đồng chí Thái Phi. Tuy nhiên, Diệp Phàm đoán những đồng chí này chưa chắc đã có quan hệ thân thiết với Thái Phi. Phỏng chừng là nể mặt người đứng sau, Thái Phi là Phó Quốc Vân mà xuống trợ uy thôi. Thường thường nếu quan hệ của Thái Phi và Phó Quốc Vân mà mặn nồng thì ông ta có thể đại diện cho Phó Quốc Vân nói cái gì đó. Muốn tiếp cận bí thư tỉnh ủy là một việc tương đối khó khăn. Còn tiếp xúc với Thái Phi Phó Chủ nhiệm Văn phòng tỉnh ủy thì tiện lợi hơn nhiều. Thái Phi, đơn giản là đóng vai trò của một cây cầu mà thôi. Bạn cũng đừng xem thường cây cầu này, trong mạng lưới quan hệ không thể thiếu nó được. Có những câu bí thư phó không tiện nói với cấp dưới. Nhưng thông qua miệng của Thái Phi thì sẽ tiện lợi hơn nhiều. Hơn nữa, nếu thực sự gặp chuyện gì thì người ta thường đẩy sang một bên. Nói là những lời đó họ đâu được nói, thì người khác cũng chẳng làm gì được. Còn Y Cao Vân thì vẻ mặt lãnh đạm, bắt tay với những đồng chí lãnh đạo từ tỉnh xuống thì cũng chỉ qua loa cho có mà thôi. Phỏng chừng, ông ta đã cảm giác được điều gì đó cho nên trong lòng không được thoải mái. Đương nhiên, cũng chỉ có đôi mắt chim ưng của Diệp Phàm có thể cảm nhận được điều này. Trên mặt, Y Cao Mây vẫn tỏ ra khá điềm tĩnh. Tuy nhiên, Diệp Phàm cảm thấy có chút kỳ lạ. Những đồng chí này khi bắt tay với mình thì đều nhìn mình bằng hai mắt. Chẳng lẽ trên mặt mình mọc ra một con mắt nữa hay sao? Làm gì mà nhìn mình một cách kỳ lạ như vậy? Diệp Phàm trong lòng âm thầm cảm thấy buồn bực. Diệp Phàm không biết rằng chính sự trẻ trung của hắn đã làm mọi người cảm thấy ngạc nhiên. Đương nhiên, trong nhiều đồng chí như vậy, được hưởng ứng nhất không phải nhân vật số 2 của ban tổ chức Thiết Hậu Sơn, mà là Câu Hùng Phi, thần tài ra mà, ai chẳng muốn moi được chút tiền từ hầu bao của ông ta chứ. Cho nên, lúc ăn cơm, đồng chí Câu Hùng Phi trở thành đối tượng bao vây của cán bộ thành phố Đông Cống. Thủ đoạn công kích ở đây đương nhiên là rượu rồi. Đồng chí Lam Tồn Quân đương nhiên cũng không bỏ qua cơ hội tiếp giao với vị thần tài ra này rồi. Mượn chén rượu để truyền tải, thông điệp, có thể cấp một chút kinh phí cho Đông Cống hay không? Đây, đương nhiên là ý của Diệp Phàm. Tuy nhiên, Câu Hùng Phi sau khi uống cạn chén rượu, liền nhìn Lam Tồn Quân một cái, cười nói. Chủ tịch Diệp của Đông Cống các cậu đã vơ vét sạch tiền của sở tài chính chúng tôi rồi, còn muốn ủng hộ nữa hay sao? Từ giờ đến cuối năm thì không có khả năng rồi. Sở tài chính chúng tôi không thể chỉ phục vụ cho mỗi Đông Cống được, còn các địa phương khác nữa chứ. Tuy nhiên, một lát sau, ông ta nhìn đồng chí Thái Phi một cái, cười nói. Đương nhiên, Bí Thư Thái đề xuất với tôi xem có thể chi một chút để ủng hộ công tác, xây dựng nhà ở tập thể của các đồng chí trong ban kỷ luật của Đông Cống hay không thì tôi còn đang suy nghĩ. Thế này đi, hôm nay tôi quyết định, nể mặt đồng chí Thái Phi, cấp 5 triệu có được không? Cảm ơn sự ủng hộ của sếp Câu đối với công tác của Ủy ban Kỷ luật Đông Cống chúng tôi. Thái Phi lập tức đứng lên nói lời cảm ơn. Hai người này một tung một hứng như vậy, rõ ràng là để gây khó khăn cho Diệp Phàm. Lam Tồn Quân thay mặt chủ tịch Diệp đề xuất thì ông không chẳng thèm nể mặt mũi, còn Thái Phi thì lại được cấp những 5 triệu. Như vậy là có ý gì? Ý của Câu Hùng Phi ở đây chính là muốn nói với Diệp Phàm và Y Cao Vân từ nay về sau thì phải thuận theo đồng chí Thái Phi. Bằng không Câu Hùng Phi này là người đầu tiên không đồng ý. Chỉ cần sở tài chính kẹp cổ hai người đứng đầu Đông Cống thì xem các người còn có thể ngóc đầu dậy được không? Ha ha, 5 triệu để xây dựng nhà ở tập thể cho Ủy ban Kỷ luật là vừa đủ rồi. Diệp Phàm thản nhiên cười nói. Đột nhiên, nói xong,
hắn liếc mắt nhìn Vương Triều một cái, nói. Đồng chí Vương Triều, nhà ở tập thể và trụ sở của Cục Công an các cậu xuống cấp cũng đã đề xuất rồi, tuy nhiên tôi bận việc xây dựng thị xã và nhà máy đường Dương Xuân, cho nên chuyện này đành gác lại. Như thế này đi, hôm nay mượn chút gió đông của giám đốc sở câu, cấp cho các cậu 8 triệu. Sáng mai đến lấy ngân phiếu. Câu Hùng Phi vừa nghe xong sắc mặt sửng sốt, sau đó trùng xuống giống như đeo cả cân chỉ vào mặt vậy. Biết là Diệp Phàm đang đánh trả mình, mày không phải có 5 triệu thôi sao, ông đây còn cấp những 8 triệu cơ. Một giám đốc sở tài chính như vậy, phân lượng có vượt qua được chủ tịch của Đông Cống này không? Ha ha, chủ tịch Diệp, đầm nhỏ thì dễ bị cạn nước. Không có nước thì về sau nhân dân Đông Cống sẽ bị chết khát mất. Lúc này, phó chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Trương Hiểu Minh đột nhiên thả ra một câu, đây đương nhiên là đang nói xỉa Diệp Phàm. Một thành phố Đông Cống nhỏ con mà cũng dám đòi đú với sở tài chính tỉnh, đây không phải tự chuốc vạ vào thân sao? Chủ tịch Diệp, tôi cũng là một người dân Đông Cống. Nếu sau này thật sự bị khát thì tôi sẽ tìm đến anh để xin đấy. Lúc này, Thái Phi cũng góp một câu. Vừa mới nhận 5 triệu mà anh còn kêu khát nước ư. Ha ha, bí thư Thái, dạ dày của anh cũng không nhỏ nhỉ. Diệp Phàm thản nhiên cười nói, liếc Thái Phi một cái, nói tiếp. Cái này, dạ dày quá lớn đôi khi cũng không tốt đâu. Lúc không đủ ăn thì sẽ nghĩ cách để kiếm cái ăn cho bằng được. Cái này, ăn nhiều thì sẽ làm trương dạ dày ra đấy. Diệp Phàm âm thầm nói Thái Phi rằng đừng nên quá tham lam thì sẽ làm tay mình bị nhúng chàm. Thái Phi nghe vậy liền cười nhạt một tiếng, nói. Dạ dày của Thái Phi tôi trước giờ vẫn rất tốt, cái gì cũng có thể tiêu hóa được. Không cần chủ tịch Diệp phải bận lòng. Hai người cứ đấu võ miệng như vậy đến mấy hiệp. Ha ha, dạ dày tốt thì cũng có lúc bị mắc ói. Đúng lúc này, Y Cao Vân liền đánh một đòn vào, đó là cười ha ha vào mặt Thái Phi, nói. Thái Phi bị hai người song kiếm hợp bích tấn công, nhất thời sắc mặt thộn ra. Ông ta không tưởng tượng được, bản thân mình vốn muốn dìm hàng kẻ ngoại lai Diệp Phàm. Hôm nay sẽ lấy hắn để lập uy, nhưng không ngờ lại mọc ra một thủ lĩnh bản địa Y Cao Vân. Đương nhiên, ông ta có chút trở tay không kịp. Bí thư Thái, lúc nào đau dạ dày cứ đến tìm tôi. Tôi có thuốc đặc trị đấy. Diệp Phàm thản nhiên cười nói. Không cần, dạ dày của tôi sẽ không sao đâu. Dạ dày tốt ăn cái gì cũng ngon. Thái Phi có chút phát hỏa, giọng nói cũng trở nên nặng hơn. Không ngờ trong tiệc rượu lại có màn kịch như vậy. Rất nhiều đồng chí đều đang hứng thú coi ba vị đầu sỏ âm thầm phân cao thấp. Buổi tối, trong nhà Y Cao Vân. Xem tình hình sáng nay, tên Thái Phi này chẳng phải kẻ tử tế gì. Lan Lập Quyền thở dài, trong mắt còn hiện lên chút u buồn. Người này có bối cảnh như thế nào? Đới Trung Cường nhìn Y Cao Vân một cái, đương nhiên hy vọng vị bí thư có quan hệ rộng trên tỉnh này có thể cung cấp được một số thông tin gì đó. Là mũi tiên phong của bí thư tỉnh ủy phó. Y Cao Vân thản nhiên hừ một tiếng, nói. Tay Thái Phi này, nghe nói khi bí thư phó đến tỉnh Tây Lâm chúng ta thì ông ta cũng lên. Trong thời gian gần một năm, từ một cán bộ cấp cục trưởng leo lên được phó chủ nhiệm văn phòng tỉnh ủy, bây giờ không ngờ còn tung hoành ở Đông Cống chúng ta. Bí thư Y, chúng ta có nên cho hắn một bài học không? Cho hắn biết rằng đây là Đông Cống, chứ không phải văn phòng tỉnh ủy mà thích làm gì cũng được. Lam Lập Quyền hừ nói. Từ tình hình sáng nay, hình như hắn đang cùng Diệp Phàm phân cao thấp. Chúng ta liệu có nên cho bọn họ đấu thêm mấy lần nữa hay không? Sau đó quan sát xem hắn nghĩ thế nào. Đới Trung Cường nhìn Y Cao Vân một cái, như đang muốn xin ý kiến vậy. Dã tâm của cậu thật lớn. Từ hình hình sáng nay, có nhiều ông lớn đến trợ uy như vậy, rõ ràng là đang khoe khoang mà. Khoe khoang cho ai xem? Tôi thấy, hắn muốn gây khó dễ cho Diệp Phàm. Phỏng chừng, mục tiêu cũng là Diệp Phàm. Diệp Phàm là một cán bộ ngoại lai. Ở tỉnh Tây Lâm chúng ta không có một chỗ dựa nào. Thái Phi đấu với cậu ta cái gì? Tôi nghi ngờ. Hắn đang dương đông kích tây để thăm dò thái độ của chúng ta mà thôi. Lan Lập Quân ánh mắt bỗng sáng lên, nói. Lấy Diệp Phàm để dương oai, về sau lập uy tín để áp chế tôi thôi. Y Cao Vân lạnh lùng nói. Hắn dám. Lan Lập Quyền đột nhiên nói lớn. Hắn có cái gì mà không dám chứ? Dựa vào cái ô là bí thư tỉnh ủy phó, tôi nghĩ,
liệu có phải mấy vị lãnh đạo trên tỉnh muốn mở ra một cuộc thi đấu ở Đông Cống này hay không? Gần đây thái độ của Chủ tịch tỉnh Trúc đối với Diệp Phàm có thể thấy, Diệp Phàm chính là điển hình mà Chủ tịch Trúc muốn xây dựng. Mà Chủ tịch Trúc nhắm Diệp Phàm thì ngay lập tức Bí thư Phó Quốc Văn liền chuyển Lôi Chí Đỉnh đi, và nhét Thái Phi vào. Nhằm tiến thêm một bước trong việc làm suy yếu lực lượng Diệp Phàm, đến Phó Chủ tịch Lam Tổn Quân cũng bị Bí thư Phó nhấc đi. Cơ hội này, là chúng ta vô ý tạo cho ông ta. Tuy nhiên, tay Quách Tắc Quân mới đến này tôi nhất thời không nhìn thấu hắn được. Người này biểu hiện rất khiêm tốn, trong buổi tiệc rượu lúc sáng cũng không nói gì. Đây là người của một vị lãnh đạo tỉnh ủy nào cài xuống cũng chẳng biết chừng. Có lẽ hắn là quân cờ bí mật mà Bí thư Phó cài xuống. Chúng ta, đương nhiên cũng chỉ là những quân cờ của lãnh đạo tỉnh ủy mà thôi. Y Cao Vân nói, sau đó đột nhiên nghiêm mặt nói tiếp. Bí thư Phó, Y Cao Vân tôi muốn cho ông ta hiểu rằng, đất Đông Cống này cũng có thổ công, không phải nơi Thái Phi có thể tùy tiện nhúng tay vào được. Cho nên, hôm nay tôi ra tay giúp Diệp Phàm một chút để đả kích thế khí của Thái Phi. Diệp Phàm không đáng để bận tâm, hiện tại Lam Tổn Quân đến nhà máy đường Dương Xuân rồi, tự nhiên y biến thành kẻ cô đơn rồi. Một chủ tịch thị xã, lại không tìm được đồng minh. Hơn nữa thị ủy lại làm ăn cá thể, rất bi thương. Tôi nghĩ, về sau thằng nhóc này sẽ cục cái đuôi lại để làm người thôi. Nếu như không thuận theo mà bám vào chúng ta sẽ khiến cho hắn bị mất hết quyền lực. Khiến cho mỗi lời nói của hắn đều chẳng có ai nghe. Đới Trung Cường đối với việc Lam Diệp liên thủ, móc mất 50 triệu của mình mà thấy xót xa trong lòng, thiếu chút nữa thì cắn răng nói. Chương 1881, toàn bộ nhìn túi tiền của Diệp Phàm. Tôi đoán rằng, về sau bộ máy của Ủy ban Nhân dân sẽ càng náo nhiệt hơn đấy. Nếu Quách Tắc Quân thực sự là một quân cờ của Bí thư Phó thì chắc chắn xuống đây là để chống lại Diệp Phàm. Diệp Phàm là đại diện của Chủ tịch Trúc, Quách Tắc Quân là đại diện của Bí thư Phó. Phó Chủ tịch thường trực thành phố và Chủ tịch thành phố phân cao thấp, như vậy tốt lắm. Ha ha, Ủy ban Nhân dân thành phố về sau có nhiều trò hay để xem rồi đây. Lan Lập Quyền vẻ mặt vui mừng khi người khác gặp họa, nói. Ừ, người đứng đầu thành ủy vẫn là đáng gờm nhất. Phiếu ổn định của chúng ta có 4, mặc dù Quách Tắc Quân là quân cờ của Bí thư Phó, nhưng y và Thái Phi liên thủ lại cũng chỉ được 2 phiếu, so với chúng ta còn kém xa. Còn về Vi Lý Quốc còn 2 phiếu, ha ha, bình thường thì cũng chỉ ngậm miệng mà thôi, nghiễm nhiên hình thành thế chân vạc. Tuy nhiên chúng ta là Ngụy Quốc, bá chủ Tào Tháo. Chủ tịch thành phố Diệp Phàm là thảm nhất, trở thành tiểu lưu bị của nước Thục. Còn Thái Phi mới đến chính là Giang Đông Tôn Quyền. Đới Trung Cường vẻ mặt hớn hở nói. Ha ha, lão đới, tôi không muốn làm Tào Tháo kiêu hùng kia đâu. Đương nhiên, ưu điểm của Tào Tháo chúng ta có thể kế thừa, còn lại thì bỏ. Y Cao Vân thản nhiên cười nói, chậm rãi nhấp một ngụm trà, thể hiện tâm trạng của lão y cũng đang rất tốt. Một tuần sau, việc thăm dò kết thúc, mà việc điều chỉnh nhân sự của nhà máy đường cũng đang bước vào quá trình sắp xếp. Bởi vì đại bộ phận đồng chí trong bộ máy Ủy ban Nhân dân thành phố đều không muốn động vào củ khoai ngứa này. Cho nên, hai người Diệp Lam liên thủ đề xuất ứng cử viên cái cấu bước đầu cũng chẳng có ai có ý kiến phản đối. Còn người thế vị trí của Lam Tồn Quân là Phó Chủ tịch Thường trực thành phố Tắc Quân thì trầm mặc, không quan tâm. Cuối tháng, Lam Tồn Quân hớn hở bước vào phòng làm việc của Diệp Phàm. Tồn Quân, xem bộ dạng hớn hở của cậu. Liệu có phải thổ địa của nhà máy đường rớt xuống rồi không? Diệp Phàm vừa bảo Lam Tồn Quân ngồi xuống, vừa cười nói. Đúng vậy, khu Đông Châu có nhà máy bia bỏ hoang có tên là Hồng Dương, mà khu Giang Viễn có nhà máy giấy đã chuyển rồi có tên là Thái Đạt. Hai nhà máy này diện tích đều khá lớn, nếu có thể hợp hai thành một, làm địa chỉ mới cho nhà máy đường Xuân Dương thì quá tốt. Hơn nữa, diện tích tuyệt đối không nhỏ hơn nhà máy cũ. Nơi này còn là nội thành nữa. Ưu thế về vị trí địa lý chắc tôi không phải nói nhiều nữa. Lam Tồn Quân cười nói. Không đơn giản như vậy đâu, trong chuyện này cậu nhất định sẽ gặp phải phiền toái đấy. Diệp Phàm liếc mắt nhìn Lam Tồn Quân một cái, cười nói. Hai, việc gì cũng không qua được con mắt thần của anh. Lam Tồn Quân thở dài. Nói nghe một chút xem nào, có thể giải quyết được thì nhanh chóng giải phóng mặt bằng, chuyện chuyển nhà máy đường không thể kéo dài được nữa. Chuyện này tôi đã nói với Chủ tịch tỉnh Trúc rồi. Phỏng chừng,
với tính cách của Chủ tịch Trúc thì chắc chắn sẽ chú ý chúng ta. Hai chúng ta ấy mà, là hai kẻ đáng thương trên con thuyền nhà máy đường này. Diệp Phàm nói, nhà máy bia Hồng Dương 7-8 năm trước vẫn còn rất nhộn nhịp, người dân Đông Cống ai cũng thích uống bia Hồng Dương. Tuy nhiên sau khi xảy ra một chuyện, đó là phát hiện một tử thi trong bể chứa của nhà máy. Thông tin này truyền ra ngoài, ai còn dám uống bia Hồng Dương nữa. Về sau liền sụp đổ như vậy, mà công nhân cũng đều tan rã hết, chỉ có điều nhà máy nhất thời chưa bán đi được, ở Đông Cống chúng ta chẳng có mấy doanh nghiệp phát triển thực sự. Còn nhà máy giấy Thái Đạt thì trước kia cũng không đến nỗi nào. Tuy nhiên sau khi nội thành được mở rộng nơi đây nghiễm nhiên thuộc nội thành, ô nhiễm của nhà máy trở nên vô cùng nghiêm trọng, buổi tối còn thải ra loại khí độc vô cùng hôi thối. Cho nên cuối cùng bị buộc chuyển đi chỗ khác, tuy nhiên, nhà xưởng này đến bây giờ vẫn chưa có ai chịu xử lý triệt để. Nguyên nhân nghe nói nhiều lắm, nhà đất gì gì đó. Tuy nhiên, qua tìm hiểu tôi phát hiện nguyên nhân thật sự không phải thế, mà là nằm ở lãnh đạo quận ủy của hai quận này. Lam Tồn Quân nói, cái này thì đúng là lạ thật, chẳng lẽ hai bí thư quận ủy Thái Tín Tắc và Tào Ngũ Huy không chịu xử lý cái u nhọt này đi hay sao? Tại sao chứ? Diệp Phàm hỏi. Hai nhà máy đều rất kỳ lạ, vô cùng trùng hợp. Hai xưởng này đều nằm ở địa bàn giao giới giữa quận Giang Viễn và Đông Châu. Phỏng chừng thế hệ trước chưa nhận thức được điều này, về sau khi phân khu lại xảy ra vấn đề như vậy. Quận Giang Viễn nói nhà máy này thuộc về bọn họ, còn quận Đông Châu nói nhà máy này nằm ở địa bàn của mình. Dù sao đều là vì tiền cả, cứ rằng co mãi như vậy, chẳng ai chịu nhường ai, cuối cùng giải quyết không dứt điểm nên cũng chẳng lấy được tiền. Còn những người muốn mua thì thấy tranh chấp như vậy nên cũng chùn bước. Lam Tồn Quân nhíu mày nói. Triệu tập lãnh đạo của hai quận lại để cùng nhau thỏa thuận, không phải sẽ giải quyết được hay sao? Diệp Phàm nói. Đại ca, tôi bây giờ không còn là phó chủ tịch thường trực của Đông Cống nữa rồi. Tôi có quyền gì mà triệu tập chứ? Người ta thèm đếm xỉa tới tôi mới là chuyện lạ đấy. Lam Tồn Quân vẻ mất mát nói. Ha ha, tôi lại quên mất cái này. Tuy nhiên, Tồn Quân, tôi nghĩ vẫn nên tìm cách để nhét cậu vào bộ máy Ủy ban Nhân dân thành phố. Nếu trên tỉnh đã coi trọng nhà máy đường Dương Xuân như vậy, mà cậu còn là cán bộ cấp giám đốc sở, nhà máy đường Dương Xuân lại thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố thì hoàn toàn có lý do. Diệp Phàm nói. Cái này, phỏng chừng có chút khó khăn. Lam Tồn Quân lắc đầu nói. Không có gì, tôi thử xem sao. Tuy nhiên, việc phối hợp phải nắm chắc. Bây giờ tôi gọi Thái Tín Tắc và Tào Ngũ Huy lại hỏi xem sao. Diệp Phàm nói xong, lập tức gọi thư ký Đông Thanh vào, bảo anh ta đi thông báo một chút. Đông Thanh đi thông báo, một giờ sau bí thư quận ủy Giang Viễn và Đông Châu là Thái Tín Tắc và Tào Ngũ Huy đều dẫn những người có liên quan đến phòng họp nhỏ của Ủy ban Nhân dân thành phố. Hôm nay triệu tập các đồng chí đến đây, chính là muốn xử lý chuyện nhà máy bia Hồng Dương và nhà máy giấy Thái Đạt. Nếu cứ để hai nhà máy này cái thì đóng cửa, cái thì chuyển đi thì cái xưởng cũng đáng tiếc lắm. Liệu có nên biến chúng thành tiền rồi giải quyết dứt điểm đi không? Thứ nhất có thể giảm bớt gánh nặng cho các đồng chí, thứ hai cũng có thể trợ cấp một chút cho cán bộ công nhân viên của nhà máy, có đúng không? Diệp Phàm nhìn hai người một cái, nói. Chủ tịch Diệp, có phải có ai đó muốn mua hai nhà máy này không? Thái Tín Tắc và Tào Ngũ Huy không ngờ cùng lúc hỏi. Xem ra hai đồng chí này cũng đều rất nhạy cảm. Chuyện này để cho giám đốc nhà máy Lam nói với các đồng chí đi. Diệp Phàm ra hiệu cho Lam Tồn Quân nói. Là như thế này, nhà máy đường Dương Xuân chúng tôi muốn mở một phân xưởng trong nội thành. Cảm thấy địa điểm của hai nhà máy bia Hồng Dương và nhà máy giấy Thái Đạt đều phù hợp yêu cầu của chúng tôi. Lam Tồn Quân đương nhiên nói rất khéo, bởi nếu để hai người này ngửi thấy mùi gì đó mà đòi giá cao thì phiền phức to. Mở phân xưởng thì chỉ cần một nhà máy cũ là được rồi, cần gì phải cần những hai nhà máy chứ? Tào Ngũ Huy nhìn Lam Tồn Quân một cái, hỏi. Xem ra ông ta đã ngửi thấy mùi gì đó rồi. Có lẽ khoản tiền 19 triệu của nhà máy đường Dương Xuân đã kích thích hai vị bí thư này, cho nên muốn nhân cơ hội để kiếm chắc một chút. Đúng vậy, diện tích của nhà máy bia Hồng Dương và nhà máy giấy Thái Đạt đều không nhỏ. Thái Tín Tắc cũng nói một câu, nhìn chằm chằm vào Lam Tồn Quân. Dù sao, tất cả cũng là vì việc mở rộng quy mô của nhà máy đường Dương Xuân sau này thôi. Tạm thời thì một nhà máy là được rồi,
nhưng sau này khi nhà máy Dương Xuân phát triển rồi thì e một nhà máy sẽ không đủ. Cho nên muốn làm một thể ngay từ bây giờ, để sau này đỡ phiền phức. Hơn nữa, đối với việc phát triển nhà máy đường Dương Xuân này thì Chủ tịch Diệp rất tâm huyết, muốn lớn mạnh nữa thì phải mở rộng ra bên ngoài. Mà nhà máy đường Dương Xuân là doanh nghiệp trực thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố, nói ra thì cũng là một thí điểm của toàn thành phố. Các đồng chí trong bộ máy Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đều rất coi trọng. Chủ tịch tỉnh Trúc cũng rất quan tâm đến sự phát triển của nhà máy đường. Nếu như nhà máy không phát triển được thì phải chịu đánh đòn thôi. Lam Tồn Quân liếc mắt nhìn hai người này, nói. Gã tự nhiên cũng rất giảo hoạt, chẳng những đem Diệp Phàm ra áp chế hai người bọn họ, mà đến cả Chủ tịch tỉnh Trúc cũng bị gã lôi vào. Tuy nhiên, chỉ một mình lời nói của Lam Tồn Quân cũng chẳng có mấy sức uy hiếp. Thái Tín Tắc liếc mắt nhìn Tào Ngũ Huy một cái, nói. Nếu thành phố đã lấy nhà máy đường Dương Xuân làm thí điểm thì chắc cũng được đầu tư trọng điểm có đúng không? Lam Tồn Quân vừa nghe đã biết Thái Tín Tắc muốn lấy cái nọ để moi cái kia, nên bèn nói. Vốn là nên như thế, chỉ có điều nhà máy đường Dương Xuân còn nợ những vài trăm triệu, điều này chắc hai vị bí thư cũng biết rồi. Cho nên trên thành phố chúng tôi ủng hộ tài chính cũng chỉ có hạn thôi. Nói thực. Tuy rằng từ tỉnh cho đến các cấp ban ngành ủng hộ nhà máy Dương Xuân cũng đến 20 triệu thật đấy, nhưng nếu đem khoản tiền này đổ vào nhà máy Dương Xuân thì chẳng thấm vào đâu so với số nợ. Ha ha, vấn đề của nhà máy đường Dương Xuân ai cũng hiểu, cái này, không cần giám đốc Lam nói chúng tôi cũng rõ cả. Tuy nhiên, ít nhất các anh còn có 19 triệu, còn nhà máy giấy Thái Đạt chúng tôi hay nhà máy bia Hồng Dương chỗ ông Tào đây tuy nói chuyển đấy, đóng cửa đấy. Nhưng hàng loạt những vấn đề đằng sau vẫn chưa được giải quyết. Nói như nhà máy Thái Đạt chúng tôi chẳng hạn, mới đầu là vì vấn đề ô nhiễm nên bị buộc phải di rời. Giám đốc Lam chắc cũng rõ điều này. Như vậy việc di rời một nhà máy thì có khác gì việc đầu tư lại. Lúc trước Thái Đạt bị người ta tố cáo, gây hoang mang, mọi người đều nói nhà máy sắp đóng cửa rồi, làm chi mấy trăm cán bộ công nhân viên ùn ùn nghỉ việc. Để trấn an những công nhân này, trong điều kiện nhà máy giấy không có tiền, quận Giang Viễn chúng tôi đành phải rút ra 40 triệu cho bọn họ. Cho đến bây giờ số tiền này vẫn chưa trả cho chúng tôi. Có biện pháp gì được chứ, Thái Đạt thuộc quận Giang Viễn chúng tôi, không thể đứng nhìn nhà máy bị đóng cửa được. Về sau, lãnh đạo nhà máy giấy suy nghĩ đến tình hình thực tế của quận Giang Viễn, khoản tiền 40 triệu này cũng không phải là nhỏ. Cho nên liền đem khu xưởng cũ chuyển giao ho quận Giang Viễn chúng tôi để thế chấp khoản tiền 40 triệu kia. Hơn nữa, lúc ký có hợp đồng rõ ràng. Cho nên, khu xưởng cũ của Thái Đạt là thuộc về Ủy ban Nhân dân quận Giang Viễn chúng tôi. Vài năm trôi qua, so với 40 triệu bây giờ thì 40 triệu năm đó còn giá trị hơn nhiều. Nếu tính lãi thì riêng tiền lãi cũng phải đến 5.000. Thái Tín Tắc ca bài ca kêu khổ dài lê thê. Trên thực tế, thằng ngốc cũng có thể nghe ra. Chương 1882, chuyện lớn phát sinh. Nếu buộc phải di rời khu nhà xưởng Hạ Nguyên Thái Đạt thì phải xuất ra độ hơn 50 triệu. Cái này, tự nhiên là công phu sư tử ngoạm mới làm nổi. Tính theo giá cả lúc này ở thành phố Đông Cống thì chỗ đất đó cũng đáng giá không đáng 50 triệu. Thái Tín Tắc đem toàn bộ chuyện giải quyết nhà máy gói gọn trong khu nhà xưởng cũ kỹ này. Tình hình bên chúng tôi cũng không khác lão Thái là mấy, lúc trước nhà máy bia Hồng Dương phá sản thì nhà xưởng không còn ai thèm ngó ngàng tới, tóm lại vẫn là Ủy ban Nhân dân quận Đông Châu chúng ta phung phí coi tiền như rác. Rốt cuộc thì cũng chịu vứt 40 triệu xuống dưới, còn nhà máy rượu lâu năm kia thì vẫn không bán nổi, vậy là số tiền hơn 40 triệu này cũng thất thoát toàn bộ. Tuy nhiên, lúc ấy cũng có ký kết hợp đồng, tiền bán nhà máy rượu phải trả cho Ủy ban Nhân dân quận chúng ta trước hết. Hơn nữa, còn phải cộng dồn khoản lợi tức mấy năm qua, tuyệt đối là không dưới 50 triệu. Bởi vì, chuyện bên đó đã được giải quyết, mặt bằng của nhà máy rượu lâu năm này trên thực tế là thuộc về Ủy ban Nhân dân quận Đông Châu. Năm trước vừa mới làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giám đốc Lam, mời anh xem qua. Tào Ngũ Huy càng chu đáo hết sức, lập tức mang sổ hồng ra ngay, quả thật là đã có chuẩn bị trước. Lam Tồn Quân sắc mặt thiếu chút nữa là sám ngắt, nếu quả đúng như bọn họ vừa nói thì quả không được đập vào đó hơn 100 triệu. Vậy nhà máy đường Dương Xuân còn muốn phát triển cái giám à? Bí thư Thái, bí thư Tào, hai xưởng mỗi cái hơn 50 triệu,
nhà máy đường Dương Xuân chúng ta căn bản là chịu đựng không nổi đâu. Tình hình cụ thể của chúng ta hai người là rõ nhất. Hơn nữa, phân xưởng của nhà máy đường Dương Xuân chẳng phải được xây dựng ở hai quận do các anh quản lý hay sao, lợi nhuận kiếm được có khi các anh cũng được phần nào chứ. Những chuyện khác không cần nói vội, chính là số lượng nhân khẩu nhân lực sẽ gia tăng. Ủy ban nhân dân thành phố không phải đang muốn mở rộng nội thành về phía nam sao, tin rằng Chủ tịch Diệp cũng sẽ giao nhiệm vụ kiến thiết đô thị nhất định cho hai quận các anh. Một khi phân xưởng của nhà máy đường Dương Xuân được thành lập, vô hình chung chẳng phải là đã giải quyết cho các anh một số vấn đề sao? Lam Tồn Quân trong nháy mắt đã khôi phục bình tĩnh, lúc này tuyệt đối không thể tự loạn trận tuyến để hai lão già này kìm kẹp được. Ha ha ha, không phải vẫn còn một khoản trăm triệu đó thôi, thì là cả hai phân xưởng chỗ chúng tôi các anh đều chuyển hết thì cùng lắm cũng là trăm triệu gì đó chứ mấy. Chúng tôi lại ưu đãi thêm một chút, bí thư đảng ủy nhà máy đường Dương Xuân lại là Chủ tịch Diệp thì nói thật là con số lẻ chúng tôi cũng chẳng màng. Thái Tín Tắc nói chuyện có vẻ tương đối rộng rãi, Tào Ngũ Huy bên cạnh đã sớm gật đầu phụ họa. Ừ, con số lẻ thì ít nhất cũng có 3-4 triệu, cứ coi như là hai quận chúng tôi ủng hộ công tác của Ủy ban Nhân dân thành phố đi. Đều là vì nhân dân phục vụ, chúng ta cũng có thể góp phần khí lực có phải không nào? Diệp Phàm trong nháy mắt liền hiểu rõ, cảm thấy vừa rồi Bảo Đông Thanh thông báo cho bọn họ người phụ trách hai phân xưởng thì họ đã liên hợp lại bàn thảo kỹ lắm, chính là muốn thật nhiều tiền. Mà đối tượng để đòi tiền tự nhiên là Ủy ban Nhân dân thành phố chứ ai. Tuy nhiên, Diệp Phàm sớm đã tính đến sẽ xuất hiện loại tình huống này. Hắn thản nhiên quét ánh nhìn qua hai người rồi nói. Cho các anh 100 triệu đã được chưa? Vừa nghe Diệp Phàm nói như thế, Thái Tín Tắc và Tào Ngũ Huy hai vị đồng chí có hơi sửng sốt, sau đó trên mặt không ngờ cũng không có biểu hiện vui vẻ gì mà lại nghiêm nghị nhìn Diệp Phàm. Bọn họ hiểu được. Tiền của chủ tịch thành phố không phải dễ lấy như vậy. Hơn nữa là trong hoàn cảnh khó khăn hiện nay, chủ tịch Diệp khẳng định sẽ còn có từ nhưng ở đây cho mà xem. Quả nhiên không sai. Diệp Phàm tiếp tục. Dựa vào hiện trạng của nhà máy đường Dương Xuân, mà trên Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ tịch Trúc lại chăm chú nóng lòng muốn có được kết quả ngay. Ông yêu cầu chúng ta phải phát triển nhanh hơn, mau chóng giải quyết những khó khăn cho nhà máy đường Dương Xuân. Cho nên, Ủy ban Nhân dân thành phố quyết định dồn càng nhiều lực lượng nòng cốt vào công cuộc phát triển khai thác nhà máy đường Dương Xuân. Bởi vậy, nhà máy đường Dương Xuân đã nhắm hai khu nhà xưởng của nhà máy bia Hồng Dương và nhà máy giấy Thái Đạt Nguyên. Mà cả hai nhà máy này đều vốn thuộc quyền quản lý của hai quận các anh. Mà hiện tại quyền sử dụng đất đều ở trong tay hai Ủy ban Nhân dân quận các anh thì càng dễ bề làm việc chứ sao. Diệp Phàm nói đến đây, giống như miệng hơi khô mà cố ý tạm dừng một chút. Phát hiện Tào Ngũ Huy và Thái Tín Tắc đều bình tĩnh chờ mình nói tiếp. Tuy nhiên, Diệp Phàm khi gặp việc hệ trọng vẫn không chút hoang mang mà lại vẫn tự nhiên thưởng thức một ngụm trà. Ước chừng đã hơn 10 phút trôi qua, hiện trường vẫn im ắng như cũ. Tào Ngũ Huy rốt cục không kìm nổi, cất tiếng hỏi. Không biết Ủy ban Nhân dân thành phố quyết định sao đây? Ha ha ha, Ủy ban Nhân dân thành phố quyết định là cả hai bí thư quận ủy cũng sẽ được sắp xếp vào đội ngũ quản lý nhà máy đường Dương Xuân. Kiêm nhiệm chức tổ phó. Cho nên, sự nghiệp phát triển của nhà máy đường Dương Xuân cũng có quan hệ nhất định đến hai người đấy. Nếu nhà máy đường không phát triển đi lên thì tin rằng Chủ tịch Trúc sẽ là người đầu tiên nện cho Diệp Phàm này một chân. Sau đó thì cũng chẳng mấy chốc sẽ đến lượt Giám đốc Lam, sau nữa thì các tổ trưởng tổ phó chẳng lẽ lại không đếm xỉa đến. Diệp Phàm quả thật thâm độc, chỉ mấy lời vừa rồi đã lập tức trói hai lão già này lên chung một chiếc thuyền. Tự nhiên là sắc mặt Thái Tín Tắc và Tào Ngũ Huy trong nháy mắt đã thay đổi như trong chóng. Tào Ngũ Huy khá kích động một chút, lỡ lời. Thế sao được? Sao lại không được? Diệp Phàm lạnh lùng hỏi vặn lại. Tôi chủ trì một quận Đông Châu thôi đã quá sức rồi. Để hoàn thành nhiệm vụ kiến thiết nội thành mà Chủ tịch Diệp lần trước giao phó, tôi đã dồn toàn bộ tâm sức. Giờ lại bảo tôi gia nhập đội ngũ quản lý nhà máy đường Dương Xuân thì còn bận bịu đến nước nào nữa đây? Dù sao, tôi cũng là người chứ đâu phải thần thánh gì, đúng không Chủ tịch Diệp? Tào Ngũ Huy đã lớn tiếng hơn rất nhiều. Anh bận hơn hay Chủ tịch Diệp bận hơn? Lúc này, Lam Tồn Quân lạnh lùng chốt hạ một câu. Cái này, đương nhiên là Chủ tịch Diệp trăm công nghìn việc rồi. Thái Tín Tắc và Tào Ngũ Huy không thể không gật gật đầu. Vậy không phải đã rõ mười mươi hay sao,
người trăm công nghìn việc như chủ tịch Diệp đây mà vẫn cầm trịch công tác nhà máy đường, vốn dĩ là người của Ủy ban Nhân dân thành phố giờ lại kiêm nhiệm thêm bí thư đảng ủy lẫn chủ tịch hội đồng quản trị bên đội ngũ quản lý nhà máy đường. Chẳng lẽ các anh chủ trì một quận nay chỉ tái kiêm nhiệm một chức tổ phó liền kêu là làm không nôi? Nếu quả đúng như vậy, mặc dù là Lam Tồn Quân tôi đã hết vai trò ở Ủy ban Nhân dân thành phố nhưng nên chăng vẫn có thể đề nghị thành ủy suy xét một chút vấn đề công tác của hai anh. Lam Tồn Quân nghiêm trang giáo huấn hai người kia. Ha ha ha, giám đốc Lam, tôi tin tưởng hai vị đồng chí đây đều là đảng viên, tính giác ngộ của họ là rất đáng khâm phục. Tất cả đều là vì nhân dân phục vụ mà thôi, mặc dù là có mệt mỏi đôi chút thì cũng là vì nhân dân mà cố gắng. Diệp Phàm và Lam Tồn Quân lại cùng hợp sướng kẻ tung người hứng, đấm xoa rất nhịp nhàng. Gặp lúc Thái Tín Tắc và Tào Ngũ Huy hai vị đồng chí vẫn còn đang do dự, hai người liền trao đổi bằng ánh mắt rằng sẽ cho bọn họ ước chừng 5 phút đồng hồ suy xét, thế nhưng phát hiện hai người này vẫn còn do dự, Diệp Phàm rất tức giận, đột nhiên đập bàn quát. Nếu quả thật làm không được tôi sẽ trực tiếp đề nghị Chủ tịch Trúc là một số đồng chí không thèm để tâm đến mấy ngàn người của nhà máy đường còn phát triển đi lên thế nào nữa. Thái Tín Tắc và Tào Ngũ Huy hai người sắc mặt đã tái nhợt từ lúc nào rồi liếc nhìn nhau mà bất đắc dĩ nói. Chúng tôi xin phục tùng quyết định của tổ chức, tuy nhiên, về phần hai phân xưởng nhà máy này hy vọng nhà máy đường có thể xét suy xét đến tình hình thực tế hai quận chúng tôi, dù sao cũng nên cấp cho chút bồi thường có phải hay không. Chuyện đó là đương nhiên, cứ như vậy đi, giảm một nửa. Cấp cho mỗi quận 20 triệu. Diệp Phàm thuận thế quyết luôn, trông qua thì thấy hai vị đồng chí tuy nói là gật đầu nhưng sắc mặt lại rất khó coi, hắn lại bồi thêm. Kỳ thực, nếu có được chút công tích thì nhất định sẽ được lãnh đạo để mắt đến đấy. Vâng vâng, chúng tôi hiểu ạ. Thái Tín Tắc đáp. Các anh xem, phó giám đốc nhà máy là cán bộ cấp phó giám đốc sở cơ đấy, hiện tại hình như còn thiếu vài ghế phó. Hai vị đồng chí, cố lên nhé. Diệp Phàm giơ tay vỗ vai hai người. Cũng chẳng khác gì hắn vừa mời người ta một cái bánh treo trên trời xa tít tắp vậy. Nếu Chủ tịch Diệp đã chủ trì công tác nhà máy đường thì theo tôi thấy cũng chả cần đến 20 triệu. Cứ cấp 10 triệu đi vậy, coi như là quận Giang Viễn chúng tôi cống hiến chia sẻ cùng Ủy ban Nhân dân thành phố. Thái Tín Tắc vừa thấy có hy vọng thăng quan tiên chức liền nhanh chóng quyết đoán nhả ra 10 triệu. Tôi cũng lấy 10 triệu. Tào Ngũ Huy vừa thấy thế. Trong lòng thầm mắng thằng chó tiểu thái tử rồi cũng khẩn trương mồm miệng mà tỏ thái độ. Dưới sự mai mối dạm hỏi của Diệp Phàm, nhà máy đường Dương Xuân chính thức quyết định mở phân xưởng. Lam Tồn Quân lại tăng ca làm thêm giờ ở công trường, lập tức mời người làm thiết kế quy hoạch cho khu nhà xưởng mới, tiến hành đồng thời với việc giải phóng mặt bằng ở nhà máy cũ. Chớp mắt đã lại 7-8 ngày trôi qua. Vương Triều đã gọi điện thoại tới, báo cáo là tập đoàn Vinh Quang đã xảy ra chuyện. Chuyện gì, cậu nói cụ thể chút xem nào. Diệp Phàm sốt sắng hỏi. Giám đốc tài chính của tập đoàn Vinh Quang của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Cam tên là Cam Anh Anh đã mất tích liếp mấy ngày, sau lại nghe đồn là Cam Anh Anh đã cuỗm tiền chạy trốn. Nghe nói là đã cuỗm đi vài trăm triệu, tin tức này vừa truyền đi, lập tức khiến cho thị dân Đông Cống khủng hoảng. Bởi vì, có rất nhiều các ông chủ lớn nhỏ đều có cho tập đoàn Vinh Quang vay tiền. Vương Triều báo cáo. Cho Vinh Quang vay tiền, khẳng định là có ưu đãi không ít thì người ta mới bằng lòng cho mượn chứ. Diệp Phàm nghi hoặc. Hôm nay có vài khách hàng lớn của Vinh Quang đã đến cục công an báo án. Bọn họ mỗi người cho Vinh Quang mượn cũng không dưới 50 triệu. Đương nhiên, lúc trước khi vay tiền Cam Vũ Thuần cũng có đáp ứng cho bọn họ 4% lợi tức. Với món lãi cách xù như thế thì chỉ cần trong tay có tiền thử hỏi ai mà ngó lơ nổi. Thấy lợi mờ mắt. Diệp Phàm thở dài, nhíu mày mà rằng. Hiện tại tình hình những người cho vay tiền thế nào? Vương Triều, cậu khẩn trương phái người đi điều tra vụ án, bắt lại đối tượng. Bằng không, tôi lo là nếu đúng như đồn đại mà bị Cam Anh Anh cuỗm đi dù chỉ là vài trăm triệu nhưng lại là tiền mặt, phỏng chừng tập đoàn Vinh Quang sẽ không chịu nổi sự thúc giục từ các hộ cho vay tiền mà phá sản. Một tập đoàn cỡ bự như thế mà đổ thì vấn đề không nhỏ chút nào đâu. Hầu như ai cũng hiểu, cho nên... Tôi cũng gấp rút đến độ không thể nhanh hơn rồi. Thật sự để tình hình phát triển đến như hôm nay cũng đã gây cho đại ca anh không ít phiền toái. Nghe nói các hộ cho Vinh Quang vay tiền khá là nhiều, có trường hợp là mấy chục ngàn người cùng hợp tác hùn vốn cho Vinh Quang. Chuyện này ảnh hưởng đến tài sản của mấy ngàn thị dân Đông Cống chứ chẳng chơi.
Đến lúc đó Vinh Quang mà đổ một cái, tôi sợ là thị dân Đông Cống sẽ khủng hoảng, Ủy ban Nhân dân thành phố không thể không ra mặt mà chùi đít hộ, về điểm này thì tiềm lực tài chính của chúng ta có lẽ chưa thể chống chọi với sức ép kiểu đó. Vương Triều tỏ ra lo lắng thật sự. Đúng rồi, khoản tiền mà nhà máy đường Dương Xuân cho Vinh Quang mượn nếu không thu về được thì sao? Vậy chuyện phát triển nhà máy đường Dương Xuân cũng sẽ vỡ tan như một giấc mộng đẹp mà thôi. Hệ lụy liên đới sẽ là nhà máy đường Dương Xuân có nguy cơ đóng cửa. Diệp Phàm ngẫm nghĩ một chút rồi khẩn trương giao phó cho thư ký Đông Thanh gọi Lam Tồn Quân đang chỉ đạo ở công trường nhà máy trở về. Sau khi nghe xong chuyện này, Lam Tồn Quân lập tức mặt liền đen thùi như đưa đám, đoạn bảo. Chẳng lẽ trời muốn hại Lam Tồn Quân này, Chủ tịch Diệp, nếu thật sự phát sinh chuyện như thế, cả hai chúng ta sẽ đều bị chôn vùi sự nghiệp trong vũng bùn Dương Xuân này, vĩnh viễn không thoát ra được. Cho dù là có đem toàn bộ 190 triệu này đập vào nhà máy đường Dương Xuân cũng sẽ chẳng thấy tăm hơi. Ôi, kế hoạch nhà máy mới của chúng ta. Hàng loạt quy hoạch triển vọng đều sẽ tan tành như bọt nước. Nghiêm trọng hơn chính là nhà máy đường Dương Xuân không thể rời đến thành phố, kế đó cũng sẽ tác động thật lớn đến kế hoạch mở rộng về phía nam của Đông Cống ta. Tất cả những việc này đều sâu chuỗi mật thiết với nhau. Chủ tịch thành phố, chúng ta có nên đợi lát nữa? Lập tức đem hợp đồng đi tìm Cam Vũ Thuần, ít nhất cũng là được nhiêu hay đó. Chương 1883, Liên Hoàn Kế. Chỉ có thể như thế, Tồn Quân, cậu hãy thay mặt Ủy ban Nhân dân thành phố lập tức đi Vinh Quang một chuyến. Tuy nhiên, phải âm thầm mà đi đòi tiền, không cần làm rõ ràng quá. Chúng ta là chủ nợ lớn với vài trăm triệu, nếu truyền ra ngoài là Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đi đòi tiền thì những người cho vay tiền sẽ nổi điên lên mất. Diệp Phàm thận trọng giải thích xong, Lam Tồn Quân liền vội vã chạy đi. Tuy nhiên vội vàng là vậy rồi mà vẫn sôi hỏng bỏng không, Cam Vũ Thuần phỏng chừng đã nghe được phong thanh gì đó nên cũng trốn đi, căn bản là không tìm thấy người đâu cả. Mà trụ sở tập đoàn Vinh Quang giờ phút này cũng đã chen chúc hơn cả ngàn người, đều là cầm giấy vay nợ sống chết đến đòi tiền. Có người thậm chí còn hôn mê bất tỉnh tại chỗ, tiếng than thở khóc lóc ầm ĩ cả lên. Mà cả những nhân vật chủ yếu như Tổng Giám Đốc, Phó Tổng Giám Đốc Vinh Quang cũng tuyệt không thấy bóng, làm cho người ta có cảm giác hình như là tập thể bộ máy lãnh đạo tập đoàn Vinh Quang đã cùng nhau cuống tiền chạy trốn. Làm sao bây giờ hả anh Diệp? Sau khi trở lại Ủy ban Nhân dân thành phố, Lam Tồn Quân vẻ mặt ngưng trọng chua xót nhìn Diệp Phàm. Vương Triều đang đi tìm người. Diệp Phàm đáp rồi đỡ Lam Tồn Quân ngồi xuống. Ngày thường không hút thuốc lá nhưng Lam Tồn Quân giờ phút này phỏng chừng là có cái cớ để mà phát điên rồi, bỗng đâu cũng rút một điếu thuốc trên bàn ra châm lửa. Trước tiên hãy dừng tất cả hoạt động đang tiến hành của nhà máy lại. Diệp Phàm vẫn cố bình tĩnh. Trước mắt chỉ có thể làm vậy, bằng không, bên này cứ đầu tư tiền của vào, bên kia Vinh Quang lại không đem tiền đến. Chúng ta căn bản là không có khả năng tái kiến thiết một nhà máy mới. Lam Tồn Quân nói rồi lấy điện thoại ra cho chỉ thị. Không lâu, công trường xây dựng vốn huyên náo bỗng lập tức trở nên vô cùng vắng vẻ. 3 tiếng sau đó, Vương Triều gọi điện thoại đến, nói là đã tìm được Cam Vũ Thuần rồi. Diệp Phàm cùng Lam Tồn Quân vừa nghe vậy thì vội vàng chạy ngay qua đó. Tại ngôi nhà khá kín đáo một vị bằng hữu thì được diện kiến Cam Vũ Thuần, danh nhân ngày nào của thành phố Đông Cống. Tuy nhiên, giờ phút này cô có vẻ có chút gì đó chật vật. Tóc tai toàn bộ xóa xuống che hết cả mặt mũi. Hơn nữa, sắc mặt lại tiêu tủy, nét nhẹ nhàng thanh tao, có khi hơi có vẻ dụ dỗ của nụ cười đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó chính là vẻ mặt ưu sầu của kẻ thất thế. Chủ tịch Diệp, để anh chê cười rồi. Cam Vũ Thuần vẫn khá bình tĩnh chào hỏi, trên mặt lộ vẻ chua xót trong nụ cười xã giao. Sao lại chê cười cô được chứ, rốt cuộc là sao lại thế này? Cô cứ mau đem tình hình thực tế nói ra. Chúng tôi tới là để giải quyết vấn đề, cũng không phải tới ép trả nợ. Diệp Phàm nói vậy thật ra lại khiến Cam Vũ Thuần hơi sửng sốt. Cô liếc nhìn Diệp Phàm một cái mà đôi mắt đã hơi ửng đỏ, nghẹn ngào. Tôi biết nhà máy đường các anh rất khó khăn, đến mức sắp phải đóng cửa. Tuy nhiên, lần trước Lý Khê Mãn có đáp ứng đem mấy trăm triệu vốn cho chúng tôi mượn chuyển giao lại cho công ty bảo hiểm Huệ Cảnh vay lại. Trong hợp đồng chuyển giao số nợ đám người Lý Khê Mãn đã ký tên hết. Lợi tức đương nhiên cũng tăng lên, với chúng tôi là 4 phần thì với họ là 8%. Không chỉ là 430 triệu đó, đó là khoản tiền các cô mượn đi 5 năm trước.
tính cả gốc lẫn lãi thì bên cô phải trả cho nhà máy đường Dương Xuân chúng tôi đến gần 800-900 triệu. Mấy năm sau đó, các cô vẫn chưa thanh toán cho chúng tôi một xu lẻ nào. Nếu tính số tiền lúc cho công ty Huệ Cảnh mượn thì phải đến gần 1 tỷ chứ không phải chỉ 430 triệu đâu. Mặc dù đang vào lúc này nhưng Lam Tồn Quân cũng không quên mang bản tính ra. Bây giờ nói thế cũng phỏng có ích gì, chúng tôi cũng đang thúc giục công ty bảo hiểm Huệ Cảnh hoàn tiền đây. Tuy nhiên, tôi cũng muốn nói một câu có thể sẽ khiến các anh thổ huyết đấy. Cam Vũ Thuần nói đến đây tạm dừng một chút, nhìn Diệp Phàm và Lam Tồn Quân một cái. Không phải là bọn họ cũng trốn rồi đấy chứ? Lam Tồn Quân trong lòng hơi hoảng loạn, vội vã hỏi. Về phần Diệp Phàm thì cũng chỉ đỡ hơn đôi chút. Đúng vậy, người phụ trách bộ phận đòi nợ của chúng tôi hôm qua đã mang người qua bên bảo hiểm Huệ Cảnh, phát hiện đã người không nhà chống tự lúc nào. Đầy mặt đất đều chỉ là giấy vụn, hiển nhiên bọn họ hỏi mượn tập đoàn Vinh Quang chúng tôi hơn tỷ bạc căn bản cũng chỉ là lừa đảo. Lúc này, một người đàn ông trung niên bên cạnh Cam Vũ Thuần giận dữ cho hay. Sao các người lại ngu vậy hả trời, hơn tỷ bạc mà có thể cho vay dễ dãi vậy sao? Chẳng lẽ sẽ không có đồ thế chấp gì đó sao? Thật là ngu xuẩn. Lam Tồn Quân rốt cuộc không kìm nổi mà chửi cha rủa mẹ loạn cả lên. Có thế chấp, là cao ốc Cảnh Lâm trên tỉnh thành. Lúc trước chủ tịch Cam cũng là căn cứ vào tòa nhà đó mới cho bọn họ mượn tiền. Hơn nữa, bảo hiểm Huệ Cảnh và tập đoàn Vinh Quang chúng tôi đã có bao nhiêu năm hợp tác cùng nhau. Bọn họ biểu hiện xưa nay vẫn tốt lắm, đều trả lợi tức đầy đủ cho chúng tôi theo hợp đồng. Bao năm rồi mà chưa hề có một lần lỡ hẹn. Tuy vậy, mấy năm trước đó chúng tôi vẫn có chút lo lắng nghi ngại, cho nên số tiền cho mượn cũng không nhiều. Chỉ có lần này bọn họ dùng cao ốc Cảnh Lâm làm thế chấp cho nên chúng tôi mới dám cho vay tiền tỷ. Người đàn ông trung niên tiếp tục giải thích. Cao ốc Cảnh Lâm mà trị giá đến cả tỷ sao? Diệp Phàm nhìn người nọ hừ lạnh một tiếng. Không đáng tầm đó, tuy nhiên, cao ốc Cảnh Lâm không riêng gì một tòa lầu, nó còn bao gồm cả tiểu khu hoa viên Cảnh Lâm cạnh đó nữa. Hơn nữa, lúc trước chúng tôi có mời cơ quan thẩm định tài sản chính thức đánh giá thì giá trị tài sản của bên Huệ Cảnh thế chấp cho chúng tôi, bao gồm cả nhà và đất tuyệt đối không dưới 1 tỷ 2. Bằng không, chúng tôi sao có thể đem tiền giao cho bọn họ? Người trung niên lại khẳng định. Vậy các người khẩn trương thanh lý cao ốc Cảnh Lâm, đề xuất lên tòa án, đem bán đấu giá thì chắc cũng thu hồi được vốn. Lam Tồn Quân đề nghị. Ôi! Người đàn ông trung niên thở dài, sắc mặt hết sức khó coi liếc sang Cam Vũ Thuần, định nói rồi lại thôi. Nói đi chú Cam, đến nước này thì có muốn giấu cũng không được. Cam Vũ Thuần thoáng nhìn qua người trung niên kia khuyên nhủ. Được rồi! Chúng tôi vừa mới đi nghiệm chứng lại, bất động sản gồm cao ốc lẫn vườn hoa Cảnh Lâm mà bọn họ thế chấp là có thật, chứ không phải giả tạo. Bởi vì, lúc làm thủ tục vay nợ chúng tôi cũng đã nghiệm chứng qua. Tuy nhiên, chúng tôi cũng vừa biết được tất cả những chuyện này là một âm mưu lớn. Người của bảo hiểm Huệ Cảnh nhân không ngờ đã câu kết với bên quản lý bất động sản trên tỉnh lập nên một âm mưu lớn có sự cấu kết giữa các ban ngành. Tất cả giấy chứng nhận bất động sản trên đều là thật. Chỉ là bọn chúng câu kết tạo ra tài sản thật, giấy tờ giả. Các người nghe xong khẳng định là sẽ có chút mơ hồ, ngay cả tôi cũng vậy nữa là. Nhưng chuyện đó đích thực là đã xảy ra, cao ốc Cảnh Lâm căn bản là có người chủ khác. Người đàn ông tên chú Cam thuật lại. Việc này chúng tôi đã làm rõ và cũng đã báo án. Tuy nhiên, phỏng chừng cũng là vô dụng, cho dù có phá được án, cao ốc Cảnh Lâm cũng là của người khác. Đơn giản là bắt mấy nhân viên công tác câu kết lừa đảo, các cán bộ quản lý nhà đất thì thôi không động đến. Hơn nữa, cả hai lãnh đạo bên quản lý bất động sản cục lẫn xây dựng đã chứng nhận giấy tờ lúc ấy đều đã sớm chạy ra ngoại quốc rồi. Cam Vũ Thuần tức giận đến ngứa cả răng. Các người hiện còn lại bao nhiêu tiền? Diệp Phàm nhìn chằm chằm Cam Vũ Thuần mà hỏi. Công ty con thì cũng có kha khá. Tổng cộng tài sản công ty cộng thêm nếu bán đấu giá tòa nhà trụ sở và toàn bộ tiền cũng sẽ không vượt quá con số 1 tỷ. Thật ra, tập đoàn Vinh Quang chỉ có vẻ hào nhoáng bề ngoài, trên thực tế bên trong sớm đã bị nợ nần sắp đốn ngã. Nợ thực tế của chúng tôi cũng không dưới tỷ 6. Tập đoàn Vinh Quang mấy năm trước cũng đã là một cục diện rối rắm vốn không đủ bù nợ rồi. Tôi cũng vì bị bức bách như thế mới vay tiền khắp nơi, lấy lãi suất cao tới 4% để tiếp cận nguồn tiền. Cuối cùng, bất đắc dĩ phải đánh bạo đem 1 tỷ cho bảo hiểm Huệ Cảnh mượn lại.
cũng là muốn kiếm thêm chút tiền để bổ khuyết vào lỗ thủng này. Có ngờ đâu lại bị lừa. Cam Vũ Thuần than thở. Hồ đồ. Lam Tồn Quân thiếu chút nữa cắn răng ken két. Thật ra chủ tịch Cam vẫn là có năng lực, có điều công ty về sau càng thất thoát nghiêm trọng. Hơn nữa, có mấy thương vụ bị người ta chậm thanh toán. Một công ty chậm trả khoản tiền 100 triệu, mấy công ty là thành vài 100 triệu, ai cũng chịu không nổi. Mà tiền từ ngân hàng lại không đủ. Đành phải dùng hình thức cho vay nặng lãi mà huy động tiền khắp nơi. Nay đã xảy ra sự tình này, chủ tịch Cam đang chạy vạy khắp nơi. Tranh thủ thanh toán cho các chủ nợ một phần. Chủ tịch Cam là người có lương tâm, bằng không thì đã sớm trốn chạy rồi. Cổ nói là dù có ngồi tù cũng phải trụ lại Đông Cống. Người đàn ông trung niên tiếp tục. Ôi, cô cố mà nghĩ biện pháp đòi tiền. Tôi bên này sẽ đốc thúc cục công an mau chóng phá án. Diệp Phàm khoát tay áo, biết là có bức ép thêm cũng vô dụng. Hơn nữa, Cam Vũ Thuần trên thực tế cũng là một người bị hại, chỉ là do vận khí không tốt mà ra cả. Sau khi về đến nhà, Diệp Phàm luôn trong tâm trạng phiền muộn, tập đoàn Vinh Quang với tình trạng đó sẽ không có khả năng rút tiền ra trả nợ. Nếu nhà máy đường Dương Xuân buộc bọn họ hoàn tiền, kia chỉ có thể là gia tốc thêm cho con đường phá sản của tập đoàn Vinh Quang mà thôi. Điểm này Diệp Phàm là tuyệt không muốn thấy, bởi vì, Vinh Quang vốn là vinh quang của thành phố Đông Cống, Vinh Quang mà phá sản thì sẽ tạo ra một cơn địa chấn. Phỏng chừng, chuyện này sẽ gây áp lực lên Ủy ban Nhân dân thành phố lớn hơn cả chuyện xảy ra với nhà máy đường Dương Xuân. Bởi vì, tập đoàn Vinh Quang có quan hệ đến rất nhiều phương diện, liên đới đến vô số cá nhân, quan hệ đến 100 nhà 1000 hộ. Vinh Quang tuyệt đối không thể đổ, làm thế nào trong bước tiếp theo để cứu Vinh Quang từ trong hố lửa cũng là vấn đề cấp bách mà Diệp Phàm vẫn hằng tự hỏi mình. Sau khi suy nghĩ một hồi thì hắn quyết định đành phải tiếp tục cầu lão Lý vậy, Diệp Phàm ngoác miệng cười khổ một tiếng rồi đánh điện cho Lý Khiếu Phong nói. Lão Lý à, tôi có một việc quan trọng cần cầu Bộ An ninh Quốc gia giúp đỡ. Chỉ có điều đây là chuyện trong chốn dân gian, không can hệ gì đến cơ mật quốc gia cả. Diệp Phàm đem chuyện tập đoàn Vinh Quang thuật lại cho lão Lý một lượt. Được, nếu là bắt người, tôi sẽ bảo một số đồng chí bên an ninh quốc gia ngầm lưu ý cho một chút. Một khi có tin tức sẽ lập tức báo cho cậu. Ôi, tôi thấy cậu làm việc tốt đúng là thường gặp gian nan. Mới đến Đông Cống lại đã xảy ra sự tình kiểu này. Nếu xử lý không ổn thỏa, phỏng chừng cậu sẽ bị nó làm hại mất. Lý Khiếu Phong thở dài. Cũng chẳng còn cách gì, dù sao cũng cảm ơn anh. Diệp Phàm đáp gọn. Cậu cũng chịu khó bảo trọng, công lực dù bị phế đi thì cũng phải chú ý tăng cường rèn luyện. Có lẽ nếu chăm chỉ luyện tập thì cũng có thể khôi phục lại. Lý Khiếu Phong an ủi. Ha ha, tôi cũng muốn lắm chứ, tuy nhiên, 8 phần là không có khả năng. Hơn nữa, tôi cũng quen với cuộc sống và công tác trong chính trường rồi. Tổ đặc nhiệm A không còn quan hệ gì đến tôi nữa. Diệp Phàm mỉm cười 2 tiếng. Cậu xem, nếu lúc trước cậu không việc gì thì có phải là giờ này đã là người phụ trách tổ 8 rồi không? Nếu thế thì những chuyện nhỏ thế này đâu có gì phiền phức. Thậm chí, chúng ta chỉ cần bảo một tiếng là có thể sai khiến báo săn làm chút chuyện có lợi cho dân cho nước, giống như chuyện lần này vậy. Bọn họ hoàn toàn có thể giúp cậu ra tay bắt kẻ trốn chạy, người bị tình nghi về ngay, giống như giám đốc Cam anh và mấy người khác nữa. Báo săn làm việc rất có hiệu quả, dù cho kẻ đó có trốn tránh ở nơi chân trời góc biển họ cũng có thể không theo quy tắc thông thường mà tìm về, cho nên, cậu xem việc này có gì không tốt chứ? Lý Khiếu Phong tỏ bộ hết sức đau lòng. Việc này, phiền anh rồi. Diệp Phàm nói thẳng không né tránh. Phiền toái cũng không hề gì, chỉ có điều cậu có cảm thấy không thuận tay không? Lý Khiếu Phong hỏi. Cũng có đôi chút, tuy nhiên, tôi cũng quen rồi. Diệp Phàm đáp rồi cúp điện thoại mà gọi tiếp cho Thiết Chiêm Hùng. Chương 1884, kéo đứt nửa lỗ tai. Thiết Chiêm Hùng nghe xong liền nói luôn. Diệp Phàm này, chẳng phải cậu có khá nhiều huynh đệ mà. Bảo mấy người chuẩn bị sẵn, đợi khi tôi tra ra chỗ đám người Cam anh thì cho dù là ở nước ngoài, huynh đệ của cậu cũng có thể không theo quy tắc thông thường mà ngầm dẫn độ người về. Cho dù không lấy lại được tiền nhưng ít ra sẽ hiểu được chân tướng sự việc. Nếu đúng như cậu dự tính, việc này rất có thể là do Tô gia ở kinh thành thao túng sau lưng, đơn giản là muốn xoay chiều kinh tế Đông Cống vốn đang phát triển theo chiều hướng tốt. Vậy thì chúng ta càng phải cẩn thận hơn rồi, nhất định phải tra ra kẻ đứng sau,
dù là Tô gia hay kẻ nào đi nữa. Đến lúc đó tất sẽ tra ra tung tích số tiền mà cậu cho công ty bảo hiểm Huệ Cảnh mượn. Đến lúc đó, chúng ta sẽ khiến Tô gia trộm gà không được mà còn mất nắm thóc, ngược lại họ sẽ phải cống hiến cho kinh tế Đông Cống chút gì đó. Ừm, nhất định phải dạy cho chúng một trận nhớ đời rồi hắn nói. Diệp Phàm tỏ ra căm hận, ngẫm nghĩ một chút rồi nói tiếp. Được, anh hãy cùng người của lão Lý điều tra tung tích đối tượng, những chuyện sau đó tôi sẽ cử người đảm trách. Dù cho bọn khốn lương tâm chó tha chúng mày có trốn lên mặt trăng, bố mày cũng nhất định sẽ bắt bọn mày về. Buổi chiều cùng ngày, Thiết Chiêm Hùng phái vài cao thủ phá án lẫn kiểm toán âm thầm tới thành phố Đông Cống hiệp trợ Vương Triều cùng phá đại án Vinh Quang. Hai ngày sau, tình thế có thêm một bước chuyển biến xấu. Nhóm thị dân kéo đến tập đoàn Vinh Quang ngày càng hung hăng. Vì không thể lường trước mọi việc nên Vương Triều không thể không sắp xếp mấy dân cảnh đứng tại cửa chính tập đoàn Vinh Quang nhằm tạo đôi chút sức uy hiếp. Giữa trưa, Diệp Phàm đang ăn cơm. Thì Lam Tồn Quân gọi điện thoại tới, nói là Lý Khê Mãn bị người vây đánh, mặt mũi đã sớm bầm dập hết cả. Diệp Phàm vội hỏi nguyên nhân. Lam Tồn Quân tỏ ra vui vẻ vì kẻ khác gặp họa, cười nói. Cũng không biết ai đem chuyện Lý Khê Mãn ký tên cho tập đoàn Vinh Quang mượn khoản tiền đó chuyển ra ngoài. Công nhân viên chức nhà máy đường lập tức ai nấy sốt tiết cả lên. Mà Lý Khê Mãn lại có quên ít đồ vật này nọ, vừa mới trở về lấy đến cổng chính nhà máy đã bị mấy trăm người chặn lại. Có mấy công nhân viên chức tính tình khá hung bạo, chạy lại tay đấm chân đá luôn tại trận. Thậm chí, có người không ngờ còn dùng miệng cắn người, Lý Khê Mãn chưa phản ứng kịp thì đã ăn luôn mấy đòn. May mà tôi đang ở trong nhà máy, vừa đi ra đã thấy lão già này khuôn mặt sớm đã thành đầu heo, hơn nữa, máu mũi còn chảy ròng ròng, kêu giống lên xin cứu mạng. Tôi phải liều mạng mới tạm thời ngăn chặn được, bằng không, đồng chí Lý Khê Mãn có hy sinh dưới gót sắt của cán bộ công nhân viên nhà máy hay không thì cũng còn khó nói. Thế người đâu rồi? Vẫn bị vây đánh, ai cũng tìm lão đòi tiền. Việc này, phỏng chừng còn có chỗ phiền toái. Nửa cái lỗ tai của lão đã bị người ta kéo đứt, buộc phải đưa đến bệnh viện. Hơn nữa, hiện tại số người tụ tập ngày càng nhiều, đã hơn cả ngàn người. Tôi sợ đến lúc họ thực sự phẫn nộ thì tình hình không khống chế nổi đâu. Lập tức đem người đi, tốt nhất là trực tiếp đưa đến bệnh viện thành phố. Còn nữa, mau chóng khuyên công nhân viên chức giải tán. Việc này, tôi nghĩ phải chăng có người đâm sau lưng chúng ta. Diệp Phàm càng hồ nghi. Sau khi xảy ra bạo loạn, bừa bãi hết thảy thì nhà máy đường tự nhiên là không phát triển nổi. Mục tiêu phải chăng là khiến nhà máy đường từng bước lâm vào cảnh phá sản? Tôi nghĩ, mục đích của kẻ đứng sau kia chính là anh và tôi chứ không phải nhà máy, thủ đoạn với nhà máy đường chỉ là cách chúng tính lật anh em mình. Lam Tồn Quân hừ một tiếng rồi đi khuyên nhủ công nhân viên chức cán bộ. Có đến 8 phần là như thế. Diệp Phàm đáp. Tuy nhiên, Lam Tồn Quân khuyên răn không có mấy người chịu nghe. Diệp Phàm đành phải vội vàng chạy đến nhà máy đường Dương Xuân. Phát hiện tại cửa nhà máy là một đám người đông nghịt, phỏng chừng không dưới 2.000. Nam nữ lão ấu đều có, lung tung lộn xộn, đại đa số đều là đang mắng Lý Khê Mãn lòng lang dạ sói hút hết tiền của mồ hôi nước mắt của mọi người vân vân và vân vân. Chủ tịch thành phố đến rồi. Gặp loại tình huống này, Diệp Phàm thận trọng bảo lái xe dừng lại cách hiện trường đến 100 mét có hơn. Tuy nhiên, thận trọng như thế rồi mà vẫn bị phát hiện. Không biết người nào hô một tiếng mà cả mấy trăm người đã cùng hò nhau chạy lại chỗ xe của Diệp Phàm. Diệp Phàm nhanh chóng mở cửa xuống xe, cầm lấy loa bán dẫn trong xe mà hô lớn. Mọi người sao không đi làm lại tụ tập ở đây làm gì thế này? Nghe giọng nghiêm khắc phê bình của Diệp Phàm, đa số công nhân viên chức đều hơi chùn chân. Tuy nhiên lại bỗng có người hô. Chúng tôi yêu cầu bắn bỏ Lý Khê Mãn. Theo tiếng hô, đám công nhân viên chức lại xông tới chỗ Diệp Phàm như ban nãy. Xử lý Lý Khê Mãn đó là chuyện của lãnh đạo cấp trên, tuy nhiên, mọi người nên quay lại làm việc ngay. Diệp Phàm lại hô. Cấp trên cái rắm, tiền mồ hôi nước mắt của chúng tôi toàn bộ bị thằng chó Lý Khê Mãn này đớp sạch, còn cấp trên cái gì chứ? Có người trong đám đông la lớn. Còn đám vây quanh Lý Khê Mãn bên kia lại bắt đầu xông tới gần hơn. Giám đốc Lam, nay tôi xin lấy danh nghĩa bí thư đảng ủy nhà máy đường Dương Xuân mà tuyên bố, ai còn đứng ở cổng chính chảy bữa không về đi làm thì lập tức khai trừ. Diệp Phàm lời nói to rõ, nghiêm túc nên đã dọa được mọi người.
Quả nhiên, đám người đang vào tới toàn bộ ngừng lại. Hắn hù dọa chúng ta đưa ra yêu cầu chính đáng, dựa vào cái gì mà đòi khai trừ chúng ta? Muốn hù dọa dân chúng có phải hay không? Có người lại trốn trong đám người mà Lý Sự nhốn nháo cả lên. Diệp Phàm thân mình nhoáng lên một cái, vài bước liền lùi vào đám đông. Vài giây sau nghe bịch một tiếng, có người bị Diệp Phàm quăng phịch xuống đất, đau đến tên kia cứ luôn mồm gọi mẹ suýt xoa. Cậu tên là gì, là cậu bảo tôi không dám khai trừ cậu có phải hay không? Diệp Phàm hung hăng túm lấy người thanh niên gầy teo quát hỏi. Tôi không nói, không có nói. Tên thanh niên kia sợ tới mức chân tay rúng gió, sắc mặt tái nhợt, vội vã chối. Những ai ở đây không muốn về đi làm mà cứ ở đây gây rối thì lập tức khai trừ cho tôi. Diệp Phàm chỉ mặt mấy người đứng ở cổng nhà máy bắt đầu đếm. 1, 2, 3, 4. Đám người tái kia không dám do dự, lập tức lùi trở về nhà xưởng phía sau như thủy triều rút. Thật ra, hiện tại nhà máy đường Dương Xuân cơ bản chỉ có khoảng 20% số công nhân viên chức đi làm, ai cũng khát việc. 8 phần công nhân viên chức còn lại đều đang ngồi rỗi hơi tán phét. Tuy nhiên, vì bị ánh mắt nghiêm khắc kia của Diệp Phàm ép buộc, ai cũng không dám ho he tiến thêm nửa bước. Còn Lý Khê Mãn thì đã được mười mấy cảnh sát thuộc phòng công an nhà máy khẩn trương đem lên xe, rú còi inh ỏi nhắm thẳng bệnh viện thành phố mà đi. Đương nhiên, trước đó Lam Tồn Quân đã sắp xếp mấy bác sĩ trong nhà máy băng bó sơ qua. Bằng không, Lý Khê Mãn phỏng chừng đã sớm hôn mê. Đủ náo nhiệt rồi đấy. Phó Bí Thư vừa mới được điều tới là Thái Phi nhìn ra ngoài cửa sổ, thản nhiên nhận định. Mình tới vừa kịp lúc, đây đúng là thứ chúng ta cần. Việc này, có nên báo cáo lên tỉnh ủy chăng? Lam Tồn Quân nhậm chức giám đốc chưa được bao lâu, không ngờ lại để công nhân viên chức cán bộ bãi công tập thể. Căn bản là không chịu nổi trọng trách này rồi. Phó Chủ tịch thành phố Cam Thu Thu đứng sau lưng Thái Phi cách mấy mét cũng nhận xét. Diệp Phàm là bí thư đảng ủy nhà máy, hắn mới là người nhận trách nhiệm đầu tiên. Còn Lam Tồn Quân là phụ trách công tác cụ thể. Hai người này đều cùng một ruột, toàn bộ sẽ chạy không thoát đâu. Thái Phi thản nhiên hừ một tiếng xoay người lại, hỏi. Chuyện Vinh Quang thế nào rồi? Càng ngày càng náo nhiệt, tôi âm thầm điều tra qua. Nếu Vinh Quang không đòi lại được tiền, khẳng định là sẽ đổ. Đến lúc đó những kẻ cho vay tiền phỏng chừng sẽ có cơ hội nhảy lầu. Hệ lụy từ đó quả thật khó mà tưởng tượng hết. Cam Thu Thu đáp. Tài trí tầm thường thì chỉ có thế, khó trách tỉnh Nam Phúc muốn đem hắn nhét đến nơi đây. Một chút việc nhỏ đều xử lý không nên, hiện tại bị Vinh Quang và nhà máy đường Dương Xuân hợp kích. Người thì đều chạy ra nước ngoài cả rồi, đào đâu ra tiền mà thu hồi đây. Khẳng định là sẽ loạn rồi, chỉ có điều, chúng ta có thể tìm thấy thành quả trong mớ hỗn độn này không mới là chuyện. Thái Phi đặt mông ngồi xuống. Nửa như lẩm bẩm, nửa lại như đang nói với Cam Thu Thu. Y Cao Vân tuy nói là tạm thời chủ trì công tác thành ủy, tuy nhiên, Vi Lý Quốc cũng không nể mặt y. Mà Diệp Phàm sau khi đến Đông Cống thì quan hệ với Y Cao Vân cũng hơi mơ hồ. Hai người tạm thời vẫn chưa phát sinh xung đột trực diện. Cam Thu Thu nhận định, chưa phát sinh cũng không phải là không thể phát sinh, chúng ta phải thêm mồi lửa vào mới được. Một khi hai người này trở mặt phát sinh xung đột, Y Cao Vân tất yếu sẽ áp chế toàn diện với Diệp Phàm. Hơn nữa, còn phải đề phòng Vi Lý Quốc bất cứ lúc nào thì mới có thể danh chính ngôn thuận trở thành nhân vật số một. Y Cao Vân cũng không phải thần tiên, chẳng lẽ mọi chuyện đều có thể dẹp bằng. Một khi lão ta lâm vào tình trạng kiệt sức thì cũng là lúc chính chúng ta ra tay. Thái Phi thản nhiên lại còn khoan thai nhấp ngụm trà, như đang nói chuyện gì không quan hệ đau khổ gì đến mình cả. Lực lượng tạm thời của chúng ta vẫn là quá mỏng và yếu, ủy viên thường vụ thì chỉ có hai người. Tuy nhiên, cũng đỡ hơn đôi chút nếu so với Diệp Phàm, ông chủ tịch thành phố không quyền hành. Cam Thu Thu trong lời nói tràn ngập sự vui vẻ vì thấy người khác gặp họa. Không nhất định, chủ yếu là Vi Lý Quốc thái độ không rõ ràng. Theo cùng cách làm việc xưa nay, lão ta rất có khả năng sẽ ủng hộ công tác của Diệp Phàm. Tuy nhiên, mấy người vốn về phe Vi Lý Quốc này cũng đã bị Y Cao Vân lôi kéo đi không ít. Không lôi kéo nổi thì hiện tại cũng đã thành câm điếc, làm cảnh tại hội nghị thường vụ thành phố mà thôi. Thái Phi ngẫm nghĩ một chút rồi tiếp. Nghe nói Lý Tinh Tinh hóa ra là có quan hệ không tồi với Vi Lý Quốc, chẳng qua cô ta cũng không coi là người của họ Vi. Sau khi Vi Lý Quốc lâm bệnh,
Lý Tinh Tinh hiện tại qua lại khá mật thiết với Y Cao Vân. Tuy nhiên, Lý Tinh Tinh có người em đang công tác tại văn phòng tỉnh ủy. Anh ta đang làm gì ở đó? Cam Thu Thu vội hỏi. Một nhân viên bình thường thôi, đến văn phòng tỉnh ủy cũng đã 4 năm, hoàn toàn có thể đề bạt lên phó phòng. Thái Phi đáp. Vừa khéo đây, đây có thể coi là lợi thế để tranh thủ Lý Tinh Tinh được không đây? Cam Thu Thu cười hỏi. Một cái ghế phó phòng đương nhiên không thể đánh động được Lý Tinh Tinh, tuy nhiên, nếu xét về lâu dài. Nếu em trai cổ muốn phát triển ở văn phòng tỉnh ủy thì tất phải nghe lời Thái Phi này. Tốt xấu gì thì tôi cũng đã từng ở văn phòng tỉnh ủy lăn lộn không ít năm hồi đầu. Trừ phi Lý Tinh Tinh có thể không màng tới tình thân. Tôi thì nghĩ một người đàn bà không thể có được bản lĩnh đó. Hơn nữa, Y Cao Vân cũng không chắc sẽ tín nhiệm cổ. Hai người này cùng lắm thì chỉ xem nhau như đối tác mà thôi. Thái Phi tương đối tự tin. Vậy chúng ta đã có 3 phiếu rồi. Cam Thu Thu cười nói. Đáng tiếc, Phi Lý Quốc vẫn cứ như vậy, nửa chết nửa sống. Khiến cho ghế ủy viên thường vụ thành ủy Đông Cống trên thực tế mới là 10. Bằng không, cô thật ra cũng có hy vọng. Tuy nhiên, tạm thời thì vẫn chưa được. Thái Phi lắc lắc đầu. Cam Thu Thu vừa nghe. Lập tức cặp mắt tinh thần tỉnh táo hẳn, cô ta nhìn Thái Phi liếc mắt một cái mà rằng. Thật ra tôi cũng không vội nên Vi Lý Quốc có kéo dài như vậy cũng tốt. Vì sao? Thái Phi quả thật cảm thấy có chút kỳ quái, quay đầu nhìn Cam Thu Thu, người phụ nữ vốn có diện mạo rất bình thường mà thầm nghĩ, người này quả thật không đơn giản. Chương 1885, can tướng có sự thay đổi lớn. Vi Lý Quốc chuẩn bị cho việc lên chức của anh không phải là càng tốt sao? Chờ anh ổn định rồi, một khi cảm thấy thành phố Đông Cống này có thể nắm lấy, tôi nghĩ, không biết có phải cấp trên đã suy nghĩ đến điều này không? Đến lúc đó, Phi Lý Quốc về hưu, anh lên thay rất hợp lý. Cam Thu Thu vẫn không quên nịnh bợ Thái Phi. Ha ha ha, cái cô Thu Thu này, tôi nào có bản lĩnh đứng đầu chứ? Người ta Y Cao Vân với Diệp Phàm còn không rút ra tôi. Thái Phi ra vẻ khiêm tốn, kỳ thực trong lòng. Cam Thu Thu có thể cảm nhận được kiểu như Thái Phi, từ tỉnh xuống, luôn có cảm giác ta đây hơn người. Có phó bí thư ở đây, hết thảy không có thể cũng đều có thể hết. Hơn nữa, Thái bí thư anh là từ văn phòng tỉnh ủy xuống mà. Có kiểu lãnh đạo nào mà chưa từng gặp, giao tiếp lại rộng, ngày hôm đó đi cùng với anh xuống đây chắc chắn có không ít lãnh đạo lớn ở cục sở. Có mọi người giúp đỡ, được cấp trên quan tâm, anh lên chức chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. Tuy nhiên, hiện tại mục tiêu chính của chúng ta là chèn ép Diệp Phàm cùng Y Cao Vân, lập nên uy tín của Thái Bí Thư. Cam Thu Thu rất giỏi hiểu ý người. Cô nói xem, ở thành phố này, ai không muốn thấy hai chuyện lớn xảy ra gần đây ở thành phố Đông Cống truyền đến tai tỉnh nhất. Thái Phi nói, thứ nhất chắc chắn là Diệp Phàm, thứ hai chính là Y Cao Vân. Diệp Phàm đứng đầu nhà máy đường xảy ra chuyện, Diệp Phàm phải là người chịu đòn trước tiên. Mà nghe nói tập đoàn Vinh Quang còn vay tiền của nhà máy đường, khoản tiền này, nhất định như nước hất đi rồi. Tôi nghĩ, có phải Diệp Phàm và Lam Tồn Quân đã tra ra có một khoản tiền như vậy rồi hay không? Cho nên, hai người mới có vẻ tự tin đem một mớ rối rắm như vậy ra. Mà một khi Vinh Quang sụp đổ, khoản tiền kia tất nhiên sẽ như nước hất đi. Đến lúc đó, nhà máy đường nhất định sẽ bị kéo đổ theo. Đến lúc đó, Diệp Phàm và Lam Tổn Quân muốn rút chân ra cũng không kịp nữa rồi. Cam Thu Thu người con gái này mặc dù nói diện mạo không quá xinh đẹp, nhưng quả thật rất thông minh, rất có dáng vẻ của một nữ quân sư. Hai người bọn họ còn muốn rút chân ra, chuyện đó là không có khả năng. Có điều, nhà máy đường phá sản rồi, cũng phải đè chết bọn chúng xuống đáy bùn lầy, vĩnh viễn không thể ngóc đầu lên được. Trên khuôn mặt Thái Phi bất ngờ hiện ra một nét tàn nhẫn. Mà Y Cao Vân vẫn muốn trở thành người đứng đầu chính thức của thành phố Đông Cống. Đây là thời kỳ phi thường khảo nghiệm xem ông ta có thể chủ trì đại cục thành phố Đông Cống được hay không, thời kỳ này, thành phố Đông Cống tuyệt đối không thể rối loạn. Cho dù chỉ là một chút ầm ĩ nhỏ Y Cao Vân cũng không muốn thấy. Cho nên, chuyện của nhà máy đường Dương Xuân và tập đoàn Vinh Quang, Y Cao Vân không thể ngồi xa mà quan sát. Tôi nghĩ, ông ta nhất định sẽ nhúng tay vào qua một số đường. Cho dù hai công ty, nhà máy này sắp sụp đổ thì cũng phải đợi đến khi Y Cao Vân ngồi được lên vị trí đầu mới được sụp đổ. Thái Bí Thư, tôi đoán có đúng không? Cam Thu Thu thản nhiên cười nói,
một đôi mắt trí tuệ khiến Thái Phi phải giật mình. Ha ha, tìm chút chuyện mà làm đi. Thái Phi thản nhiên cười cười, Cam Thu Thu gật đầu, tự nhiên hiểu được ý trong lời ông ta nói. Ngày hôm sau, Diệp Phàm gọi điện thoại cho Lô Vĩ và Trần Quân, tất nhiên là hy vọng hai ông em giúp một tay, tìm bắt kẻ trốn nợ về. Kỳ lạ là cả hai người đều không có nhà. Người nhà Lô Vĩ nói là gần đây nhận được thông báo của thượng cấp cậu ta, Cục trưởng Cục Công an tỉnh, giúp đỡ Ủy ban Kỷ luật Trung ương, ra tỉnh ngoài bí mật phá án rồi. Điều này đối với các đồng chí của hệ thống công an các địa phương mà nói là chuyện bình thường. Diệp Phàm cũng không hoài nghi gì, tuy nhiên tiếp theo, lúc gọi điện thoại cho Trần Quân thì điện thoại người này tắt máy suốt. Diệp Phàm đành phải gọi cho Trần Khiếu Thiên, hỏi. Lão Trần, Trần Quân đâu rồi, sao lại thấy tắt máy suốt thế? Ồ, gần đây, vị sư phụ mà trước kia cậu ta theo học ở Ngũ Đài Sơn gọi cậu ta về. Nghe nói sư phụ của cậu ta sắp không xong rồi. Trần Quân là đệ tử duy nhất của ông ấy, dù sao cũng phải giữ trọn chữ hiếu. Tuy nói ông ấy không dạy Trần Quân cái gì, nhưng một ngày làm thầy cả đời làm cha. Trần Khiếu Thiên nói, chuyển đề tài, hỏi. Công tử có chuyện gì muốn nhờ cậu ấy đi làm phải không? Hay là anh nói cho tôi đi làm cho. Ồ, không có nhà thì thôi vậy, không có chuyện gì đâu. Diệp Phàm nói. Tuy nhiên, không lâu sau, em gái Diệp Tử Y gọi điện đến. Nói là gần đây thấy mẹ của Trần Quân không vui, hỏi thì cô ấy không nói, không biết có phải có chuyện gì rồi không. Diệp Phàm đành phải bảo em gái an ủi mẹ của Trần Quân nhiều một chút, trong lòng cũng không hoài nghi gì. Bởi vì đàn bà con gái thỉnh thoảng buồn rầu lo nghĩ cũng là chuyện bình thường. Hai ngày sau, Diệp Phàm bị Y Cao Vân gọi đến. Sau khi đến ủy ban thành phố, thấy sắc mặt Y Cao Vân có chút âm trầm, ngồi trên ghế xoay, có lẽ đã xảy ra chuyện gì. Ông ta thấy Diệp Phàm vào, hai người đều gật gật đầu. Vừa nhận được điện thoại của Tăng Chủ tịch tỉnh trên tỉnh, hỏi thành phố Đông Cống chúng ta rốt cuộc là có chuyện gì. Đến mức làm người ta phát hoảng, một tập đoàn Vinh Quang, các hộ cho vay tiền chen chúc đến tận cửa tỉnh ủy gây sức ép rồi. Còn có nhà máy đường Dương Xuân, lời đồn càng lúc càng lan rộng, nói là sắp phá sản đến nơi. Mà một số cán bộ công nhân viên chức đã có chút dục dịch muốn đi. Càng đáng giận hơn là một đám người làm lâu năm của nhà máy đường, toàn bộ gom thành một xe đến Ủy ban Kinh tế Thương mại tỉnh yêu cầu được điều đi. Mà chủ nhiệm Lưu Thạch thì suýt chút nữa bị vây đánh, nào là cầm văn kiện, nào là cầm bằng chứng nhà máy đường không còn thuộc Ủy ban Kinh tế Thương mại tỉnh nữa, muốn tìm chủ tịch Diệp của thành phố Đông Cống nói chuyện. Mà lãnh đạo tỉnh cũng rất tức giận, nói là thượng cấp rót nhiều tiền như vậy mà sao nhà máy đường Dương Xuân lại để thành tình trạng này. Cái này bảo tôi phải giải thích thế nào. Cuối cùng, Tăng Chủ tịch nói ông ta đã giao cho Chủ tịch tỉnh Y Kiệt Minh xuống xem xét một chút. Bây giờ đã lên đường rồi đấy, Chủ tịch Diệp, anh phải chuẩn bị sẵn sàng đi. Sắc mặt Y Cao Vân âm trầm, bình tĩnh nói, ông liếc nhìn Diệp Phàm một cái, nói. Phỏng chừng, lần này Chủ tịch Y đến chỉ là đánh động trước thôi. Nếu không giải thích rõ ràng, tiếp theo họ sẽ phái tổ điều tra chính thức xuống đấy. Hừ. Có người muốn gây chuyện, bí thư Y anh chẳng lẽ không nhìn ra? Diệp Phàm thẳng thắn hừ một tiếng. Việc này chúng ta không có chứng cớ, không thể đoán bừa. Y Cao Vân quét mắt qua Diệp Phàm một cái, nói. Tuy nhiên, trước tiên chúng ta phải chùi sạch mông mình đi đã. Bằng không, cậu nói xem, nhà máy đường thực sự sẽ không sao thật sao? Lúc trước không phải cậu từng nói, tuyệt đối không thể tiếp tục cái cục diện rối rắm này. Thật là mỉa mai, vừa mới tiếp nhận chưa được bao lâu thì xảy ra chuyện. Hơn nữa, mới bắt đầu đã ầm ĩ chuyện lớn thế này. Về phần tập đoàn Vinh Quang, nếu xử lý không tốt sẽ thành ra to chuyện đấy. Hàng nghìn hộ cho vay gây sức ép có thể kéo theo mấy chục nghìn người. Ví dụ, Trương Tam cho tập đoàn Vinh Quang vay 500.000, 500.000 này lại không phải là của một mình anh ta. Mà là của thân thích bằng hữu gom lại thành một cọc. Chỉ trong 500.000 này có lẽ đã là mười mấy hộ cho vay nhỏ. Cậu đã thống kê chưa, rốt cuộc có bao nhiêu người cho tập đoàn Vinh Quang vay tiền? Bên Vinh Quang rất không lạc quan, tôi đã giao cho Tượng Vương Triều đi điều tra. Kết quả điều tra sơ lược là 1,5 tỷ vốn đầu tư có liên quan. Hộ cho vay to, nhỏ không dưới hàng chục nghìn, thành phố Đông Cống của chúng ta cũng không giàu có. Có thể bỏ ra chục ngàn mấy chục ngàn đều là lấy ra từ tiền lương hoặc là chút tiền tiết kiệm của dân chúng.
Bọn họ đều trông mong ít tiền đó sinh ra chút lợi tức. Trong chốc lát, chẳng những không trông mong gì được chút lợi tức đó, phỏng chừng cả tiền vốn cũng bay mất rồi, không đau lòng không được mà. Có lẽ mấy chục ngàn đồng đó là tiền người ta vất vả khổ sở biết bao năm mới dành dụm được một ít. Việc này xử lý không tốt, đúng là sẽ trở thành việc lớn. Diệp Phàm mặt cũng đầy vẻ đau lòng, nói, hắn nhìn Y Cao Vân một cái, nói. Tôi đã giao cho Vương Triều đi điều tra toàn diện, tranh thủ càng sớm càng tốt, phá xong vụ án, tìm bắt kẻ hiểm nghi trở về rồi nói tiếp. Vô ích thôi, cho dù có bắt được về, phỏng chừng kẻ đó tiêu xài cũng được kha khá rồi. Đống tiền lớn như vậy, không có khả năng cầm tiền mặt, chắc đã gửi vào ngân hàng Thụy Sĩ hoặc ngân hàng nước ngoài nào đó rồi. Hơn nữa, trong đó có liên quan đến một số cán bộ phạm pháp, rất nhiều nhân vật quan trọng đều đã trốn ra nước ngoài. Muốn bắt trở về là rất khó khăn. Cho nên, chúng ta phải chuẩn bị thật tốt, sẵn sàng cho tình huống xấu nhất. Lúc này, tốt nhất là cậu đứng ra, Ủy ban Nhân dân thành phố nếu không nhúng tay chỉ sợ hậu quả sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Y Cao Vân sắc mặt có chút tái nhợt. Diệp Phàm vừa nghe liền hiểu ngay, tất nhiên là tên này muốn bảo mình đứng ra chùi mông rồi. Ngẫm nghĩ một lúc, Diệp Phàm nói. Việc này Ủy ban Nhân dân thành phố không tiện ra mặt, người ta tập đoàn Vinh Quang lại không đề xuất yêu cầu gì. Hơn nữa, nghe Giám đốc Cam nói là đang chuẩn bị tiền. Chuyện của công ty tư nhân Ủy ban Nhân dân thành phố mạo muội nhúng tay, tôi sợ sẽ kéo thêm tranh cãi nào đó. Hơn nữa, nếu thực sự nhúng tay vào, người ta lại đem cả bô phân đổ lên đầu Ủy ban Nhân dân thành phố thì phải làm sao? Chỉ riêng một nhà máy Dương Xuân đã đủ đau đầu rồi, lại còn thêm một tập đoàn Vinh Quang, phỏng chừng bán cả Ủy ban Nhân dân thành phố cũng lấp không hết lỗ thủng lớn này. Ừ, dù sao cũng phải lấy một chút ra trả cho họ, dân chúng mà không nhìn thấy tiền thì tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Tuy nhiên trả toàn bộ là không có khả năng, lấy đâu ra nhiều tiền như vậy, mấy tỷ lận. Ủy ban Nhân dân thành phố cũng không phải mở ngân hàng tư nhân. Tuy nhiên, bất kể ra làm sao, anh là chủ tịch thành phố, là người chịu trách nhiệm Ủy ban Nhân dân thành phố Đông Cống, anh không ra mặt thì ai ra mặt nữa? Y Cao Vân vẻ mặt nghiêm túc nói. Việc này, nhúng tay thì có thể nhưng tuyệt không thể cho tiền. Mấy thứ như tiền bạc, cho một cái là không thể thu tay về được. Đến lúc đó, lỗ hổng này càng lấp càng to. Chúng ta nhúng tay vào. Chỉ có thể tuyên bố với bên ngoài là Ủy ban Nhân dân thành phố tham gia điều tra, hơn nữa, lấy việc ổn định lòng dân là chính. Diệp Phàm nói, đồng ý nhúng tay, nhưng không đồng ý trực tiếp trả tiền. Anh tự xem xét mà làm, mấu chốt là chuyện chủ tịch Y anh nên nghĩ xem nên trả lời thế nào cho tốt. Y Cao Vân phất phất tay. Nên trả lời thế nào thì cứ trả lời như thế. Diệp Phàm nói, biết lần này Y Kiệt Minh xuống nhất định không có chuyện tốt. Còn không phải là vì chuyện của Lý Khê Mãn mà gây sức ép với mình hay sao? Cho nên, Diệp Lão Đại trong lòng cũng có chút tức giận. Buổi tối đó, Diệp Lão Đại luôn cảm thấy phiền muộn. Thuận tay lấy can tướng trên cổ tay xuống, cầm trong tay nghịch. Khốn khiếp! Diệp Phàm gầm lên một tiếng, phát ra toàn bộ tức giận, lấy can tướng làm phi đao, ném một cái hướng về phía cây ngô đồng cách đó mấy chục mét. Một động tác ném này dung hợp toàn bộ sức mạnh cao thủ cửu đẳng cùng với nỗi tức giận khắp người của Diệp Lão Đại, một chuyện quỷ dị đã xảy ra, vốn Diệp Phàm định đọ sức với cây ngô đồng cách xa mấy mươi mét kia. Không ngờ trong lòng vừa dao động, ngón tay đã lệch đi, can tướng không một tiếng động, lượn một vòng trên thân cây ngô đồng, sau đó mới khẽ vang lên một tiếng phập, cắm vào bên sườn của một cây ngô đồng khác cách đó hơn mười mấy mét. Sao lại như thế được? Chẳng lẽ nội tức của mình lại có thể khống chế được can tướng hơn mấy mươi mét? Sao lại có thể như vậy? Sư bá làm được đến mức đó hay không còn khó nói, chứ nói gì đến mình? Trước kia không phải chỉ có thể khiến nó động đậy một chút hay sao, hôm nay sao lại nghe lời đến thế? Diệp Lão Đại trong phút chốc trợn mắt há hốc mồm, thì thào tự nói như người điên, chạy đến trước thân cây. Phát hiện lưỡi dao giờ phút này cứng như kim cương. Vết dao xẹt qua trong lúc lưỡi dao cắm vào thân cây khá nhỏ, nếu như không cẩn thận để ý sẽ không thể nhìn thấy. Diệp Phàm dồn đầy kinh khí vào đầu ngón tay, cong về phía sau, lần này thật đúng là có chút linh nghiệm, phát hiện can tướng cắm trong thân cây khe khẽ run rẩy, tuy nhiên, không hề có động tác tiếp theo. Danh con đi ra cho ta. Lần này Diệp Lão Đại tức giận, hướng về phía can tướng không biết nói kia, giống lên, kinh khí toàn thân hét lên về phía lưỡi dao.
Sực một tiếng khẽ vang lên, can tướng nghe lời đi ra khỏi thân cây. Diệp Phàm vươn tay nhẹ nhàng lay động một cái là được. Chương 1886, Phó Chủ tịch tỉnh vẫn chỉnh như thế. Thứ này khi được khống chế bằng lực nội kình thật đúng là hữu dụng. Tuy nhiên, khi Diệp lão đại tràn đầy tự tin quăng lưỡi dao đi, phát hiện lần này can tướng chỉ có thể dùng như phi đao. Nội khí căn bản không thể khống chế. Diệp lão đại cực kỳ buồn bực, cầm lấy can tướng, thứ đồ chơi này lúc linh lúc mất linh. Phỏng chừng có lẽ bởi vì nội tức không đạt tới mức nó yêu cầu. Một là không thể khống chế, hai là nội lực không đủ. Thôi vậy, còn phải tăng cường luyện tập nhiều. Diệp lão đại buồn bực thu hồi lưỡi dao, đứng trong vườn bắt đầu tay đấm chân đá. Buổi chiều ngày hôm sau, Phó Chủ tịch tỉnh Y Kiệt Minh mang theo một đoàn người khá đông tới thành phố Đông Cống. Y Cao Vân dẫn theo thành viên bộ máy thành ủy, Diệp Phàm dẫn theo thành viên bộ máy ủy ban nhân dân thành phố nghênh đón Chủ tịch tỉnh Y Đại Giá Quang Lâm tại thành ủy. Hai bên hàn huyên qua lại. Y Cao Vân vươn tay ra, nói. Chủ tịch tỉnh Y, chúng ta đến phòng hội nghị ngồi một lúc nhé. Ngồi xe mấy tiếng chắc cũng mệt lắm rồi. Không cần đâu, lần này nhận sự ủy thác của Chủ tịch tỉnh Trịnh đặc biệt xuống đây xem xét. Bây giờ chúng ta đi luôn đến nhà máy Dương Xuân đi, giải quyết cho xong chuyện thì hơn. Bằng không, kéo dài ra, thành chuyện lớn thì phiền phức lắm. Vậy được, chúng tôi đã chuẩn bị bữa tối ở nhà máy đường Dương Xuân rồi. Y Cao Vân nói, đoàn người đông đúc đi thẳng về phía nhà máy đường Dương Xuân. Vừa nhìn thấy cổng chính, Chủ tịch tỉnh Y Kiệt Minh liền nhíu mày, chỉ vào cổng chính hỏi. Sao lại thế này, bốn chữ lớn nhà máy đường Dương Xuân, chữ Dương thiếu mất một nét ngang, thành cái chữ gì rồi? Chữ đường thiếu mất toàn bộ chữ khẩu, vẫn là nhà máy đường sao? Chủ tịch tỉnh Y à, nhà máy đang ở chỉnh đốn và cải cách mà. Chúng tôi định xây dựng một nhà máy chi nhánh khác ở trong thành phố, cho nên, tạm thời đang bận rộn việc kiến thiết bên đó, bên này tạm gác lại một thời gian. Đợi bên kia xử lý xong, chúng tôi sẽ lập tức chỉnh đốn và cải cách lại nhà máy cũ. Lam Tồn Quân bước lên trước một bước, nói, về việc rời nhà máy tạm thời không nên công bố, cho nên, đành phải qua loa tắc trách như vậy thôi. Đến cả cái tên nhà máy cũng làm không tốt còn nói gì đến việc làm một nhà máy mới, tôi rất hoài nghi thái độ và khả năng làm việc của các anh đấy. Y Kiệt Minh nhướng mày, sau khi lạnh lùng phê bình một câu, liếc nhìn Diệp Phàm một cái. Nói, Chủ tịch tỉnh Trúc giao hết tất cả quyền lực của nhà máy đường cho anh, Chủ tịch tỉnh Trúc rất thành thật và có trách nhiệm. Chỉ có điều, với thái độ này của anh, tôi rất thất vọng, thậm chí đau lòng. Anh nghĩ mà xem, trên tỉnh coi trọng biết bao, cần tiền liền cho các anh tiền, cần quyền ngay cả quyền nhân sự cán bộ cấp sở cũng trao cho rồi. Các anh còn muốn trên tỉnh làm thế nào nữa? Chẳng lẽ bảo Ủy ban Nhân dân tỉnh đến trực tiếp quản lý nhà máy đường Dương Xuân? Làm bừa phứa mà. Tiếp quản nhà máy đường lâu như thế rồi, không ngờ đến cái tên nhà máy cũng không ra hồn. Chủ tịch tỉnh Y, chúng tôi sẽ lập tức chỉnh đốn và cải cách. Diệp Phàm nói với thái độ thành khẩn. Chỉnh đốn và cải cách, chỉnh đốn và cải cách, đến cái tên nhà máy cũng không sửa, cái tên là bộ mặt của nhà máy. Hiệu suất làm việc của các anh thế này khiến Ủy ban Kinh tế Thương mại tỉnh chúng tôi vô cùng lo lắng đấy. Lúc này, một ông già đeo kính đứng bên cạnh Y Kiệt Minh bày ra vẻ mặt đau lòng, nói. Người này là phó chủ nhiệm của Ủy ban Kinh tế Thương mại tỉnh, đồng chí Trần Hà, Diệp Phàm tất nhiên biết rõ ông ta. Ha ha, nhà máy đường Dương Xuân từ lúc là của Ủy ban Kinh tế Thương mại tỉnh đã mục nát lắm rồi. Nói thật về bộ mặt, chúng tôi phải quy hoạch lại từ đầu, chứ không phải chỉ chỉnh đốn và cải cách. Nếu muốn phát triển nhà máy đường thì phải làm lại từ đầu. Cho nên, quy hoạch và kế hoạch là hết sức quan trọng. Nếu như mạo muội khởi công, làm không tốt, sau đó lại muốn làm lại, hao tài tốn của không nói làm gì, mà lại còn không có tác dụng. Chính là bốn chữ nhà máy đường Dương Xuân này phỏng chừng sau này cũng chẳng cần nữa. Nhà máy nếu bây giờ trực thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố Đông Cống thì rồi sẽ phải đổi tên thôi. Đảng ủy nhà máy quyết định sửa nhà máy đường Dương Xuân thành Tập đoàn Xí nghiệp đường Đông Cống. Mà tên bên đó chúng tôi đang tìm danh ra để viết. Cho nên, bên này trước tiên tạm gác lại. Về việc nói tiếp quản nhà máy đường Dương Xuân, cũng chưa quá 10 ngày. Hiệu suất làm việc của chúng tôi không thấp đâu. Diệp lão đại nói một tràng không kiêng nể gì, mặt chủ nhiệm Trần kia trầm xuống, trong chốc lát có chút tức giận mà im bặt.
lão già này có chút ngượng ngùng rồi. Được rồi, nguyên nhân lịch sử chúng ta không nói nữa, vào xem xét nhà máy thôi. Y Kiệt Minh vừa nhìn thấy, khoát tay, quay người đi. Tuy nhiên, lão y vừa đi vừa lắc đầu không thôi. Hiển nhiên là không hài lòng rồi. Tôi sẽ báo cáo đúng sự thật với chủ tịch tỉnh Trịnh, các anh đừng hy vọng tôi có thể mắt nhắm mắt mở cho qua, cần nói thế nào tôi sẽ báo cáo lại y như thế. Nếu muốn được khen ngợi, đầu tiên thái độ phải đứng đắn, sau đó, làm việc cho tốt. Làm không đàng hoàng như thế này, tiếp quản nhà máy một thời gian rồi mà nhà máy càng lúc càng nát, không khởi sắc được chút nào, chẳng lẽ 1,4 tỷ trên tỉnh cấp cho đều là vô ích sao? Sau khi xem hết, Y Kiệt Minh hừ lạnh một tiếng ở cổng chính, xoay người lên xe. Y Cao Vân sắc mặt tất nhiên có chút khó coi, ông ta liếc nhìn Diệp Phàm một cái, thở dài, nói. Chủ tịch Diệp à, tôi thấy các anh phải đẩy nhanh tiến độ lên rồi đấy, tốc độ chậm rề rề thế này có thể nói là rùa bò được rồi đấy. Thành ủy rất hoài nghi về năng lực làm việc của các anh. Năng lực cần phải có thời gian mới thể hiện ra được, bí thư Y, yên tâm, đừng nghi ngờ khả năng làm việc của chúng tôi. Có một số quy hoạch chúng tôi chưa tiết lộ, qua một thời gian tôi sẽ báo cáo với thành ủy về tình hình phương diện này. Diệp Phàm nói với vẻ mặt bình thản, nhưng vẫn khiến cho Y Cao Vân nhìn Diệp Phàm với ánh mắt hoài nghi mấy lượt rồi mới lên xe. Buổi sáng ngày hôm sau đến tập đoàn Vinh Quang. Cũng không biết ai tiết lộ chuyện chủ tịch tỉnh xuống dưới thị sát ra ngoài. Đoàn người Y Kiệt Minh mới đến tập đoàn Vinh Quang, cổng chính đã chật ních 20-30 hộ cho vay đến đòi nợ. Những người này la to, thậm chí ngồi bệt xuống khóc lớn cũng có, hiện trường khá rối loạn. Xe của Y Kiệt Minh vừa mới dừng đã bị đám hộ cho vay vây chặn. Bên này cho dù có Vương Triều dẫn theo công an duy trì ổn định, nhưng dù sao lực lượng công an cũng quá ít. Trả tiền đi, trả tiền đi, trả lại tiền mồ hôi nước mắt của chúng tôi đi. Lúc này, đám người lại tiếp tục gào lên, có người trong đám đó gào lớn, lập tức lan truyền ra xung quanh, quần chúng trở nên kích động. Tất cả đều kêu gào hết lên. Mặt Y Kiệt Minh tối sầm, thực sự có chút sợ hãi. Tuy rằng bốn phía đều có cảnh sát vây quanh ông ta, nhưng chỉ có hơn 10 người, nếu như thật sự khiến cho quần chúng nổi giận, cả ngàn người cùng xông lên, thì thậm chí một đòn cũng không chịu nổi. Diệp Phàm giả bộ như không nhận thấy điều đó, chớp chớp mắt với Vương Triều, mà đồng chí Vương Triều vừa nhìn đã hiểu, anh chàng này vừa phất tay một cái, công an bảo vệ Y Kiệt Minh liền âm thầm bớt đi mấy người. Trong chốc lát chỉ còn lại 6 người. Y Kiệt Minh vừa thấy, sắc mặt trắng bệch, tái nhợt đi. Chắc là bị dọa nên mới thế. Thấy người càng lúc càng dồn lại gần, có hộ cho vay còn đẩy mấy cán bộ công an bảo vệ Y Kiệt Minh. Y Kiệt Minh rốt cuộc không chịu nổi, kêu lên với Y Cao Vân. Chúng ta mau vào trong công ty đi. Lão già này tất nhiên không mặt mũi nào kêu cứu, chỉ có thể lấy cớ vào công ty. Y Cao Vân vừa thấy. Lập tức nói với Vương Triều. Cục trưởng Vương, lập tức gọi thêm ra đây người bảo vệ chủ tịch tỉnh Y đi vào công ty. Tuy nhiên, hiển nhiên lời Y Cao Vân nói không được việc. Vương Triều vừa vươn tay ra vẻ đang đẩy đám người ra vừa nói. Nhân sự không đủ, không rút ra được. Y Kiệt Minh vừa nhìn đã hiểu, xem ra vị cục trưởng cục công an đồng chí Vương Triều này không dễ dàng sai khiến như thế. Dường như Y Cao Vân nắm quyền quản lý lại không thể nào sai xử được anh ta. Đúng lúc này, bất ngờ có người xung đột vòng vây của công an, tay luồn qua lỗ hổng, lôi kéo Y Kiệt Minh, lão già này sợ tới mức phát run, chạy tới bên Diệp Phàm kêu lên. Đồng chí Diệp Phàm, bên ngoài rất rối loạn, còn không mau vào bên trong. Lão già này lúc sợ hãi không ngờ cũng phải cầu cứu. Diệp lão đại trong lòng thầm khinh bỉ người nào đó một câu. Quyết định đùa giỡn lão họ Y này một chút, cho nên Diệp lão đại cũng ra vẻ sợ hãi, nói. Không vào được, bên ngoài nhiều người lắm. Gọi Vương Triều lại đây, chúng ta đi vào trước. Y Kiệt Minh rốt cuộc không thể để ý đến mặt mũi nữa, bởi vì. Đã có người kéo lấy chân ông ta, kêu to mấy câu kiểu, lãnh đạo phải lo liệu. Vương Triều, bảo vệ chủ tịch tỉnh Y vào bên trong. Diệp Phàm giờ phút này mới hét to một tiếng về phía Vương Triều. Ra vẻ ra lệnh. Y Cao Vân trong lòng tự nhiên cảm thấy khó chịu, mà Y Kiệt Minh tự nhiên cũng hiểu được hôm nay ông ta đã cực kỳ mất mặt rồi. Vậy chủ tịch thành phố Diệp thì sao, anh cũng cần được bảo vệ chứ? Vương Triều người này cũng thật là tuyệt, vội vàng hỏi. Không cần lo cho tôi, rút tất cả nhân sự ở bên tôi để bảo vệ chủ tịch tỉnh Y đi.
Diệp lão đại đầy vẻ đại nghĩa, đuổi hết công an bảo vệ mình tới bên Y Kiệt Minh. Tuy nhiên, thủ thuật che mắt này ai cũng có thể nhìn ra. Đúng lúc này, một chiếc BMW màu đỏ đậu cách đó không xa. Họ Cam đến rồi, chúng ta đòi tiền đi. Không biết ai kêu một tiếng, cả đám quần chúng lại đổ hết về phía chiếc xe BMW màu đỏ của Cam Vũ Thuần. Mà vây quanh Cam Vũ Thuần lại có hơn 10 nhân viên bảo vệ của tập đoàn Vinh Quang. Tuy nhiên, bị hàng trăm người cùng lúc xông lên, toàn bộ nhân viên bảo an cũng đều tan tác. Hiện trường lại đại loạn, nhìn thấy chuyện lớn sắp xảy ra trước mắt. Cam Vũ Thuần cuống đến mức hai mắt đỏ lên, da mặt tái nhợt. Tôi đến là để trả tiền cho các người mà. Tuy nhiên, hiển nhiên giọng nói của cô ta quá nhỏ, bị tiếng la hét của các hộ cho vay đang trong cơn kích động lấn át hoàn toàn. Cam Vũ Thuần vừa thấy, vội vàng hô lên với Diệp Phàm. Chủ tịch Diệp, thấy trên mặt cô lộ vẻ bất lực khủng hoảng, Diệp Phàm biết rằng thời khắc mấu chốt đã tới. Ra hiệu bằng mắt với Vương Triều, Vương Triều thân hình cao to lực lưỡng mang theo 7-8 công an lập tức vọt qua đó, Vương Triều rẽ đám người ra. Những âm thanh hỗn độn bụp 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 truyền đến. Lập tức, đám người bị cánh tay anh ta rẽ ra thành một vòng tròn lớn. Vương Triều như một pho tượng đại thần bằng thép đứng trước mặt Cam Vũ Thuần. Mọi người hãy lắng nghe, Chủ tịch Diệp có lời muốn nói. Ai dám quấy rối sẽ bị bắt hết lại. Vương Triều đoạt lấy microphone bán dẫn giống lớn, giọng nói của người này đúng là rất trầm, lại rất hung hãn, nhưng lại có thể khiến cho đám người sợ tới mức im lặng, ai ai cũng nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm. Lúc này, Diệp lão đại mới trầm ổn bước tới. Chủ tịch Diệp, cảm ơn anh. Nào biết, có lẽ là Cam Vũ Thuần bị dọa cho sợ hay là sau đó, người con gái này miệng kêu, chân lại mềm nhũn, suýt nữa thì ngã xuống đất. Ở trước mặt Diệp lão đại, tất nhiên không thể để mỹ nữ ngã xuống đất, mất mặt biết nhường nào. Cho nên, hắn vội vàng giơ tay ra đỡ lấy Cam Vũ Thuần. Lập tức, mấy cái đèn flash của các phóng viên ở hiện trường tách tách vang lên, đây đúng là cơ hội tốt để chụp hình. Ngày mai sửa một chút thành gì mà xì căng đan tình ái giữa đại chủ tịch thành phố Diệp và mỹ nữ chủ tịch hội đồng quản trị, chắc chắn sẽ rất bắt mắt. Chương 1887, lời của bí thư Y không có trọng lượng quan trường. Cô mang bao nhiêu tiền đến vậy? Diệp Phàm ghé vào tai Cam Vũ Thuần hỏi. Tôi chạy trọt khắp nơi mới được hơn 400 triệu. Tạm thời trả một phần đi, tôi sẽ nghĩ thêm cách khác. Nếu như thật sự không trả được hết, Cam Vũ Thuần tôi ngồi tù thì ngồi tù. Cam Vũ Thuần dựa nửa người vào lòng Diệp Phàm, thái độ lại khá thành khẩn. Hơn nữa, giọng điệu tràn đầy bất lực và mất mát. Được rồi, mọi người xin trật tự một chút. Vừa rồi Chủ tịch Cam đã chuẩn bị đến 400 triệu. Nhưng ai có giấy vay nợ, chúng tôi sẽ trả trước cho mỗi người 1/5 số tiền vốn. Mọi người đừng nóng vội, ai cũng có phần cả, xếp thành hàng, sắp xếp thứ tự xong thì trả tiền. Diệp Phàm lớn tiếng kêu lên. Vừa nghe Diệp Phàm nói, đám người nhốn nháo cả lên, càng chen chúc lại đấy hơn. Người nào người nấy cũng giơ giấy cho vay lên to tiếng kêu, muốn tranh lấy tiền trước. Lúc này lại có một giọng nói lớn tiếng sổ ra một câu. Chỉ có tí tiền, nghe nói tập đoàn Vinh Quang nợ hơn mấy tỷ, 400 triệu chỉ có thể nhét vào kẽ răng. Chúng ta vẫn nên mau chóng chen lên lấy tiền, bằng không chậm chân là không lấy được đâu. Hơn nữa, tập đoàn Vinh Quang sắp phá sản rồi, lấy tiền đâu ra mà trả hết. Nghe người này kêu lên như vậy, đám người không thể chặn nổi nữa, toàn bộ xông về phía Cam Vũ Thuần. Mười mấy vị công an đều bị đẩy ngã trái ngã phải, sắp không trụ nổi nữa. Dừng tay, Diệp Phàm tôi tại nơi này, lấy danh nghĩa Ủy ban Nhân dân thành phố Đông Cống nói với mọi người một lần nữa. Người nào còn dám gây chen lấn vô tội vạ thì một đồng cũng không trả. Lời Diệp Phàm nói như có ma thuật, đám người lập tức ngây ra, tất cả đều ngừng lôi kéo. Xếp hàng. Tiếp theo Vương Triều giữ dằn hô một tiếng. Bên kia lại có thêm mười mấy vị công an người nào người nấy tay cầm côn, qua đây duy trì trật tự. Đám người sau khi ngây ra mặc dù không có hành động gì, tuy nhiên, cũng không xếp hàng. Mới có 400 triệu, sao có thể trả hết được? Hơn nữa, chúng ta chỉ sợ chậm một chút thôi là không lấy được rồi. Một ông lão khóc lóc, nước mắt giàn giụa. Nếu như không đủ, Ủy ban Nhân dân thành phố trước sẽ cho tập đoàn Vinh Quang mượn, Diệp Phàm tôi ở nơi này, cam đoan. Bất cứ hộ cho vay nào có giấy vay nợ đều có thể nhận trước 1/5 tiền vốn. Nếu như không lấy được tiền thì cứ đến hỏi Diệp Phàm tôi.
Diệp lão đại trước mặt mọi người như một pho tượng thiên thần, khẽ ôm một mỹ nữ. Mọi người đều không phát hiện ra, trên khuôn mặt Cam Vũ Thuần không ngờ lại đỏ ửng lên. Kỳ thực, Diệp lão đại dám nói chắc chắn như thế, là bởi vì bên Vương Triều và Thiết Chiêm Hùng đã nhanh chóng hành động. Mà người Lô gia cũng giúp một tay, Trần Khiếu Thiên đích thân ra trận, đã bắt được mấy tên lén trốn ra nước ngoài trở về. Đối với những cao thủ đó, muốn bắt dân nhập cư trái phép trở về cũng không phải chuyện khó. Lô gia rất thông hiểu tình hình của cả hai bên Hắc Bạch Đạo, làm chuyện này chỉ cần đập vào chút tiền mà thôi. Mà trên thực tế, khoản tiền này của tập đoàn Vinh Quang cũng đã thu hồi được một ít rồi. Những chuyện này, Cục Công an tạm thời chưa công bố, cho nên, đến cả Cam Vũ Thuần cũng không biết. Quan trọng nhất là công ty bảo hiểm Huệ Cảnh thực hiện vụ lừa đảo đã dần lộ ra một mặt thật. Theo tin tức mà Lý Khiếu Phong của Tổ A truyền đến từ Cục An ninh Quốc gia là, công ty bảo hiểm Huệ Cảnh chắc chắn có liên quan đến tập đoàn Tô Thị ở thủ đô. Diệp Phàm đang suy ngẫm, chẳng lẽ đứng sau hàng loạt những sự việc này chính là tập đoàn Tô Thị? Mà làm một hành động lớn như vậy, mục đích cuối cùng chẳng lẽ lại chính là mình? Còn tập đoàn Vinh Quang cùng nhà máy đường Dương Xuân cũng đều là người bị hại mà thôi. Về phần lão già Y Kiệt Minh này, có lẽ lúc nãy đã bị dọa hết hồn hết vía rồi, đợi sau khi các hộ cho vay bình ổn lại lão già này lập tức chui vào xe, đến cả cơm trưa cũng không muốn ăn, trực tiếp lên đường về tỉnh. Lúc trở về có ăn phấn trân châu hay không thì không biết được. Ăn phấn trân châu có thể trắng ra, ý nói ông ta tối sầm mặt mày. Hừ, muốn chơi ta à, ông đây còn chơi ác hơn cả ngươi đấy. Nhìn Y Kiệt Minh chật vật đi khỏi, Diệp lão đại hừ lạnh không trong lòng một tiếng. Điều này, chủ yếu là vì Diệp lão đại không phải người thường. Trường hợp này đối với Y Kiệt Minh mà nói đúng là kinh khủng, nhưng đối với Diệp lão đại, chỉ như trò trẻ con mà thôi. Cho tới hiện giờ, chỉ có Diệp lão đại động thủ đánh người, chứ làm gì có người có thể đánh bại hắn. Cảm ơn anh. Lần này, lời cảm ơn của Cam Vũ Thuần là xuất phát từ tận đáy lòng. Có gì đâu, giúp cư dân thành phố giải quyết khó khăn là chức trách của Ủy ban Nhân dân thành phố chúng tôi mà. Diệp lão đại nhún vai, giả bộ thoải mái, nói. Nào biết, chỉ trong chớp mắt, Y Cao Vân lập tức cho mở hội nghị đảng thành phố. Có lẽ là do trong lòng người này thấy khó chịu, vở kịch vừa rồi đồng chí Vương Triều diễn hẳn là không qua mắt được lão cáo giả này. Vương Triều Anh không nghe lời đồng chí Y Cao Vân nhân vật số một đại diện thành ủy mà lại đi nghe lời chủ tịch thành phố, trong lòng người ta tất nhiên sẽ nhức nhối không thôi. Diệp Phàm nghĩ thầm trong lòng. Cũng không biết được ông ta định làm cái gì. Tập hợp tất cả mọi người lại, chúng ta bàn một chút về chuyện tập đoàn Vinh Quang. Mấy ngày gần đây, chuyện của tập đoàn đã gây ra huyên náo lớn, nếu như chúng ta không ngăn lại, hậu quả chắc chắn sẽ không thể tưởng tượng nổi. Cho nên, bất ngờ triệu tập cuộc họp này là điều bất đắc dĩ. Y Cao Vân liếc nhìn mọi người một cái, nói. Không thể kéo dài được nữa. Kéo dài thêm nữa chỉ sợ sẽ thành ra to chuyện. Tình huống hôm nay vô cùng nguy hiểm. May mắn chủ tịch tỉnh Y không có việc gì, nếu thực sự có việc gì, phỏng chừng toàn bộ đều rớt khỏi ghế luôn ấy chứ. Phó Bí Thư Thành ủy Thái Phi vẻ mặt nghiêm túc, nói. Chủ tịch Diệp, vừa rồi anh có hứa hẹn, nếu như tập đoàn Vinh Quang không đủ tiền để trả 20% tiền vốn cho các hộ cho vay thì Ủy ban Nhân dân thành phố Đông Cống sẽ ra mặt đảm bảo phải không? Đồng chí Quách Tắc Quân. Phó Chủ tịch Thường trực thành phố mới được điều tới thay cho đồng chí Lam Tồn Quân không ngờ lại ném bom về phía Diệp lão đại. Tôi đã nói như thế. Diệp Phàm không lảng tránh, liếc nhìn Tiểu Quách Tử một cái, trực tiếp gật đầu, nói. Chủ tịch Diệp, anh hứa hẹn tùy tiện, nói năng thiếu suy nghĩ như vậy có thể khiến cho Ủy ban Nhân dân thành phố rơi vào tình huống nguy hiểm không thể cứu vãn được đấy. Tập đoàn Vinh Quang căn bản là một đầm lầy sâu không đo được đáy, theo điều tra. Đã bị nguyên trưởng phòng tài vụ Cam Anh nuốt mất mấy trăm triệu. Lại bị một công ty bảo hiểm nào đó lừa mất gần một tỷ. Bởi vậy có thể đoán được, tập đoàn Vinh Quang vay tư nhân không dưới 1,5 tỷ. Mà tập đoàn Vinh Quang còn nợ ngân hàng 500 triệu. Hiện giờ Cam Vũ Thuần mới gom được 400 triệu, còn phải trả mấy tỷ nữa. Chủ tịch Diệp, tôi thật sự không nghĩ ra anh có lý do gì, lại đi đồng ý giúp bọn họ chùi mông. Tôi muốn hỏi anh. Anh muốn dùng cái gì giúp bọn họ chùi mông? Thái Phi trực tiếp chiếu tướng. Ngày đó nhậm chức, vốn định giao ai với Diệp Phàm chỉ đơn độc có một mình, kết quả ngược lại lại bị Diệp lão đại làm cho mất hết mặt mũi. Cho nên,
thù này đã nuôi trong lòng. Hơn nữa, Thái Phi đến thành phố Đông Cống là có nhiệm vụ phải làm. Chỉ nhắm vào cái ghế bí thư thành ủy của Vi Lý Quốc mà thôi. Nhưng đầu tiên phải chọn một quả hồng nhũn mà miết, sau đó mới bắt đầu chèn ép đám người Y Cao Vân, cuối cùng đạt tới mục đích thống nhất thành ủy Đông Cống. Tôi chỉ đồng ý nếu như tiền tập đoàn Vinh Quang mượn từ bên ngoài dùng để trả 20% số vốn nợ tư nhân mà không đủ thì Ủy ban Nhân dân thành phố mới ra mặt cho bọn họ mượn mà thôi. Tôi cũng đã tính sẵn trong đầu rồi, tập đoàn Vinh Quang nợ tư nhân nhiều nhất là mấy tỷ, mà 20% của mấy tỷ tiền vốn này không quá mức 300 triệu. Nếu như Chủ tịch Hội đồng Quản trị Cam đã gom được gần 400 triệu, chúng ta căn bản là không phải bỏ ra đồng nào cả, đúng không? Đồng chí Thái Phi, tôi không thấy Diệp Phàm tôi có chỗ nào mà ăn nói tùy tiện, mạnh mồm cả. Anh dựa vào cái gì mà chỉ trích tôi kéo Ủy ban Nhân dân thành phố Đông Cống vào vũng bùn? Có một số việc, nói năng phải có căn cứ. Nói năng sằng bậy chính là bôi nhọ danh dự của người khác đấy. Diệp Phàm nói với ngôn từ sắc bén, liếc nhìn Thái Phi một cái, nói thêm. Hơn nữa, Ủy ban Nhân dân thành phố với tư cách là Ủy ban Nhân dân thành phố của dân nhân Đông Cống. Vào tình huống đấy, chúng ta không đứng ra có được không? Dù cho là về việc bảo vệ đám người chủ tịch tỉnh Y, cũng phải đứng ra. Vừa rồi không phải anh cũng nói rồi sao, chủ tịch tỉnh Y nếu như xảy ra chuyện ở chỗ chúng ta, tất cả những người đang ngồi ở đây đều sẽ bị rớt ghế hết. Ha ha, vì mọi người, đừng nói Ủy ban Nhân dân thành phố phải bỏ tiền ra, mà cho dù biết rõ là vũng bùn, chúng ta cũng vẫn phải nhảy vào, các vị nói xem Diệp Phàm tôi nói có đúng không? Thái Phi vừa nghe, lập tức nghẹn họng. Thái Phi vốn định lấy sự an toàn của chủ tịch tỉnh Y để công kích Diệp Phàm, thứ hai là để lấy lòng Y Cao Vân. Bởi vì vở kịch lúc đó đồng chí Vương Triều diễn, Thái Phi cũng hiểu ra được vài điều. Không ngờ ngược lại lại bị Diệp Phàm mượn đòn này đâm ngược lại một thương. Ừ, trường hợp hỗn loạn như lúc ấy, nói thật, đến giờ tim tôi vẫn còn đập thình thịch. Nhốn nháo kinh khủng, nếu như đoàn người chủ tịch Y thật sự gặp chuyện không may. Chúng ta biết giải thích thế nào với tỉnh ủy. Trưởng ban tổ chức cán bộ, đồng chí Cam Thủy Hưng cũng chêm vào một câu, tuy nói không trực tiếp ủng hộ Diệp Phàm. Nhưng ai cũng có thể nghe ra chút ý tứ, người này hẳn đang ủng hộ Diệp Phàm. Cam Thủy Hưng lên tiếng, lại khiến cho Y Cao Vân âm thầm cảnh giác. Phải biết rằng, Cam Thủy Hưng là người của bí thư Vi Lý Quốc. Vi Lý Quốc gần đây bệnh sắp không xong rồi, mà Cam Thủy Hưng lại là người sống hay cụp đuôi. Thời gian trước, trong các hội nghị thường vụ đều không nói một câu nào. Mà Y Cao Vân có điều chỉnh nhân sự kiểu gì Cam Thủy Hưng cũng làm theo. Không thể ngờ được lần này tên này lại ra mặt nói giúp Diệp Phàm. Cho nên, không thể không khiến Y Cao Vân suy này đoán nọ. Tôi thấy nguyên nhân chủ yếu xảy ra hỗn loạn như thế là do Cục trưởng Cục Công an Vương Triều, nếu biết Chủ tịch tỉnh Y muốn đến Vinh Quang khảo sát, thì trước đó phải sắp xếp ổn thỏa lực lượng công an bảo vệ đoàn lãnh đạo trên tỉnh. Đồng chí Vương Triều đã làm cái gì? Quách Tắc Quân nói đến đây, tạm ngừng một lúc, nhìn mọi người một cái mới nói tiếp. Một là sắp xếp lực lượng công an quá ít, hai là không dốc sức bảo vệ lãnh đạo tỉnh. Mọi người thấy đấy, lúc ấy tình cảnh của Chủ tịch tỉnh Y nguy hiểm như vậy, Bí thư Y đã suy xét đến tình huống này, ra lệnh cho đồng chí Vương Triều gọi công an bảo vệ Chủ tịch tỉnh Y. Nhưng đồng chí Vương Triều sao vẫn cứ lần trần mãi? Tình huống uy hiếp đến tính mạng của lãnh đạo tỉnh nhưng lại không quan tâm, đây là biểu hiện vô trách nhiệm cực đoan. Nói rộng hơn, chính là không làm tròn trách nhiệm, thậm chí, tôi nghi ngờ đồng chí Vương Triều đã cố ý làm thế. Quách Tắc Quân nói đến đây thì nhìn Diệp Phàm một cái. Tất cả những người ngồi đây đều hiểu, có lẽ đều đã nhìn ra. Vị đồng chí Vương Triều này, dường như chỉ thích nghe lời Chủ tịch Diệp nói. Mà lời nói của đồng chí Y Cao Vân. Người ta lại không nghe theo. Rốt cuộc là vì sao, tất cả những người ngồi ở đây đều đang suy nghĩ. Ừ, đồng chí Vương Triều xử lý tình huống chưa đủ chuyên nghiệp. Thậm chí, thiếu chút nữa là gây nên sai lầm nghiêm trọng. Hôm nay chuyện này đã vang lên hồi chuông cảnh báo cho chúng ta, các đồng chí, làm gì cũng phải tập trung tinh thần làm tốt công việc trong chức trách của mình. Đồng chí Vương Triều, làm việc có chút không nghiêm túc. Sau khi trở về, tôi sẽ yêu cầu anh ta viết kiểm điểm suy nghĩ kỹ lại những gì đã làm. Bí thư Đảng ủy Cục Công an Lan Lập Quyền nói với vẻ mặt nghiêm túc. Đồng chí Lập Quyền, tình huống lúc đấy là tình huống phát sinh đột ngột. Trước khi Chủ tịch tỉnh Y đi, cảm xúc của các hộ cho vay không được ổn định lắm.
vì sao chủ tịch tỉnh Y vừa đi thì lại khống chế được. Tôi nghĩ, các hộ cho vay nóng vội là một nguyên nhân. Nhưng, trong đó còn có nguyên nhân nào khác không? Tôi nghĩ, nhất định là có. Diệp Phàm muốn rời sự chú ý của mọi người.